chương 181, gặp mặt. Tần Niên đi chuẩn bị xe. Tần Niên tiếp quản sản nghiệp do 4 gia tộc lớn nhượng lại và thành lập tập đoàn Giang Long. Hiện tập đoàn Giang Long có khối tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ. Muốn có một chiếc xe hơi sang trọng thì quá đơn giản rồi. Anh ta nhanh chóng kiếm ra được một chiếc Rolls Royce Silver Charm. Chiếc xe này trị giá 1 tỷ 8, hơn nữa không phải có tiền là sẽ có thể mua được, mà cần phải có mạng lưới quan hệ rất hùng mạnh mạng lưới quan hệ của tập đoàn Giang Long bây giờ rất kinh khủng. Bởi vì các sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Giang Long đều do bốn gia tộc lớn nhượng lại, bốn gia tộc lớn đã ăn sâu bén dễ ở Giang Trung rất lâu rồi, ngoại trừ nhà họ tiêu bị phá sản, ba gia tộc còn lại vẫn tồn tại ở cấp bậc ông lớn. Chẳng mấy chốc đã tới 5 giờ. Giang thần lấy chiếc điện thoại di động mới tinh ra và gửi một tin nhắn cho đường sở sở. Audio điện tử võ tấn bền. Khi nào chúng ta gặp nhau? Đường Sở Sở đã đến Vĩnh Thái. Cô đã lơ đáng suốt cả buổi chiều, cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn. Nó là một số điện thoại lạ, cô cũng không chắc đây có phải là cậu Giang thần bí đó hay không. Cô lịch sự trả lời tin nhắn. Xin hỏi, là ai vậy ạ? À? Giang thần trực tiếp trả lời, Giang thần. Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Đường Sở Sở đập nhanh hơn, cô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại rồi hỏi lại lần nữa có, có phải là giang thần của tập đoàn Giang Long không? Ừm, anh, anh đang ở đâu, tôi tới đó ngay. Cô đang ở đâu, tôi đến đón cô. Tôi đang ở Vĩnh Thái. Giang thần không gọi điện thoại, mà nói chuyện với đường sở sở bằng tin nhắn. Trò chuyện một lúc, anh xuống lầu, lái chiếc Rolls Royce Silver Cham do tần niên chuẩn bị đi đến Vĩnh Thái. Vĩnh Thái, dưới tòa nhà công ty. Đường sở sở đã đợi sẵn ở đấy cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, vóc dáng gợi cảm, trông rất xinh đẹp. Đường sở sở hiện là một người nổi tiếng ở Giang Trung, có nhiều phóng viên truyền thông đứng canh ở Vĩnh Thái, bọn họ muốn khai thác một số tin tức lá cải của đường sở sở. Bây giờ nhìn thấy đường sở sở đang đứng bên ngoài tòa nhà công ty đợi, hơn nữa cô còn không ngừng nhìn trái nhìn phải, những phóng viên báo đài này đều biết cô đang đợi ai đó. Có không ít phóng viên đã lén chụp ảnh. Ngay sau đó, một chiếc rolls Royce Silver cham xuất hiện bên ngoài Vĩnh Thái. Một nam thanh niên mặc bộ đồ trắng, nước da trắng trẻo, dung mạo khôi ngô, truyện được lấy từ chú Nguyện. VN khí thế hơn người bước xuống xe. Đường sở sở đã đợi sẵn, nhìn thấy chiếc rolls Royce Silver cham rồi lại nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trong bộ vest trắng. Cô biết đây chính là cậu Giang thần bí đó và chính là Giang thần của nhà họ Giang. Đây là người mà 10 năm trước cô đã cứu cũng là người đã giải cứu cô thoát khỏi tay tiêu chiến là người đã âm thầm giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua tuy rằng cô chưa từng nhìn thấy mặt của giang thần nhưng cô có thể chắc chắn rằng chính là như vậy cái này đẹp trai quá nhìn thấy giang thần đến gần nhịp tim của đường sở sở không khỏi đập nhanh hơn cô gần như nghẹt thở khi nhìn thấy những đường nét sắc sảo khuôn mặt điển trai đó đây đây chính là anh à giang thần đi tới xuất hiện ở trước mặt đường sở sở với nụ cười trên mặt sở sở. Tiếng, sở sở, tràn đầy từ tính. Hai chữ này dường như có ma lực, hấp dẫn đường sở sở đến tận cùng. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ, dáng người gợi cảm, môi đỏ, đeo kính dâm đi tới. Đó là từ thanh. Từ thanh có đến tìm đường sở sở vài lần, nhưng đường sở sở không có ở đó. Hôm nay khi tan làm cô ta lại đến, muốn tìm đường sở sở để bàn bạc và giới thiệu ngụy chi với cô. Khi vừa xuống dưới lầu của công ty Vĩnh Thái, cô ta đã nhìn thấy một người. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, khóe mắt cô ta chợt ươn ướt. Khuôn mặt này đã hiện lên trong tâm trí cô ta vô số lần trong suốt 10 năm qua. Giang, Giang Thần. Cổ họng cô ta khẽ chuyển động. Cô ta đứng từ xa nhìn thấy Giang Thần đang đi về phía đường sở sở. Sau khi đường sở sở hơi sững sờ, cô mới phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thần, sắc mặt đỏ bừng cuối cùng cũng đã gặp được anh rồi. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào. Giang thần làm động tác mời, đi thôi. À, được. Đường sở sở phản ứng lại. Hai người sánh bước bên nhau. Cảnh tượng này đã được không ít phương tiện truyền thông chụp lại. Từ thanh ở phía xa hơi sững sờ, sau đó bước nhanh đi tới trước mặt hai người, tháo kính dâm xuống, vẻ mặt thoải mái nói, sở sở. Sau đó cô ta nhìn Giang thần, Vẻ mặt cô ta còn có cả vẻ oán hận, khóe mắt từ từ mờ mịt. Giang Thần cau mày, tại sao Từ Thanh lại ở đây? Giang Thần, đôi mắt cô ta đã phủ đầy sương mù, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giang Thần, vẻ mặt rất âm ức. "Hả?" Giang Thần nhìn cô ta, rồi hỏi, "Sao cô lại ở đây?" Đường Sở Sở ở bên cạnh Giang Thần cũng cảm thấy khó xử. Bởi vì cô biết cậu Giang Thần bí này Mười năm trước là bạn trai của Từ Thanh, còn Từ Thanh lại là bạn thân nhất của cô. Từ Thanh, cô nhìn Từ Thanh đỏ mặt, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ. Giang thần, anh có biết không, em đã chờ anh được 10 năm rồi. Từ Thanh nước mắt lưng chồng nhìn anh, nói ra từng câu từng chữ, em biết, anh chưa chết, em có thể cảm giác được anh đã luôn ở bên cạnh em, vì anh, em đã chờ đợi anh suốt 10 năm, 10 năm qua em đã từ chối biết bao nhiêu người theo đuổi, còn anh thì sao? anh mãi vẫn không hề xuất hiện, bây giờ xuất hiện thì lại ở bên cạnh cô ta. Chẳng lẽ anh không biết rằng cô ta đã có chồng rồi sao? Từ thanh nói như vậy, đường sở sở lại càng thêm xấu hổ. Giang thần cau mày, nói tôi biết sở sở đã có chồng rồi, nhưng tôi không hề quấy rầy cô ấy. Tôi gặp cô ấy chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy, với lại tôi và cô chỉ ở bên nhau có vài tháng mà thôi. Hơn nữa đây còn là chuyện của 10 năm trước, tôi đã quên từ lâu rồi. Nói xong, anh nhìn Đường Sở Sở, cười xin lỗi với cô rồi nói, đi thôi. Đường Sở Sở nhẹ gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Từ Thanh. Bởi vì cô thực sự không biết phải nói gì với Từ Thanh. Giang Thần trực tiếp đi về phía chiếc xe Rolls-Royce Silver Cham. Đường Sở Sở ngồi lên ghế lái phụ. Từ Thanh đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi, nước mắt vì tuyệt vọng mà rơi xuống. Giang Trung, tại một khách sạn sang trọng nào đó. Phòng VIP Giang Thần và Đường Sở Sở ngồi đối diện nhau. Đường Sở Sở cúi đầu, nhưng cô vẫn không nhịn được nhìn về phía Giang Thần, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh, mặt cô đỏ ửng lên, nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh. "Khoảng, khoảng thời gian này, cảm ơn anh nhiều." Giang Thần cười nhẹ nói, "Có gì đâu chứ, năm đó nếu không có cô xông vào biển lửa để cứu tôi, tôi đã chết rồi, ngược lại cô đó, 10 năm qua cô đã chịu khổ rồi, tất cả những điều tôi làm Hoàn toàn không thể bù đắp được những gì tôi đã nợ cô." Giang Thần nói xong lời này thì không nói nữa. Anh đang đợi, đợi phản hồi của Đường Sở Sở. Tuy nhiên, Đường Sở Sở cũng không nói gì. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào im lặng chết chóc. "Tôi." Hơn 10 giây sau, Đường Sở Sở mới ngẩng đầu nhìn Hắc Long Điển trai phong độ ở trước mặt, do dự không quyết định được. Cô muốn nói gì? đường sở sở hít một hơi thật sâu và nói tôi có tài đức gì mà đáng để anh giúp đỡ tôi như vậy tôi đã có chồng rồi tôi biết giang thần nói tôi cũng chỉ biết ơn cô chính bởi vì cô là người đã có chồng cho nên tôi mới không xuất hiện cũng không gặp cô ừm nói ra thì cũng thật trùng hợp chồng của cô cũng tên là giang thần hơn nữa còn là cấp dưới lúc trước của tôi trong lòng đường sở sở chợt run lên cô đã đoán được thân phận của cậu giang thần bí rồi nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Anh thực sự là một hắc long. Anh ấy, đường sở sở khẽ lắc đầu, nói kệ anh ấy đi, anh ấy chỉ cần bằng một phần mười so với anh thôi thì đã tốt rồi. Giang thần cười nhẹ, xem ra trong lòng đường sở sở, anh thực sự không có địa vị gì cả. Thực ra, chồng cô rất tốt, anh ta có võ nghệ phi thường, y thuật cao siêu. Nếu không phải là vì một số chuyện, thì tương lai của anh ta sẽ rộng mở rồi anh ta cũng là một người si tình, hy vọng cô có thể đối xử tốt với anh ấy, đừng phụ lòng anh ấy. Khi Giang Thần nói ra lời này, anh cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Thật kỳ lạ khi tự khoe khoang về bản thân. Thấy Đường Sở Sở không nói gì, Giang Thần suy nghĩ một chút, lập tức nói, nếu cô thật sự không yêu anh ta, cô có thể lựa chọn ly hôn với anh ta. Tôi sẽ không coi thường cô là người phụ nữ đã có một đời chồng đầu. Nếu cô ly hôn với anh ta, tôi sẽ cưới cô ngay lập tức, khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, trở thành người phụ nữ được tất cả phụ nữ trên thế giới này ghen tị. Cơ thể đường sở sở run lên. Ly hôn ư. Vào lúc này, cô cũng có ý muốn ly hôn với một giang thần khác và lao vào vòng tay của giang thần này. Biểu hiện cơ thể của cô không thể qua mắt được giang thần. Trong lòng giang thần thầm thở dài. Xem ra có vẻ như đường sở sở thực sự không thích giang thần cả lơ phất phơ, vô công rồi nghề kia. Cô thích cậu Giang thần bí và khó đoán, người có thể giúp đỡ cô tất cả này. Chương 182: Đến kinh đô ngay trong đêm. Tôi, Đường Sở Sở do dự. Cô muốn nói rằng cô đã có chồng và sẽ không ly hôn với chồng mình đâu. Nhưng dù có làm thế nào cô cũng không thể thoát ra được câu này. Tôi và Giang thần không có bất kỳ nền tảng về tình cảm. Anh ấy chỉ là người được ông nội chọn để ở rể nhà họ Đường khi cô nói ra những lời này giang thần đã hiểu rồi anh đã biết tâm tư của đường sở sở rồi tiếp theo đường sở sở nói rất nhiều tất cả đều là những lời cảm kích nhưng giang thần lại rất lơ đễnh cả hai đã cùng nhau dùng bữa sau bữa ăn giang thần nói tôi đưa cô về nhé không không cần đường sở sở khéo léo từ chối nói tôi tôi sẽ cân nhắc chuyện ly hôn nói xong cô đỏ mặt bỏ chạy Giang Thần bị bỏ lại trong một mớ hỗn độn. Giang Thần nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Sở Sở, rồi sờ mũi, "Ly hôn." Anh nhàn nhạt cười, cũng không nói gì thêm. Anh lái xe trở lại tập đoàn Giang Long, thay quần áo, xé mặt nạ trên khuôn mặt ra. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế trong phòng chủ tịch, hút một điếu thuốc, suy nghĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua, phát hiện là Tiểu Hắc gọi đến. Anh trả lời điện thoại và hỏi, "Sao thế, có chuyện gì à?" "Anh Giang, Quỷ Kiến Sầu đang điều tra tung tích của chiếc dương cổ đã bị lưu lạc từ Nam Hoang đến Giang Trung." "Tôi sẽ đến ngay." Giang Thần cúp điện thoại, ngay lập tức rời khỏi tập đoàn Giang Long, chạy nhanh về phía phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc. Chiếc dương cổ xuất hiện từ ngôi mộ cổ của Lan Lăng Vương này đã liên lụy quá nhiều rồi, nó có liên quan đến bức Hoa Nguyệt Sơn Cư Bản đồ gia truyền của gia tộc anh hơn nữa cũng có liên quan đến bốn gia tộc bí ẩn và khó đoán của trung quốc gần đây anh mới biết đến bốn gia tộc lớn của trung quốc trước đây anh không biết rằng nhà họ giang còn có lại lịch lớn đến như vậy vậy mà lại một gia tộc đã được lưu truyền suốt mấy ngàn năm chẳng mấy chốc anh đã đến phòng khám phàm nhân vừa vào phòng giang thần liền hỏi tình hình như thế nào tiểu hắc cho biết quỷ kiến sầu truyền tin đến nói rằng chiếc dương cổ này được tìm thấy trong một cửa hàng đồ cổ nào đó ở giang trung hơn nữa chủ cửa hàng đồ cổ này có thâm niên lâu đời xuất thân từ kinh đô hơn nữa gia cảnh cũng cực kỳ to lớn ông ta nói rằng sẽ trực tiếp nói với anh xuất thân từ kinh đô hơn nữa gia cảnh cũng cực kỳ to lớn giang thần cau mày lập tức nói chuẩn bị xe đi lập tức đi gặp quỷ kiến sầu vâng tiểu hắc gật đầu và lập tức đi lái xe văn tâm cũng đi ra ngoài nói anh hắc tôi đi với anh tiểu hắc mắng tôi đi làm công việc Cô đi theo để làm gì? Văn Tâm lập tức bật khóc, vẻ mặt tủi thân nhìn Giang Thần, anh Giang, anh ta hung dữ với tôi. Giang Thần liếc nhìn Văn Tâm. Cô gái này cũng không tệ, hơn nữa mấy ngày nay cô ấy đang sống trong phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc, hai người họ dường như. Giang Thần cười nói, Tiểu Hắc, để cô ấy đi cùng đi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Giang Thần đã nói như vậy, Tiểu Hắc cũng không nói thêm nữa, chỉ nhắc nhở cô đi theo cũng được nhưng không được nói lung tung đâu đấy vâng lúc này văn tâm mới bật cười cả ba cùng nhau đi ra ngoài tiểu hắc lái xe đến xưởng sửa chữa của quỷ kiến sầu mật thất dưới lòng đất của xưởng sửa chữa trong một căn phòng giang thần ngồi trên sofa tiểu hắc văn tâm đứng ở một bên ông chủ của tổ chức tình báo ngầm quỷ kiến sầu cũng chính là thần y phương vĩnh cát đang ngồi ở đối diện giang thần ngậm điếu thuốc trong miệng Hỏi, tình hình gì mà nhất định phải gặp mặt nói mới được?" Quỷ Kiến Sầu nghiêm nghị và nói, "Chủ soái, ngài bảo tôi điều tra chiếc dương đó, tôi đã kiếm ra tung tích của nó rồi. Ở cửa hàng đồ cổ Thiên Tử số 1 ở Giang Trung, người thuê tên là cô giả. Tôi đã kiểm tra thông tin của cô giả và phát hiện ông ta đến từ kinh đô, hơn nữa ông ta đã tiếp xúc với một nhân vật lớn nào đó ở kinh đô rất nhiều lần." Nói đến đây, Quỷ Kiến Sầu chợt dừng lại một lát. "Ai?" Giang thần liếc ông ta một cái. Sau khi quỷ kiến sầu do dự một lúc, ông ta mới lên tiếng thiên tử. Hả? Sắc mặt giang thần xa sầm lại. Thiên tử, là thiên tử một trong ngũ đại soái à? Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Ngôn tình sống chung. Hai, xuyên thư sư tôn chỉ muốn làm nhân vật phản diện ba. Hào môn này, tôi không gả nữa bốn. Ngài vương, kết hôn nhé bằng 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 là thiên tử trong ngũ đại soái có quyền lực lớn nhất, ngồi vững nhất ở kinh đô. Còn gì nữa không? Anh nhìn quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu nói, tôi đã điều tra ra được rất nhiều thứ cùng với nguồn gốc của chiếc dương cổ, tra hỏi về một băng nhóm trộm mộ. Băng nhóm trộm mộ đã nhận tiền từ người chủ bí ẩn, và người chủ bí ẩn đã đưa cho đội trộm mộ một tấm bản đồ của ngôi mộ cổ Lan Lăng, đội trộm mộ đã thành công đi vào trong ngôi mộ cổ và tìm thấy chiếc dương cổ, nhưng lại có một tai nạn xảy ra, có người đã đánh cắp chiếc dương cổ, còn chiếc chìa khóa thì rơi vào tay Bạch Tố. Giang Thần liếc ông ta một cái, nói, nói trọng điểm đi, người ra tay cướp dương cổ là ai, người đi thuê là ai. Quỷ Kiến sầu nói, theo tình báo, người cướp chiếc dương cổ có tên là Truy Phong người này cũng là một người có tiếng tăm lẫy lừng trong giới anh ta cũng chính là người đã mang chiếc dương đến giang trung và truy phong này là thân tín của thiên tử nói như vậy người chủ thuê thần bí là thiên tử à sắc mặt giang thần vô cùng nặng nề quỷ kiến sầu khẽ lắc đầu nói không chắc chắn nhưng thiên tử có liên quan đến chuyện này và mạng lưới tình báo của tôi cũng chưa thâm nhập sâu vào kinh đô cũng không dám xâm nhập cho nên không có cách nào hỏi thăm một số ở kinh đô Giang thần rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, anh mới nói, ừm, tôi biết rồi. Anh đứng dậy và bỏ đi. Tiểu Hắc, Văn Tâm đi theo phía sau. Tiểu Hắc lái xe quay trở lại phòng khám tử thần. Trong phòng khám, Giang thần ngồi trên ghế, hút thuốc, rơi vào trầm tư. Ngôi mộ cổ lan lăng, dương báu, chìa khóa, bức hoa nguyệt sơn cư. Tính toán theo thời gian, thời điểm nhóm trộm mộ này đến đào mộ chắc là sau khi anh nộp đơn xin từ chức tính ra thì cũng đã được 3 tháng rồi. Sau khi anh đến Giang Trung, anh đã cùng đường sở sở đi tìm việc, lúc ở chợ nhân tài anh đã cảm nhận được ý định giết người mạnh mẽ nên đã đuổi theo, nhưng lại gặp Bạch Tố. Chuyện này dường như là có người nào đó đã cố ý sắp xếp, sắp đặt cho Bạch Tố ở bên cạnh anh và để chìa khóa rơi vào tay anh. Người thuê đang ở trong bóng tối rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ, sự diệt phong của nhà họ Giang 10 năm trước có liên quan gì đến thiên tử? Giang thần nắm chặt tay, nếu thật sự là thiên tử, vậy thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Tại sao đối thủ mãi vẫn không hề ra tay? Chẳng lẽ là bởi vì cấp trên còn chưa phê duyệt đơn từ trước của tôi, tôi vẫn còn là hắc Long, nên đối thủ sợ hãi sao? Trong một lúc, Giang thần đã nghĩ tới rất nhiều điều. Anh đột nhiên nói, tiểu hắc. Anh Giang, sao vậy? Giang thần dặn dò, thông báo cho tiêu giao vương, chuẩn bị một chiếc chuyên cơ cho tôi, tôi phải đến kinh đô một chuyến anh Giang, bây giờ sao? Đúng, được, tôi sẽ thu xếp ngay. Tiểu Hắc không hề dừng lại, ngay lập tức gọi điện cho Tiêu Giao Vương và yêu cầu Tiêu Giao Vương bố trí một chuyên cơ quân khu. Gọi điện thoại xong, anh ta đưa Giang Thần đến quân khu. Giang Trung, quân khu. Một chiếc trực thăng đang đậu ở bãi đất trống. Tiêu Giao Vương nhìn Giang Thần với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, Giang Thần, lúc này cậu đến Kinh Đô để làm gì? Giang thần nói, đi xác minh một số chuyện, nhân tiện gặp thủ trưởng cao nhất, hỏi tại sao đơn từ chức của tôi lâu như vậy mà vẫn chưa được phê duyệt. Tiểu Hắc hỏi, anh thực sự muốn từ chức. Nhưng Giang thần cũng không nói nhiều, xoay người đi lên trực thăng. Máy bay trực thăng chậm chậm cất cánh, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, biến mất trong tầm mắt của Tiêu Giao Vương và Tiểu Hắc. Tiêu Giao Vương quay lại nhìn Tiểu Hắc và hỏi, Hắc Long đang làm gì vậy? Tiểu Hắc hơi xòe tay ra và nói, chuyện này tôi làm sao biết được, nhưng tôi cảm thấy sắc loạn rồi. Ý của cậu là gì? Tiêu Giao Vương nghi ngờ nhìn anh ta. Tiểu Hắc thở một hơi thật dài và nói. Chuyện của anh Giang ông cũng biết rồi, gia đình anh ấy có một bản đồ kho báu gia truyền, hiện tại trong một ngôi mộ cổ ở Nam Hoang đã được khai quật được một dương báu, và dương báu này có liên quan đến bản đồ kho báu gia truyền của anh Giang. Bây giờ dương báu này lại dây dưa đến thiên tử chắc là anh Giang đang nghi ngờ chuyện của nhà họ Giang 10 năm trước có liên quan đến thiên tử, nên đến kinh đô để hỏi tội ông ta đấy. Cái gì? Tiêu Giao Vương cực kỳ hoảng sợ và gầm lên. Hỏi tội à, sao không nói cho tôi biết sớm hơn, thiên tử là người như thế nào cậu không biết sao? Ông ta trấn thủ ở kinh đô, là cao thủ xài âm mưu thủ đoạn. Hắc Long cứ thế này đi thì hỏi ra được cái gì chứ? Nếu lỡ như nói chuyện không hợp nhau rồi động tay động chân, thì chuyện này sẽ rắc rối to đấy. Tiểu Hắc cũng bất lực. Anh ta hiểu rõ giang thần nóng nảy như thế nào, anh ta cũng biết chuyện này sẽ rất nghiêm trọng, nhưng anh ta không thể nào ngăn cản được. Tôi nghĩ chắc là anh Giang biết mình phải làm gì, dù sao thiên tử cũng là thủ lĩnh của ngũ đại soái Trước khi có bằng chứng xác thực, anh Giang chắc là sẽ không làm bậy đâu. Hy vọng vậy, tiêu giao vương hít một hơi thật sâu. Hy vọng mọi chuyện không diễn ra theo cách ông ta nghĩ, một khi giam thần xích mích với thiên tử, chuyện này nhất định sẽ dẫn tới đại loạn. chương 183, ép hỏi thiên tử. Kinh Đô là thủ đô của nước Trung Quốc. Trong một tứ hợp viện nào đó ở Kinh Đô, một vài vệ sĩ mặc tây trang màu đen đang đứng bên ngoài viện. Một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước đến. Anh còn chưa đến gần tứ hợp viện, một đám bảo vệ sĩ đã xông ra, chặn đường anh. Đây là nơi quan trọng của phủ thiên tử, người không có phận sự mau rời khỏi nếu không sẽ giết bỏ không tha người đàn ông mặc áo khoác đen là giang thần vừa từ giang trung vội vã đến đây sau khi giang thần biết được một chút manh mối đã lập tức đáp chuyên cơ vội đến kinh đô anh phải đích thân gặp mặt thiên tử hỏi một vài vấn đề nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến thiên tử vậy thì chết hắc long của nam hoang có việc cần gặp thiên tử hãy mau đi thông báo sắc mặt giang thần âm u nghe thấy là hắc long, vệ sĩ ở xung quanh bị dọa đến mau chóng lui ra sau. Mau, đi thông báo. Vâng, mấy người vệ sĩ mau chóng chạy vào trong tứ hợp viện. Giang thần cũng không vội, kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ. Mấy phút sau, một hàng người mau chóng đi ra khỏi tứ hợp viện. Đi đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc giản dị, nhưng trên người lại có khí chất hơn người. Ông ta là thiên tử, một trong ngũ đại soái cũng là người có quyền lực nhất trong ngũ đại soái Được gọi là người đứng đầu ngũ đại soái Ha ha, anh Giang, sao anh lại đến đây? Thiên tử đi đến, Giang hai tay ra, muốn trao cho Giang thần một cái ôm. Giang thần giơ chân lên đạp ra. Cơ thể của thiên tử bị đạp văng ra xa mấy mét. Nhưng ông ta là thiên tử, là một trong ngũ đại soái đương nhiên là thân thủ không tầm thường, cơ thể ông ta xoay chuyển trên không, vững vàng đứng trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt, vệ sĩ xung quanh mau chóng lấy súng ra. Làm gì đấy, thiên tử trách mắng, có biết đây là ai không? Đây là hắc Long đấy, dám cầm súng chĩa vào hắc Long, muốn chết à? Lúc này vệ sĩ xung quanh mới cất súng vào. Thiên tử đi về phía Giang Thần, cười nói, anh Giang, anh đang thăm dò võ công của tôi sao? Giang Thần lạnh mặt, lạnh giọng nói, tôi mới không rảnh đi thăm dò võ công của cậu, lần này tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi cậu anh nhanh chóng bước lên vài bước chỉ trong chốc lát anh đã xuất hiện ngay trước mặt thiên tử nắm lấy cổ áo ông ta nâng ông ta lên khỏi mặt đất tôi hỏi cậu chuyện mộ cổ của lan lang vương có liên quan đến cậu không anh giang anh có ý gì có chuyện gì thì buông tôi trước đã rồi nói có được không ở đây nhiều người đang nhìn tốt xấu gì tôi cũng là một trong ngũ đại soái nếu chuyện này mà truyền ra ngoài ông ta còn chưa nói xong giang thần đã ném thẳng ông ta ra sau đó, anh cất bước đi. Thiên tử còn chưa bỏ dậy khỏi mặt đất, Giang thần đã đạp một chân lên người ông ta, lạnh giọng trách móc, tôi không rảnh ở đây tán gẫu với cậu, tôi hỏi lại lần nữa, có liên quan đến cậu hay không? Vệ sĩ ở xung quanh cầm súng lên lần nữa, nhưng bọn họ lại không dám nổ súng. Thiên tử bị Giang thần đạp dưới chân, nhưng ông ta lại không hề nổi giận cười nói cái gì mà mộ cổ lan lăng. Tôi không biết, anh Giang, rốt cuộc anh làm sao vậy? Cô dạ, ông chủ của cửa hàng đồ cổ thiên tử số 1 ở Giang Trung là đàn em của tôi, Truy Phong là cấp dưới thân cận của cậu, còn nói là không liên quan đến cậu. Được rồi, tôi thừa nhận, có liên quan đến tôi. Trên người Giang thần tỏa ra luồng khí chết chóc mãnh liệt. Thiên tử cũng cảm nhận được luồng khí này, trong lòng ông ta hoảng loạn, không hổ là hắc long rồi rào kinh nghiệm, tà khí này thật là khủng khiếp. Anh Giang, anh có ý gì? Giang thần nâng chân, nâng ông ta lên khỏi mặt đất, kéo vào trong tứ hợp viện. Trong một căn phòng trong tứ hợp viện, vẻ mặt Giang thần u ám hút thuốc. Thiên tử ngồi đối diện anh, xoa xoa ngực, nhìn Giang thần một cái, hỏi: "Anh Giang, sao anh lại hỏi về chuyện cổ mộ Lan Lăng?" Giang thần lạnh lùng liếc nhìn ông ta, "Việc nhà họ Giang ở Giang Trung bị diệt vong 10 năm trước có liên quan đến cậu hay không? Bức tranh Hoa Nguyệt Sơn đồ của gia tộc tôi có phải là đang ở trong tay cậu không?" Thiên tử hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cười lên, "Anh Giang, anh đùa gì thế? Chuyện này sao có thể liên quan đến tôi? Đúng là tôi có biết bức tranh Hoa Nguyệt Sơn đồ, đó là bởi vì tôi cũng là người của bốn gia tộc lớn, mà trong bốn gia tộc lớn, không chỉ nhà họ Giang có một bức tranh, mà ba gia tộc lớn khác cũng đều có." "Hửm?" Giang thần ngẩn ra, hỏi cậu có ý gì. "Hả?" Thiên tử cũng ngây ra, sau đó lập tức nói, "Xem ra có vài chuyện anh vẫn chưa biết." "Đúng là tôi không biết." Cậu nói tôi nghe xem." Thiên tử nói, "Đây là bí mật được giấu kín, anh vẫn không nên biết thì hơn, biết rồi cũng không có lợi với anh. Năm đó Giang Thiên đã tách khỏi nhà họ Giang, vậy nên anh cũng không còn là người nhà họ Giang nữa, cũng không có quan hệ với bốn gia tộc lớn nữa, anh vẫn là đừng xen vào những chuyện này thì hơn." Giang Thần nhìn chằm chằm Thiên tử. Mặc dù Thiên tử không phải là người hủy diệt nhà họ Giang, nhưng ông ta chắc chắn biết không ít chuyện bên trong sắc mặt giang thần trầm xuống đột nhiên ra chiêu bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt thiên tử một cây kim bạc đã đặt lên động mạch chủ trên cổ ông ta khoảnh khắc đó thiên tử cảm nhận được sự đe dọa chết chóc thiên tử lạnh giọng nói giang thần anh muốn làm gì muốn giết tôi sao giết tôi rồi anh có thể đi ra khỏi nơi này sao nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hừ thiên tử hừ lạnh một tiếng muốn biết thì tự mình đi điều tra đi kim bạc trong tay giang thần đâm vào da ông ta. Thiên tử cảm nhận được sự đau đớn trên cổ, chuyện hot, anh có thể ra tay thử xem, xem coi giết tôi rồi, anh có thể sống sót rời khỏi đây không? Đừng tưởng tôi không dám, giang thần đã nổi lên ý muốn giết người. Thiên tử chắc chắn biết không ít chuyện, cho dù không liên quan đến sự diệt vong của nhà họ giang, nhưng ông ta cũng biết người đứng sau là ai. Nếu như giết thiên tử rồi, vậy thì sẽ ít đi một người biết chuyện, sau đó anh muốn điều tra chuyện này thì sẽ càng khó hơn. Anh thu lại cây kim bạc. Chỉ mong việc nhà họ Giang Diệt Phong không liên quan đến cậu, nếu một ngày nào đó tôi tra ra được có liên quan đến cậu, cho dù cậu có là người đứng đầu ngũ đại soái, tôi cũng sẽ khiến cậu đi xuống suối vàng. Giang thần bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Sau khi anh đi rồi, trên trán thiên tử mới hiện ra từng giọt mồ tôi to bằng hạt đậu, mồ hôi thuận theo má ông ta, làm ướt quần áo. Giang Thần rời khỏi phủ của thiên tử, đi thẳng đến Thiên An cung, tìm chỉ huy cấp cao nhất. Nhưng anh lại không gặp được chỉ huy cấp cao nhất, bởi vì người đó đã ra nước ngoài, đi viếng thăm những nước khác rồi. Người đón tiếp anh là thư ký trưởng. Đây cũng là một người có quyền lực tối cao, địa vị không hề thấp hơn ngũ đại soái. "Thư ký Hồng, khi nào thì chỉ huy cấp cao nhất trở về?" Thư ký Hồng tên là Hồng Hạo. Anh ta là thư ký của chỉ huy cấp cao nhất là người một tay che trời ở Kinh Đô. Chỉ huy Hắc Long, lịch trình thăm hỏi trong tháng này của chỉ huy trưởng đã được xếp đầy rồi, sợ là tạm thời chưa thể trở về Kinh Đô. Giang thần hỏi, tại sao đơn từ chức của tôi không được duyệt? Chỉ huy Hắc Long, đây không phải là trò đùa, lá đơn vẫn luôn ở chỗ tôi, tôi vẫn chưa đưa cho chỉ huy trưởng, tôi đang cho anh thêm một cơ hội, đợi anh thay đổi ý định. Cửa khẩu Nam Hoang cần anh, hàng vạn nhân dân của Trung Quốc cần anh tôi hy vọng ngày mai có thể duyệt cho tôi. Giang thần nói xong, đứng dậy rời đi. Ánh mắt hồng hạo nhìn theo anh rời đi. Cho đến khi anh đi rồi, một người đàn ông khoảng 50 mới bước ra từ một cánh cửa khác. Ông ta mặc bộ tây trang màu xám, dáng người hơi mập, tóc được vuốt thẳng đứng, trông rất có tinh thần. Chỉ huy trưởng, hồng hạo gọi một tiếng. Hắc Long thật sự quyết tâm muốn từ trước rồi. Chỉ huy trưởng, tôi cũng không ngờ Hắc Long lại đích thân đến Kinh Đô, Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ Huy cấp cao nhất hơi im lặng, sau đó nói, "Duyệt đi, ngày mai gửi thông báo, nói cho mọi người biết." Nghe vậy, sắc mặt Hồng Hạo thay đổi, "Chỉ Huy trưởng, xin hãy suy nghĩ lại, đây không phải là trò đùa, Hắc Long từ chức không chỉ gây nên chấn động trong nước, mà phía cửa khẩu cũng có thể xảy ra tình hình nguy cấp." Tôi vẫn luôn đợi Hắc Long đến kinh đô, hôm nay cuối cùng cậu ta cũng đến rồi, xem ra cậu ta đã tra ra được gì đó nên mới chạy đến đây hỏi tội thế lực ở kinh đô quá loạn, chính phủ và dân chúng chia thành nhiều phái, đã đến lúc thanh lý tất cả rồi. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Hồng Hạo không nói gì nữa, xoay người rời đi, anh ta đi thẳng đến Phủ Thiên Tử. Phủ Thiên Tử, trong một căn phòng bí mật, bên trên đã duyệt rồi, ngày mai thông báo với mọi người, Hắc Long từ chức. Nghe thấy vậy, sắc mặt Thiên Tử trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, cuối cùng cũng duyệt rồi, Hắc Long, để xem tôi đấu với anh thế nào. Cùng lúc này, Giang Thần đi ra khỏi một căn phòng bí mật, trên mặt mang theo ý cười trầm ngâm. chương 184, Hắc Long từ chức. Giang Thần ngồi chuyên cơ trở về Giang Trung ngay trong đêm. Khi về đến nhà họ đường đã là 12 giờ khuya. Hôm nay ra khỏi cửa, anh đã đem theo chìa khóa. Anh lặng lẽ đi vào nhà. Anh vừa bước vào phòng, đèn bỗng chốc bật lên. Giang thần giật mình một cái, nhìn thấy đường sở sở đang sụ mặt ngồi trên giường. Anh gượng gạo cào cào tóc, hỏi, bà xã, em vẫn chưa ngủ à? Sắc mặt đường sở sở u ám, anh nhìn xem mấy giờ rồi, mới đi đâu về vậy? Giang thần nhanh trí nói, anh ở công ty đó mà, công ty vẫn chưa hoàn thiện các chế độ, tối nay phải họp, nên về hơi trễ. Bà xã, xin lỗi, sau này tăng ca anh sẽ nói trước với em. Lúc này, lửa giận của đường sở sở mới tan đi không ít giang thần hả thôi đi không có gì đường sở sở xoay người đi ngủ cô muốn đề cập đến chuyện ly hôn nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào sau khi gặp cậu giang bí ẩn kia trong đầu cô toàn đều là lời nói của cậu giang bí ẩn cả buổi tối cô đều nghĩ đến việc ly hôn cô muốn ly hôn với giang thần gả cho một giang thần khác nhưng cô vẫn nhớ những việc tốt mà giang thần làm với cô không có Giang Thần, cô đã không thể khôi phục gương mặt. Giang Thần cũng hiểu rõ tâm sự trong lòng đường sở sở. Nhưng anh không hỏi nhiều. Anh cũng nằm xuống, ngủ bên cạnh đường sở sở. Màn đêm lặng lẽ trôi đi. Ngày hôm sau, sáng sớm đường sở sở đã đến công ty. Giang Thần ngủ đến 9 giờ mới thức dậy. Anh đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, đám người Hà Diễm Mai, Đường Bác, Đường Tùng, Ngô Mai tụ tập với nhau, trong tay ai nấy đều cầm điện thoại nghiêm túc xem giang thần nghi hoặc đi qua đó hỏi sao vậy mọi người đang xem gì vậy hắc long từ chức rồi đường tùng ngẩng đầu nói chỉ huy nam hoang chỉ huy hắc long một trong ngũ đại soái của nước trung quốc từ trước rồi từ nay trở đi nước trung quốc sẽ không còn chỉ huy hắc long nữa ngũ đại soái cũng sẽ trở thành tứ đại soái ô giang thần không để tâm mà ờ một tiếng hắc long từ chức từ sáng sớm chuyện này đã được lan truyền khắp đất nước. Trên các kênh truyền hình, các phương tiện tin tức đều đang đưa tin này. Chào các bạn xem Đài, đây là kênh tin tức Trung Quốc, bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ huy cấp cao nhất đã mở hội nghị, thảo luận về việc Tổng chỉ huy Hắc Long ở Nam Hoang từ chức. Thông qua thảo luận, họ đã phê chuẩn cho Hắc Long từ chức. Từ nay về sau, Trung Quốc sẽ không còn Hắc Long, Nam Hoang cũng không còn Hắc Long nữa. Tin tức này càn quét toàn bộ các trang mạng trong phút chốc, các chủ đề liên quan đến Hắc Long đều trở thành hot nhất. Chủ đề trong top 10 trên Weibo đều liên quan đến Hắc Long. Tại sao Hắc Long từ chức? Tại sao phải phê chuẩn Hắc Long từ chức? Một vài việc đằng sau việc Hắc Long từ chức. Huyền thoại cả đời của chỉ huy Hắc Long. Các chủ đề liên tiếp xuất hiện. Hắc Long từ chức đã tạo ra một làn sóng lớn. Trung Quốc sẽ không còn Hắc Long nữa. Quân đội cũng sẽ không còn Hắc Long nữa cả nước đều kêu than, kêu gọi Hắc Long, bảo anh quay lại. Vĩnh Thái, đường sở sở ở trong phòng làm việc, đang xử lý tài liệu, đột nhiên trong máy tính nhảy ra một tin, cô nhìn một cái, bỗng chốc ngẩn ra. Hắc, Hắc Long từ chức. Cô xứng người, rất lâu cũng chưa phản ứng lại. Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên Hắc Long lại từ chức? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không biết Hắc Long, chắc chắn cô sẽ không quan tâm, bởi vì Hắc Long cách cô rất xa nhưng bây giờ cô đã biết thân phận của Hắc Long. Hắc Long chính là cậu Giang bí ẩn. Tin tức Hắc Long từ trước đã lan truyền khắp cả nước. Cùng lúc này, một tin tức khác càn quét Giang Trung lần nữa. Đây là tin tức có liên quan đến đường sở sở. Một vài đoạn phim, bức ảnh xuất hiện trên mạng. Đó là đoạn phim và bức ảnh đường sở sở ở bên cạnh một người đàn ông đẹp trai hơn người, đi lên chiếc Rolls Royce. So với tin Hắc Long từ trước, Tin này thật là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng sau đó, một tin tức nữa lại được lan truyền. Tin tức lớn, chủ tịch của tập đoàn Giang Long bí ẩn tên là Giang Thần, Giang Thần chính là Hắc Long, mà Giang Thần này không phải là Giang Thần chồng của Đường Sở Sở, mà đó là nam chính trong đoạn phim. Thật chấn động, Hắc Long vẫn luôn ở giang trung, anh ta chính là người đã âm thầm giúp đỡ Đường Sở Sở. Chẳng trách nhiều nhân vật lớn đều muốn lấy lòng Đường Sở Sở như vậy thì ra người cô ấy cứu 10 năm trước là Hắc Long. Đây là gương mặt thật của Hắc Long sao? Đẹp trai quá đi. Tin tức này được truyền ra, giang trung lại chấn động lần nữa. Mà những người luôn muốn biết Hắc Long là người như thế nào, cuối cùng biết được dáng vẻ thật sự của anh. Đường Sở Sở thật không biết xấu hổ, rõ ràng đã có chồng, tại sao vẫn muốn dụ dỗ Hắc Long của tôi chứ? Hắc Long là của tôi. Đường Sở Sở, cô cút ngay cho tôi. Trên mạng lan truyền vô số kiểu mắng chửi, đó đều từ các cô gái si mê, đều là người sùng bái Hắc Long, bọn họ ở trên mạng mắng Đường Sở Sở đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí có người còn đến công ty Vĩnh Thái, bao vây Vĩnh Thái. Những cô gái đó cầm theo axit, nói rằng muốn hủy đi gương mặt của Đường Sở Sở. Cuối cùng quân đội ra mặt, lúc này mới đè được chuyện này xuống. Bên ngoài náo loạn rất dữ dội. Còn Giang Thần thì ở trong phòng khám phàm nhân. Anh Giang anh đã nói gì với chỉ huy cấp cao nhất vậy sao đột nhiên lai tuyên bố chuyện từ chức hơn nữa còn phô trương như vậy khiến cả nước đều biết mặt tiểu hắc hiện lên sự nghi ngờ còn văn tâm thì ngồi ở bên cạnh cô ta đã biết giang thần là người đến từ nam hoang nhưng cô ta không ngờ lai lịch của anh lại lớn như vậy là tổng chỉ huy của nam hoang là chiến thần bảo vệ của trung quốc giang thần cưới nói chuyện tôi từ chức không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao mấy tháng trước tôi đã đưa đơn từ chức rồi, hắc long của ngũ đại soái từ chức, chuyện lớn như vậy, truyền thông đưa tin cũng là chuyện bình thường. Giang thần vươn vai một cái, vẻ mặt lười nhác. Cuối cùng cũng từ chức rồi, bây giờ không cần đeo gánh nặng trên lưng nữa, cuối cùng cũng có thể tự do, không bị bó buộc rồi. Lúc này, một người đàn ông có vẻ ngoài thô bạo, khuôn mặt vuông, có hàng mày rậm và đôi mắt to đi vào. Người đó chính là Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương không mặc chiến phục, mà mặc một bộ áo choàng dài bình thường. Nhìn thấy ông ta đến, Văn Tâm đột nhiên đứng dậy, sắc mặt mang theo vẻ căng thẳng. Tiêu, Tiêu Giao Vương. Sao Tiêu Giao Vương của ngũ đại soái lại đến đây? Cô ta biết Giang Thần là hắc Long nên không căng thẳng, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy một ngũ đại soái khác, cô ta lại bắt đầu thấy căng thẳng. Tiêu Giao Vương trầm mặt đi đến, lạnh giọng hỏi, Giang Thần, cậu làm gì vậy, sao tự nhiên lại từ chức? vẻ mặt giang thần lười nhác nói tôi đã đưa đơn từ chức từ lâu rồi chỉ là phía trên vẫn chưa duyệt mà thôi bây giờ duyệt rồi có gì đâu mà kỳ lạ nhưng tiêu giao vương không tin lời anh ông ta ngồi xuống sắc mặt mang theo vẻ nghiêm trọng hỏi giang thần cậu nói thật với tôi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không cậu là tổng chỉ huy nam hoang nắm giữ hàng triệu quân hắc long cậu là truyền kỳ trong quân đội là tín ngưỡng của quân nhân phía trên tuyệt đối sẽ không đồng ý để cậu từ chức thân là một trong ngũ đại soái khả năng nhạy bén của tiêu giao vương đương nhiên là rất mạnh. Ông ta biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Giang thần cười nhạt, không nói gì nhiều. Anh đứng dậy, khoác vai tiêu giao vương, kề vai bá cổ rời khỏi phòng khám phạm nhân, đi ra bên ngoài. Tiêu giao, tôi cảm thấy con người ông rất hợp với tôi, mặc dù ông hơi cứng nhắc, nhưng lại rất có nghĩa khí. Trước đây tôi không biết tại sao phía trên muốn chấn chỉnh ngũ đại quân khu, tôi còn tưởng là vì biết tôi đang ở Giang Trung, muốn điều tôi đến đây, nhưng phía trên lại điều ông đến, bây giờ tôi mới biết, bên trên đang đi bước cờ tiếp theo. Hửm, tiêu giao vương ngẩn ra. Ha ha, Giang thần cười nói, làm tốt việc ông nên làm đi, nếu cần thì tôi sẽ giúp đỡ ông. Đúng rồi, hôm nay ông chưa từng đến tìm tôi, những gì tôi nói với ông hãy giữ chặt trong lòng, đi về đi. Tôi phải làm giang thần con rể ở rể của nhà họ đường, phải làm giang thần vô dụng đây. chương 185, âm mưu của đường Tùng. Hắc Long từ trước, danh tính của kẻ thần bí đứng sau lưng đường sở sở đã được phơi bày ra ánh sáng. Những sự kiện này đã gây ra một sự náo động. Ngược lại, Giang Thần lại trở thành một bà nội trợ chuyên tâm ở nhà. Thời gian sau, đường sở sở ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mặc dù trên mạng tiết lộ rằng cô có mối quan hệ thân thiết với Hắc Long, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô giang thần cũng tìm những cuốn sách về kinh mạch về huyệt đạo cơ thể con người và một số bài thuốc đông y giới thiệu với đường sở sở để cô yên tâm học tập sau khi nắm vững kiến thức sơ bộ anh dạy đường sở sở một số kỹ năng y học đã thất truyền để đường sở sở có thể tỏa sáng trong đại hội y học tiếp theo sau khi đường sở sở thu xếp xong chuyện của công ty cô cũng ổn định và quyết tâm học tập một cách nghiêm túc trong nháy mắt năm ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy cậu giang thần bí kia đường sở sở cũng chưa từng gặp lại anh ta đường sở sở cũng gửi tin nhắn nhưng cậu giang thần bí kia không có trả lời nhưng nhà họ đường biết người mà đường sở sở cứu chính là hắc long bọn họ đều đến tìm cách lấy lòng thậm chí còn mời cô trở về công ty vĩnh nhạc và tiếp tục điều hành vĩnh nhạc ngay cả khi hắc long đã từ chức nhưng dù sao cũng từng là một trong ngũ đại soái và mối quan hệ này vô cùng khiến người ta khiếp sợ. Đường Sở Sở từ chối. Bây giờ cô đang quản lý Vĩnh Thái, cô cũng không cần phải nhìn sắc mặt người nhà họ Đường để làm việc. Sau khi Đường Tùng và Ngô Mẫn biết Đường Sở Sở có hơn 2 tỷ trong tài khoản, bọn họ tìm đủ mọi cách để tìm mật khẩu thẻ ngân hàng của Đường Sở Sở, sau nhiều ngày lên kế hoạch, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra cách. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, đường sở sở ở trong phòng nghiên cứu và đọc sách về kỹ thuật y học đông y. Ngô Mẫn cầm điện thoại di động đi vào. Chị sở sở. Hả, đường sở sở đặt xuống cuốn sách và hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Mẫn cầm điện thoại nói, em cần mua đồ trên mạng, nhưng trong thẻ không có tiền. Chị sở sở, chị mua giúp em được không? Đường sở sở liếc mắt nhìn một cái, thì thấy hơn hai ngàn. Cô gật đầu nói, ừm, em chọn mục bạn bè để thanh toán, chị trả dùm em. Ngô Mẫn nghe theo, Đường Sở Sở trả tiền giúp cô ta. Trong lúc này, Ngô Mẫn chăm chú nhìn Đường Sở Sở nhập mật khẩu mua sắm trực tuyến. Mấy ngày nay cô ta đã cùng Đường Tùng bàn bạc, cũng hỏi qua ý kiến của rất nhiều chuyên gia tâm lý. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, trong những trường hợp thông thường, mật khẩu thẻ ngân hàng cũng giống như mật khẩu thanh toán ngân hàng trực tuyến, vì nó không gây lo lắng, đơn giản và dễ nhớ. Sau khi Ngô Mẫn nhớ rõ mật khẩu, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Chị Sở Sở, cảm ơn chị." Đường Sở Sở mỉm cười, cô cầm sách lên, tiếp tục đọc. Ngô Mẫn bước ra khỏi phòng và trở về phòng của mình. Vừa vào phòng, Đường Tùng không nhịn được lập tức hỏi, "Vợ, thế nào rồi?" Ngô Mẫn làm ra vẻ rất ok, "Em đã lấy được mật khẩu thanh toán của chị Sở Sở, bây giờ tất cả những gì mình phải làm là ăn trộm thẻ của chị ấy và thử xem mật khẩu thẻ ngân hàng của chị ấy có phải là mật khẩu thanh toán này không." chồng chúng ta làm theo kế hoạch đã bàn em tìm cơ hội để cả giang thần và đường sở sở đều ra ngoài anh trộm thẻ được rồi đường tùng gật đầu hai người thảo luận một lúc ngô mẫn lại bước ra khỏi phòng cô ta gõ cửa phòng đường sở sở hét lớn chị sở sở chúng ta đi dạo một chút đi giang thần mở cửa ra nói sở sở đang học không đi đâu cô tự mình đi đi giang thần anh làm sao vậy chị sở sở đã phải làm việc rất vất vả rồi bây giờ là giờ tan làm ít nhiều gì cũng phải ra ngoài đi dạo một chút chứ cứ thế này thì học làm sao vào được cô ta hét lên và mạnh mẽ đi vào phòng ngô mẫn kéo tay đường sở sở chị sở sở ra ngoài đi dạo một chút rồi về học đường sở sở đọc sách cũng đã lâu quả thực có chút chóng mặt chồng ra ngoài đi dạo một chút đi em thấy đầu hơi choáng váng đi hóng gió một chút cho tỉnh táo ừ đường sở sở lên tiếng giang thần cũng không có từ chối cả ba cùng nhau đi ra ngoài sau khi ăn tối xong hà diễm mai và đường bác đã đi ra ngoài không có ở nhà sau khi ba người bước ra khỏi cửa đường tùng mới cẩn thận đi vào phòng của đường sở sở cậu ta nhìn thấy chiếc ví trên bàn làm việc mở ví ra có rất nhiều thẻ trong đó khi ở giang bắc Đường Tùng từng biết số thẻ mà Đường Sở Sở đưa cho Hứa Vinh vì vậy cậu ta cũng biết đó là thẻ nào. Cậu ta lặng lẽ lấy ra, sau đó bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình. Sau khi trở về phòng của mình, tim Đường Tùng đập loạn xạ. Lúc này, cậu ta chút khẩn trương, phải hít thở sâu một vài lần mới ổn định lại được. Đường Tùng gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn: "Lấy được rồi, anh đi ra ngoài trước, tìm ngân hàng thử mật khẩu, em giữ chân đi." đừng để chị sở sở quay lại sau khi đường tùng gửi tin nhắn xong cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài đi đến cây atm gần nhất đưa thẻ vào nhập mật khẩu khi đường tùng nhập mật khẩu tay cậu ta cũng run lên đúng phải đúng nhất định phải đúng cậu ta nhắm hai mắt lại trong lòng thầm cầu nguyện sau vài giây cậu ta mở mắt ra nhìn thấy giao diện trên máy atm đường tùng kích động đến mức gần như hết lên Cậu ta nhanh chóng thao tác và bấm kiểm tra tài khoản. 1 2 3 4 5. Khi đếm mấy số không trên màn hình, Đường Tùng gần như nghẹt thở vì phấn khích. Sau khi kiểm tra số dư, cậu ta nhanh chóng rút thẻ ra. Đường Tùng cẩn thận cất thẻ đi, đi ra bên ngoài máy rút tiền, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài, sau khi hút xong một điếu thuốc, cậu ta lập tức bình tĩnh lại. Gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn. Vợ à, anh chuẩn bị chuyển khoản, chuyển hết tiền vào thẻ của anh, chuyển khoản sẽ có tin nhắn thông báo. Em tìm cách lấy di động của chị Sở Sở, để chị Sở Sở tạm thời không động vào điện thoại, nếu em thấy tin nhắn thì phải xóa ngay lập tức. Anh sẽ đợi tin nhắn của em. Được. Ngô Mẫn đã gửi lại một tin nhắn đồng ý. Hiện giờ bọn họ đang đi ra ngoài hóng mát. Chị Sở Sở, Ngô Mẫn lập tức mở miệng nói, "Chị Sở Sở, điện thoại của chị chụp hình đẹp, cho em mượn chụp vài tấm đi." đường sở sở không chút nghi ngờ cô lấy điện thoại di động ra đưa cho ngô mẫn ngô mẫn chỉ về phía cách đó không xa nói cảnh bên kia đẹp em tới đó chụp ảnh không làm phiền chị và anh rể nói xong cô ta chạy thật nhanh qua đó đồng thời ngô mẫn cũng lấy di động ra gửi tin nhắn cho đường tùng điện thoại đến tay rồi nhanh lên đường tùng lập tức lao vào cây atm đút thẻ nhập mật khẩu chọn chuyển khoản nhập số thẻ của mình khi nhập số tiền chuyển khoản, đường tùng hơi do dự. Cậu ta đang nghĩ xem nên chuyển toàn bộ hay chuyển một phần. Cậu ta muốn chuyển tất cả, nhưng vẫn không có can đảm làm như vậy. Suy đi tính lại hơn chục lần, đường tùng chuyển đi 500 triệu. Trong trường hợp bình thường, số tiền chuyển khoản 500 triệu cần được ngân hàng xem xét. Tuy nhiên, đường sở sở có thân phận đặc biệt là vợ của Hắc Long. Các bộ phận liên quan từ lâu đã hủy bỏ các bước dườm già này, dù thẻ của cô có chuyển bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ được xem xét và xác nhận trong vài giây. Đường Tùng thấy thông báo chuyển khoản thành công thì hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng rút thẻ ra. Ngay sau đó cậu ta nhận được một tin nhắn đến tài khoản. Thật nhanh. Đường Tùng không nhịn được thở dài. Cậu ta đã từng chuyển tiền, dù chỉ với một số tiền nhỏ, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đến tài khoản, bây giờ là 500 triệu, vậy mà chỉ mất vài giây tiền đã tới tay ngô mẫn cũng lấy điện thoại di động của đường sở sở và giả vờ chụp ảnh tự sướng nhìn thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng cô ta lập tức xóa đi sau khi chụp một vài bức ảnh cô ta cầm điện thoại di động đi về phía đường sở sở và giang thần chị sở sở trả lại điện thoại cho chị này camera chụp rất rõ nếu có tiền em cũng sẽ mua một chiếc điện thoại di động giống như của chị đường sở sở cười cười ngô mẫn lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho đường tùng xong rồi, mau lấy thẻ lại, trước khi chị sở sở về phải yên lặng trả lại thẻ. Không cần ngô mẫn nhắc nhở. Khi nhận được tiền, đường tùng lập tức chạy về nhà. Về đến nhà, cậu ta đặt thẻ lại chỗ cũ. Xong xuôi mọi việc, cậu ta trở vào phòng, kích động đến mức nhảy dựng lên. 500 triệu, ha ha, 500 triệu đến rồi, mình giàu to rồi. Lần này thật sự phát tài rồi. Đường Tùng kích động đến mức nói năng lộn xộn cậu ta đang nghĩ phải xài 500 triệu này như thế nào? Người mẫu, ngôi sao? Cậu ta phải bao mấy chục người? Mỗi ngày thay một người cũng được. Không lâu sau, đường sở sở và những người khác trở về. Ngô Mẫn trở về phòng lập tức đóng cửa lại, cô ta kích động hỏi, chồng, thế nào rồi? Trên mặt đường Tùng mang theo vẻ đắc ý nói, thành công. Cậu ta lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến, nhìn số dư trong thẻ, vẻ mặt cậu ta đầy đắc ý nói, bà xã, anh chuyển khoản trước cho em một ngàn vạn, có phải em trai em sắp kết hôn không, ngày mai em rút một ngàn vạn này ra, đưa cho gia đình em mấy trăm vạn đi. Đường Tùng muốn đánh lạc hướng ngô mẫn, sau đó cậu ta có thể ra ngoài vui vẻ. Chồng tốt quá, em yêu chồng nhiều. Còn đường sở sở thì không hề hay biết rằng 2 tỷ của cô đã bị chuyển đi 500 triệu. Audio điện tử võ tấn bền chương 186, sóng gió ập đến. Ngày hôm sau, đường sở sở thức dậy từ rất sớm. Cô đang đứng trước gương, sửa sang lại kiểu tóc. Trong khi chỉnh sửa, cô nói với Giang thần vẫn đang nằm trên giường, chồng à, Vĩnh Thái bây giờ cũng đang dần đi vào quỹ đạo, cũng đã đến lúc được đặt tên rồi, em định gọi là tập đoàn thế kỷ. Anh nghĩ thế nào? Giang thần nhìn bóng lưng của đường sở sở. Giống như anh đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, anh nở nụ cười nói được quyết định như vậy đi công ty sẽ đổi tên vào trưa hôm nay có thể coi là ngày thành lập tập đoàn thế kỷ em đã gửi rất nhiều thư mời và mời rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ đường sở sở không muốn nói điều này với giang thần nhưng vĩnh thái là được giang thần bỏ tiền ra mua lại bây giờ cô muốn đổi tên cô vẫn phải thông báo cho giang thần một tiếng có cần anh kéo mấy người tới hỗ trợ không giang thần mở miệng hỏi giang thần biết rằng khi một công ty thành lập càng có nhiều người tham dự buổi lễ thì đồng nghĩa với việc mạng lưới của công ty sẽ càng lớn mạnh tương lai của công ty sẽ càng tốt đẹp hơn và danh tiếng của công ty sẽ sớm được biết đến nếu không có người đi thì quá mất thể diện chuyện đông phương không cần đâu em đã mời rất nhiều người có cả lâm y của dược phẩm trường sinh diệp hùng từ tập đoàn thiên quân còn có các ông chủ của nhiều công ty lớn khác đường sở sở khẽ lắc đầu cô biết rằng giang thần hiện đang làm việc ở thời đại khoa nhưng anh cũng chỉ là một nhân viên kinh doanh căn bản là không thể quen biết với bất kỳ nhân vật lớn nào được rồi giang thần cũng không nói gì anh xoay người đứng lên mặc lại quần áo và nói anh đi với em không không cần đâu bây giờ anh cũng đang làm việc ở thời đại khoa đừng có hai ba ngày lại xin nghỉ phép cái này vẻ mặt giang thần đầy xấu hổ đi làm gì chứ anh chỉ là nói vậy thôi, anh cũng chưa từng đến thời đại khoa. Nhưng đường sở sở không cho đi, anh cũng lười đi, cứ ở nhà cho thoải mái. Đường sở sở từ chối để Giang thần đi vì cô đã thông báo cho cậu Giang của tập đoàn Giang Long. Tuy rằng cậu Giang không trả lời cô nhưng cô không biết liệu Giang thần của tập đoàn Giang Long có tham gia thành lập tập đoàn thể kỷ hay không. Nếu như cậu Giang đi, chồng cô sẽ rất xấu hổ. Vì vậy, cô không để cho Giang thần đi. Đường Sở Sở trải chuốt xong thì lập tức đi ra ngoài. Còn Giang Thần cũng đã đi ra ngoài, nhưng anh không đi theo Đường Sở Sở, mà đã đến tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long, văn phòng chủ tịch. Vẻ mặt Tần Nhiên đầy cung kính hô to, "Chủ tịch." Giang Thần ngồi ở trên ghế văn phòng, anh vắt chéo hai chân, hỏi, "Đường Sở Sở cử người gửi lời mời đến sao?" "Vâng." Tần Nhiên gật đầu nói, "Tôi tưởng chủ tịch biết, nên không có thông báo cho cậu." Hơn nữa trong khoảng thời gian này không ngừng có tin đồn về Hắc Long và Chủ tịch, vì vậy tôi cũng không quấy dày Chủ tịch. Giang thần mở ngăn kéo, lấy điện thoại bên trong ra. Từ lần trước gặp mặt đường sở sở, anh đã khóa chiếc điện thoại này trong tủ, cũng không nhìn qua, bây giờ nó đã hết pin. Giang thần sạc một lúc sau đó khởi động máy lên. Anh nhìn thấy rất nhiều tin nhắn từ đường sở sở. Chỉ là một số lời chào đơn giản. Cũng có một số câu hỏi. Cậu Giang, tôi định đổi tên Vĩnh Thái, cậu nghĩ tên nào phù hợp? Cậu Giang, gọi là tập đoàn thế kỷ thì sao? Cậu Giang, chưa mai, Vĩnh Thái sẽ chính thức đổi tên thành tập đoàn thế kỷ. Cậu có thể đến tham dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ được không? Giang thần xem tin nhắn. Anh sờ mũi. Đường sở sở không thảo luận về việc đổi tên với anh, đến sáng nay cô mới thông báo cho anh biết. Nhưng cô lại hỏi cậu Giang của tập đoàn Giang Long nhiều như vậy. Ở nhà, Hai người đúng là vợ chồng, nhưng tôn trọng nhau như khách, nói cười khách sáo. Nhưng mà, Đường Sở Sở không nói với anh bất cứ điều gì về công việc của cô. Giang Thần thản nhiên ném điện thoại lên bàn. "Chủ tịch, cậu có muốn đi không?" Tần Nhiên đứng sang một bên nói, "Từ khi Hắc Long từ chức, thân phận của cậu bị bại lộ, hiện giờ toàn bộ Giang trung đều biết chủ tịch tập đoàn Giang Long là Hắc Long, cũng biết cậu là người đứng đằng sau giúp đỡ Đường Sở Sở, hơn nữa tôi còn nghe thấy rất nhiều tin đồn." Tần Nhiên do dự muốn nói nhưng lại thôi. Giang Thần nói, có chuyện gì cứ nói đi, không phải ngại. Tần Nhiên do dự một chút, ông ấy mới nói, mấy ngày gần đây tập đoàn Giang Long bị rất nhiều công ty chèn ép, tôi nhận được tin tức, sau khi cậu rời khỏi vị trí, bốn gia tộc lớn không còn e ngại cậu, bọn họ định cưỡng chế thu hồi tập đoàn Giang Long. Ồ, phải không? Giang Thần liếc mắt, chỉ vì anh đã từ chức, không phải là Hắc Long nữa mà bốn gia tộc lớn lại muốn nhảy ra làm loạn sao? Tần Nhiên gật đầu nói tiếp, "Vâng, còn một tin tôi phải nói cậu biết." "Nói đi." Tần Nhiên nói, "Tôi nhận được tin đồn có mấy gia tộc lớn ở thủ đô đã liên minh và lên kế hoạch xây dựng một thành phố mới bên ngoài thành phố Giang Trung, một thành phố siêu việt mới." Nghe đến đây, sắc mặt Giang Thần trầm xuống, mấy gia tộc lớn ở thủ đô kia muốn xây dựng thành phố mới sao? "Đúng vậy, tin tức này đến một ngày sau khi cậu từ chức." Theo lời đồn mỗi gia tộc lớn sẽ đầu tư 500 tỷ, tổng cộng 2.000 tỷ. Họ dự định xây dựng một thành phố mới trong thời gian ngắn nhất, mục đích chính là nhắm vào thành phố mới thời đại khoa. Giang thần hỏi, những gia tộc lớn nào? Tần nhiên lắc đầu, tôi vẫn chưa biết, chưa có tin tức nào được tung ra. Giang thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Anh mới từ chức không bao lâu, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, e rằng sau này sẽ còn có rất nhiều thế lực nhúng tay vào Giang Trung. Tuy nhiên, Giang thần cũng không có quá nhiều lo lắng. Càng hỗn loạn càng tốt, tốt nhất là các loại đầu trâu mặt ngựa nên xuất hiện ra hết đi. Chuẩn bị xe, theo tôi đi dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Sở. Vâng. Tần Nhiên lập tức đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, nhà họ Đường, nhà họ Đường tụ họp. Đường Lỗi nhìn Đường Thiên Long đang hút một điếu thuốc, hỏi ông nội, chúng ta đến tập đoàn thế kỷ không? Đường Thiên Long im lặng không lên tiếng. Đường hiện ở một bên nói, bố, hiện giờ Hắc Long đã từ chức, hậu thuẫn của đường sở sở cũng không còn, nghe nói lúc trước khi Hắc Long còn làm việc, vì thân phận của mình mà anh ta đã đắc tội rất nhiều người. Sau khi Hắc Long từ chức những người này đang có kế hoạch quay trở lại, vì vậy, chúng ta đừng tham gia vào vũng nước đục này thì hơn. Đường lỗi gật đầu nói, đúng vậy, đường sở sở đã đắc tội đến các gia tộc lớn. Trong ba gia tộc lớn này, gia tộc nào cũng lớn mạnh hơn tập đoàn Giang Long hiện giờ, có thể lấy bất kỳ một gia tộc lớn nào ra cũng tiêu diệt được tập đoàn Giang Long, muốn giải quyết tập đoàn Thế kỷ và nhà họ Đường thì quá đơn giản. Đường Thiên Long hút một điếu thuốc, hỏi: "Đúng rồi, sự hợp tác giữa Vĩnh Nhạc với tập đoàn Thiên Quân và dược phẩm Trường Sinh như thế nào?" Đường Kiệt, người phụ trách hiện giờ của Vĩnh Nhạc mở miệng nói: "Vốn dĩ việc hợp tác rất tốt, nhưng từ khi Hắc Long từ chức và thân phận Hắc Long bị phơi bày ra ánh sáng thì dường như hai tập đoàn đó đều cố tình xa lánh Vĩnh Nhạc." đơn hàng chúng ta có trong tay vẫn phải được thực hiện trong vài tháng nữa nhưng hiện giờ hai tập đoàn này cũng không còn đặt hàng mới của vĩnh nhạc nữa xem ra sau khi hắc long từ chức những tập đoàn lớn này không muốn dính líu tới hắc long nữa đường thiên long khẽ lẩm bẩm lúc này ông ta chợt nói cho dù như vậy chúng ta vẫn phải tới đó một chuyến dù sao sở sở cũng là người nhà họ đường cho dù không thể nịnh bợ được các tập đoàn lớn khác nếu có thể nịnh bợ được tập đoàn Giang Long thì đối với Vĩnh Nhạc mà nói, đây cũng xem là một điều tốt. Đường Lỗi thắc mắc hỏi, "Ông nội, nghe nói Đường Sở Sở mời rất nhiều nhân vật lớn, Hắc Long đã từ chức rồi. Mấy vị nhân vật lớn này còn nể mặt Hắc Long mà đi dự lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ sao?" Đường Thiên Long nói, "Cứ đi rồi sẽ biết, bây giờ tình hình ở Giang Trung càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta phải nắm bắt cơ hội để chọn đúng phe. Nếu chọn đúng phe, chúng ta sẽ vươn lên." Còn nếu chúng ta chọn sai, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 187, người đến không có ý tốt. Tòa nhà văn phòng Vĩnh Thái cách nhà máy không xa. Vĩnh Thái chỉ là một nhà máy chế biến, tòa nhà văn phòng không nằm trong khu đô thị, nó chỉ là một tòa nhà 4 tầng được xây dựng gần nhà máy. Theo kế hoạch của Đường Sở Sở, sau khi đổi tên, cô sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, phấn đấu tiến vào thành phố mới thời đại khoa, chuyển tòa nhà văn phòng đến đó. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Tòa nhà tập đoàn thế kỷ. Đây là một tòa nhà 4 tầng. Bên ngoài tòa nhà là không gian thoáng đáng với rất nhiều bàn, một số nhân viên của tập đoàn thế kỷ đang bận rộn. Một biểu ngữ màu đỏ được treo trên đỉnh của tòa nhà. Chúc mừng thành lập tập đoàn thế kỷ. Bên ngoài tòa nhà đã dựng một sân khấu và trước sân khấu có một số ghế ngồi. Chủ tịch, bây giờ đã 10 giờ rồi, tại sao không có ai đến? Đường Long nhìn chỗ ngồi không có một ai, trong lòng ông ta có chút lo lắng, ông ta nhìn Đường Sở Sở hỏi, nếu không cô gọi điện thoại hỏi thử xem. Đường Long thật sự rất lo lắng. Ông ta biết những tin đồn mấy ngày qua. Ông ta cũng biết rằng người chống lưng cho Đường Sở Sở là Hắc Long của Nam Hoang. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái nữa. Thế lực chủ yếu của Hắc Long là ở Nam Hoang, mà ở Giang Trung này Hắc Long từ trước cũng không có bất kỳ liên quan nào đến Giang Trung. Đường sở sở nhìn thấy bây giờ không có ai tới, cô khẽ cau mày. Cô đã gửi rất nhiều thiệp mời đến xếp của nhiều công ty lớn, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là phải rất đông, nhưng bây giờ lại không có một ai. Một số nhân viên tụ tập lại với nhau và thấp giọng bàn tán. Xem ra tập đoàn thế kỷ sẽ không có tương lai. Còn không phải sao, đã từng có cậu Giang thần bí, cũng chính là Hắc Long ở phía sau nâng đỡ. Mấy ông lớn đó đều cho Hắc Long mặt mũi, bây giờ Hắc Long đã từ chức, không còn là Hắc Long nữa, những nhân vật lớn kia sao có thể cho Hắc Long mặt mũi được. Tôi nghe nói Giang Thần, chủ tịch tập đoàn Giang Long và cũng chính là Hắc Long hiện giờ cũng đang gặp rắc rối. Ồ, thật vậy sao, có chuyện gì vậy? Các cô biết không, thời gian qua cũng bởi vì Hắc Long mà bốn gia tộc lớn ở Giang Trung chịu không ít thiệt thòi hiện giờ Hắc Long đã từ chức, bây giờ bốn gia tộc lớn này đã liên kết lại thành thương hội tứ hải. Bọn họ liều chết với tập đoàn Giang Long đến cùng, Giang Thần không còn là tổng soái của Nam Hoang, anh ta lấy cái gì chống lại bốn gia tộc lớn chứ? Nhiều nhân viên xuống lại xì xầm to nhỏ với nhau. Tuy rằng những thứ này đều là tin đồn, nhưng ai trong bọn họ cũng đã từng nghe đồn, vậy thì những tin tức này hẳn là đã truyền đi khắp Giang Trung rồi. Đường sở sở nhìn thời gian, mới 10 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ Khánh Thành. Chờ một chút nữa, vẫn còn chút thời gian. Này, đường Long bất lực thở dài một tiếng. Đến rồi, có một chiếc ô tô đang đến, đó là một chiếc Bentley, đây chắc phải là một nhân vật lớn. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn thấy một chiếc Bentley đang chạy đến, phía sau chiếc Bentley là mấy chiếc xe hạng sang mấy trăm vạn. Bảy tám chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe đường thiên long dẫn đầu bước xuống xe người nhà họ đường theo sát phía sau đường sở sở tự mình đi gặp ông ta trên mặt cô mang theo ý cười ông nội bác cả chú hai mọi người đến rồi mời ngồi đường thiên long nhìn về phía trước ông ta phát hiện ngoại trừ bọn họ thì không có ai ở đó ông ta bất giác nhíu mày đường lỗi lập tức bật cười sở sở tao còn tưởng mày sẽ làm một trận thế thật lớn nữa đó còn tưởng rằng khi tập đoàn thế kỷ của mày thành lập nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật lớn cùng tham gia, nhưng không ngờ lại như thế này. Không có ai cả, có chuyện gì vậy, hay là do người chống lưng cho mày đã ngã rồi hả? Những người nhà họ đường khác cũng cười theo. Ha ha, đúng là báo ứng. Bỏ rơi vĩnh nhạc chạy đến vĩnh thái, bây giờ báo ứng đang đến đó. hắc Long đã gây thù chua oán với quá nhiều người, bây giờ đã từ chức, không còn quyền lực, những nhân vật lớn kia cũng không cho cô thể diện. Bây giờ tôi nói, tập đoàn thế kỷ của đường sở sở sẽ phá sản trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nghe được lời chế diễu hả hê của nhà họ đường, vẻ mặt đường sở sở khá trầm xuống, cô có lòng tốt mời nhà đường đến dự lễ khánh thành, nhưng người nhà họ đường lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mẹ kiếp, Hà Diễm Mai đi tới, mắng, sở sở nhà tôi rất có mặt mũi, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn đến nịnh bợ sở sở đâu, chờ mà xem, sắp tới sẽ có những nhân vật lớn đến, tập đoàn thiên quân, Dược phẩm Trường Sinh và các ông chủ của các tập đoàn lớn khác cũng sẽ tới. Mẹ, mẹ nói ít vài câu đi." Đường Tùng kéo Hà Diễm Mai lại nói nhỏ, "Bây giờ mọi người đều biết người chống lưng cho chị Sở Sở chính là Hắc Long, nhưng Hắc Long bây giờ đã từ chức, anh ta không còn là một trong ngũ đại soái nữa." Bên ngoài đồn rằng Hắc Long đã bị giáng chức, Hắc Long bị hạ rồi. Cái này, Hà Diễm Mai cũng không khỏi có lo lắng. Đường Thiên Long liếc nhìn Đường Sở Sở, ông ta gật đầu với cô sau đó chống nạn đi về phía ghế trước ông ta đến đây để xem tình hình để xem có phải như bên ngoài đồn đại không hắc long thật sự ngã xuống hiện giờ khó tự bảo vệ được mình đám nhân vật lớn kia thật sự không cho đường sở sở thể diện sao nếu đúng như vậy thì ông ta có thể đưa ra lựa chọn trước một khi đứng nhầm phe điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho vĩnh nhạc còn gia đình đường thiên sương có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với đường thiên long hai chục năm qua không có bất cứ qua lại nào, giờ gặp nhau thì cũng không có gì để nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không bao lâu sau, một chiếc Rolls Royce Silver Cham sang trọng được lái đến. Một người đàn ông mặc đồ vest trắng, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú bước xuống xe. Phía sau còn có một chiếc ô tô. Một ông cụ và một người phụ nữ với dáng người nổi bật bước xuống xe. Người đàn ông là Giang Thần đeo mặt nạ. Ông cụ là Tần Niên, Người phụ nữ là Tần Sương. Khi Giang Thần đến, Đường Sở Sở tự mình đi đón tiếp. Trên mặt cô lộ ra một tia vui mừng, hai má cô hơi đỏ lên, kích động nói: "Cậu Giang, tôi rất vui vì cậu có thể tới." Giang Thần nhìn cảnh tượng vắng vẻ như vậy, anh bất giác nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy, sao lại vắng vẻ như thế này?" Vẻ mặt Đường Sở Sở xấu hổ nói: "Không, không có gì." Tuy nhiên, đúng lúc này, phía xa có một đoàn xe, khoảng 30 chiếc mỗi chiếc đều là xe hạng sang khoảng mấy trăm vạn nhìn thấy cảnh này sắc mặt của đám người nhà họ đường có chút thay đổi bọn họ cho rằng sẽ không còn ai cho đường sở sở thể diện nữa nhưng bọn họ không ngờ rằng lại có nhiều người đến như vậy hà diễm mai tự hào khoe khoang các người nhìn thấy không đây là mối quan hệ của con gái tôi cho dù hắc long có từ chức không còn là một trong ngũ đại soái nhưng như vậy thì sao cậu Giang cũng đã từng là người trong ngũ đại soái người bình thường sao mà sánh được. Người nhà họ đường đều im lặng, không nói lời nào. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà thế kỷ. Một nhóm người đã bước ra khỏi xe. Nhìn thấy những người này, Giang thần khẽ nhíu mày. Tần nhiên ở bên cạnh thì thảo nói, cậu chủ, đây là người của Thương hội Tứ Hải. Thương hội Tứ Hải, ở Giang Trung có Thương hội Tứ Hải lúc nào vậy? trên mặt giang thần lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Tần niên nhỏ giọng nói, mới thành lập, là nhà họ tiêu, nhà họ vương, nhà họ triệu, nhà họ chu, bốn gia tộc lớn cùng liên kết lại thành lập ra thương hội tứ hải. Có tin đồn cho rằng thương hội tứ hải được thành lập để đối phó tập đoàn giang long của cậu chủ. a à, giang thần liếc mắt, anh vừa từ chức, bốn gia tộc lớn đã lập tức nổi lên. Một nhóm người bước xuống xe. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ vest màu đen. Ai phụ trách ở đây? Ông ta đi đến lớn tiếng hỏi. Đường Sở Sở vừa lúc đi tới, cô nói, "Là tôi, tôi là chủ tịch tập đoàn Thế kỷ." Tập đoàn Thế kỷ? Người đàn ông liếc nhìn Đường Sở Sở, ông ta mỉm cười và nói, "Khu đất này và nhà máy đằng kia đều thuộc về thương hội Tứ Hải chúng tôi. Đây là giấy tờ, cô xem qua một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì trong hôm nay phải giải tán tất cả cho tôi." Sắc mặt Đường Sở Sở hơi thay đổi. Giang Thần ngồi ở một bên cười nhạt, người đến không có ý tốt. Chương 188, Thương hội Tứ Hải. Bốn gia tộc lớn hợp lại thành Thương hội Tứ Hải, và mục tiêu thành lập nên Thương hội Tứ Hải chính là để chống lại tập đoàn Giang Long của Giang Thần. Mọi người đều biết, tập đoàn Giang Long của Giang Thần có quan hệ đặc biệt với Đường Sở Sở. Hôm nay là ngày thành lập tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Sở, Thương hội Tứ Hải cố ý đến gây chuyện đặc biệt là đến để thị uy với Ngô Thần. Trước đây công xưởng, tòa nhà văn phòng và sân bãi của Vĩnh Thái đều được cho thuê. Đường Thiên Sương đứng ra nói, sân bãi là do chúng tôi thuê, chúng tôi có hợp đồng. Kỳ hạn hợp đồng vẫn còn 3 năm, cho dù bây giờ cậu là ông chủ của khu vực này, có khế ước trong tay thì cũng không có quyền yêu cầu chúng tôi rời đi. Vậy sao? Người đàn ông trung niên nhoẻn miệng cười nhạt. Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa được biết tên của cậu. Tôi là Tiêu Võ, là hội phó của Thương hội Tứ Hải, hôm nay tôi đại diện cho Thương hội Tứ Hải đến đây. Bây giờ khu vực này thuộc về Thương hội Tứ Hải, hợp đồng lúc trước đã không còn giá trị rồi." Tiêu Võ nói rồi liếc nhìn Giang Thần đang đứng cách đó không xa. Ngày hôm nay ở nghĩa trang nhà họ Giang, ông ta đã tận mắt nhìn thấy người nhà họ Tiêu và người của những gia tộc khác đã chết thảm trong tay Ngô Thần. Ông ta tiến gần về phía Giang Thần đang đứng. Giang Thần chẳng lẽ anh không dám trực tiếp gặp mọi người hay sao? Tiêu võ nhìn Giang thần chăm chăm, vẻ mặt mang theo nét trầm tư. Ông nội, bác cả, bác hai, ba, cậu tư và còn cả cô của tôi đều đã chết thảm trong tay anh. Tôi xin thề nhất định phải băm anh ra làm trăm mảnh, hôm nay chỉ dạy dỗ anh một bài học nhỏ thôi, kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu. Giang thần nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của tiêu võ, chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Tiêu võ không muốn nói nhảm với Giang thần nữa, xoay người nhìn đường sở sở, đường thiên sương và những người khác rồi lạnh lùng nói, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, sáng ngày mai chúng tôi sẽ san bằng khu vực này thành bình địa, nếu không muốn tổn thất nghiêm trọng, tốt nhất nên dọn đi trước ngày hôm nay đi. Tiêu võ quảng lại một câu rồi quay người bỏ đi, còn đám người của thương hội tứ hải cũng bỏ đi theo sau. Sắc mặt của đường sở sở từ từ sao 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 lại, người nhà họ đường cũng trầm ngâm, không nói lời nào. Tần Niên nhỏ giọng hỏi, cậu chủ à, phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì được chứ? Giang thần lạnh nhạt nói, chuyện này tạm thời không cần quan tâm đến, bởi vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ông cũng đã nói, thương hội tứ hải chỉ là mộ, sau lưng vẫn còn mấy gia tộc lớn ở đế đô liên kết lại, hơn nữa bây giờ còn có năm huyện liên minh thương nghiệp, còn có thương hội vĩnh hằng, tình thế ở Giang Trung sẽ càng thêm rối loạn, cứ án binh bất động trước cái đã. Bây giờ anh đã không còn là Hắc Long nữa rồi, không còn quyền tiếp tục sử dụng một vài đặc quyền. Chí ít thì bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, chỉ có một ít người biết được, anh cũng chính là người đứng sau tập đoàn thời đại khoa. Chuyện này của Đường Sở Sở chỉ là chuyện nhỏ, anh dự định không cần để tâm đến. Lúc này, Đường Thiên Long đứng dậy cầm cây gậy quay quả đi đến bên cạnh Đường Sở Sở, nói: "Sở Sở à, bây giờ bản thân Giang Thần cũng không bảo vệ được mình." con nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cậu ta đi. Cậu ta không phải là hắc Long nữa rồi, những nhân vật lớn này sẽ không làm mất mặt mình thêm lần nữa đâu, tiêu giao vương càng sẽ không xuất hiện vì những người thương nhân này. Chỉ dựa vào tập đoàn Giang Thần thì không thể nào so được với thương hội Tứ Hải cả. Nói rồi, đường Thiên Long quay người bỏ đi. Bây giờ không có một nhân vật lớn nào đến cả, ông ta đã biết được lập trường của những nhân vật lớn này rồi những nhân vật lớn ở giang trung không ai thèm nể mặt giang thần ngược lại chỉ có thương hội tứ hải là đến để gây chuyện chuyện này với tập đoàn thế kỷ và giang thần mà nói đều là khởi đầu của tai họa đường thiên long dẫn theo đám người nhà họ đường bỏ đi vẻ mặt của đường sở sở vô cùng khó xử cô nhìn giang thần đang ngồi ở cách đó không xa rồi tiến lại gần nhỏ giọng hỏi giang cậu giang bây giờ phải làm sao đây giang thần lạnh nhạt nói thương hội tứ hải nhắm vào tôi mà đến Dựa vào thủ đoạn của thương hội Tứ Hải mà muốn chơi với tập đoàn Thế kỷ thì quá dễ dàng rồi. Cho dù trong tay em có hợp đồng thuê đi nữa cũng không có tác dụng gì đâu, muốn tổn thất ở mức thấp nhất thì cứ nghe theo lời của Tiêu Võ, nội trong ngày hôm nay phải chuyển những máy móc mắc tiền đi nơi khác thôi." Giang Thần nói rồi đứng dậy. "Tôi gây thù chuốc oán với quá nhiều người, thương hội Tứ Hải của bốn gia tộc lớn thành lập, thương hội Vĩnh Hằng nổi danh toàn quốc và còn có cả liên minh năm huyện, tôi đã đắc tội với họ lúc còn là Hắc Long." Bây giờ tôi không còn là hắc Long nữa, bọn họ liền nhảy ra đối phó với tôi, hiện tại em vẫn nên tránh xa tôi ra một chút thì tốt hơn. Nói xong, Giang Thần quay người bỏ đi, Tần Niên và Tần Sương cũng đi theo sau. Tập đoàn Thế Kỷ nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, chỉ có đường sở sở, đường Thiên Sương và một vài nhân viên khác. Không lẽ phải thật sự di rời thiết bị đi sao? Đường sở sở không cam tâm. Cô còn đang dự định tiến thêm một bước phát triển lớn trong giới thương nghiệp. Tập đoàn Thế kỷ chỉ là một khởi đầu, lẽ nào chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc? Bác Hai, chủ tịch cô nói đi. Đường Sở Sở suy nghĩ đôi chút rồi nói, lập tức thuê một nhà kho, vận chuyển máy móc đi trước đã. Chỉ cần còn có máy móc thì chúng ta có thể chờ mình, hơn nữa trong thẻ ngân hàng của tôi vẫn còn có chút tiền, chúng ta tìm một địa điểm mới xây dựng lại từ đầu. Chủ tịch, chuyện này, vẻ mặt Đường Long lộ rõ sự khó xử, bây giờ công ty vẫn còn rất nhiều đơn hàng chưa hoàn thành nếu như chuyển đi sẽ không kịp hoàn thành đơn hàng trong thời gian quy định làm trái hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền hơn nữa trong tay chúng ta có hợp đồng thuê đất mà chúng ta đi kiện cũng có thể thắng họ đường sở sở than vãn ông có biết đối thủ của chúng ta là ai không là thương hội tứ hải của bốn gia tộc lớn liên minh lại với nhau cho dù nhà họ tiêu đã phá sản nhưng ba gia tộc kia bất cứ gia tộc nào cũng đều có thể sánh ngang với tập đoàn giang long đấu với thương hội tứ hải người chịu thiệt cuối cùng chính là chúng ta chẳng lẽ chúng ta cứ chuyển đi như vậy sao? Đường Tiểu Thất cũng rất bất mãn. Chuyển đi thôi, về phía dược phẩm Trường Sinh và tập đoàn Thiên Quân, tôi sẽ nói chuyện lại với họ, xem xem có thể hòa giải hợp đồng không. Được. Đường Sở Sở căn dặn xong xuôi, Đường Thiên Sương và những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Hôm nay là ngày thành lập tập đoàn thế kỷ, Đường Sở Sở đã mời rất nhiều nhân vật lớn đến, nhưng những người này không một ai đến cả, Thương hội Tứ Hải lại tìm đến nhưng thương hội tứ hải đến là để gây chuyện. Ngoài tập đoàn thế kỷ ra còn có không ít phóng viên. Những phóng viên này đã chụp lại hết cảnh tượng lúc nãy. Tin tức này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được lan truyền ra ngoài. Tin tức mới nhất, tập đoàn Thế kỷ thành lập chỉ có giang thần của tập đoàn Giang Long đến dự, ngoài ra những nhân vật khác không ai đến cả. Thương hội Tứ Hải ngược lại đã đến nhưng chỉ đến gây rối. thương hội Tứ Hải lấy được hợp đồng mua bán công xưởng của tập đoàn Thế kỷ, muốn tập đoàn thế kỷ phải rời đi nội trong ngày hôm nay. Chấn động, Thương hội Tứ Hải giật dây tập đoàn Giang Long. Hội phó Thương hội Tứ Hải tiêu võ tuyên bố với ngô thần người đã từng là hắc Long rằng tập đoàn thế kỷ chỉ mới là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau. Đủ loại tin tức truyền khắp Giang Trung. Giang thần đã trở về tập đoàn Giang Long. Trên tầng cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch. Giang thần ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ vào bàn. Tần nhiên hỏi, chủ tịch, tiếp theo chúng ta nên ứng phó với thương hội tứ hải thế nào đây? Giang thần nhìn tần niên rồi nói, quản gia tần, tiếp theo đây tập đoàn giang thần sẽ do ông phụ trách. Tần niên vội vàng phủi tay từ chối, chủ tịch à, chuyện này, chuyện này không thể được đâu, tôi. Giang thần ngắt lời ông ta, nói, kêu ông thay thế thì ông cứ thay thế đi. Ông cứ việc thoải mái mà làm, đối thủ dùng thủ đoạn thế nào thì chúng ta linh hoạt ứng phó. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông đều có thể làm chủ được, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Dạ, tần niên nghe vậy mới chịu gật đầu. Giang thần gỡ mặt nạ ra, thuận tay vứt mặt nạ sang một bên. Sau đó quay người rời khỏi tập đoàn Giang Long. Anh biết theo theo cuộc diện ở Giang Trung sẽ rất rối loạn. Sau khi anh rời khỏi sẽ có nhiều thế lực xuất hiện. Bất luận là mấy gia tộc lớn ở Đế Đô hay là Thương hội Tứ Hải, hoặc là Thương hội Vĩnh Hằng và Liên minh Nam huyện Anh cũng không hề sợ hãi. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thứ mà anh đợi chính là thế lực quyền quý thật sự của đế đô. Hy vọng bọn họ sẽ xuất hiện, có như thế thì cục diện trước mặt mới có thể bị phá vỡ. Đây là mục đích của chỉ huy cấp cao nhất và cũng là mục đích của anh. Giang thần muốn điều tra ra chân tướng sự diệt vong của nhà họ Giang, vậy thì nhất định phải liên kết các gia tộc đẳng cấp. chương 189, chẳng là cái thá gì hết. Đường sở sở sắp xếp người thuê kho hàng, chuyển thiết bị. Còn cô tự mình đến dược phẩm Trường Sinh. Thời gian này, quan hệ của cô và Lâm Y rất tốt, lần nào đến dược phẩm Trường Sinh cô cũng đều không hẹn trước mà trực tiếp đi tìm Lâm Y luôn. Hôm nay vừa đến tòa nhà công ty dược phẩm Trường Sinh thì đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. "Đứng lại, làm cái gì đấy?" Đường Sở Sở nói, "Tôi đến tìm Lâm Y." "Tìm tổng giám đốc Lâm, cô có hẹn trước không?" "Tôi, tôi là Đường Sở Sở." "Tôi biết cô là Đường Sở Sở." nhưng mà không có hẹn trước thì về đi cho. Mấy bảo vệ đều ngăn đường sở sở lại. Đường sở sở mặt mày bất đắc dĩ. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Y. Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất dược phẩm trường sinh. Lâm Y đang bắt chéo hai chân gặp người nhà họ Lâm đến từ Kinh Đô. Em à, giờ giang thần đã không còn là hắc Long nữa rồi, anh ta không còn giá trị gì với gia tộc nữa, không cần tiếp tục nịnh nọt anh ta nữa đối diện với Lâm Y là một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi. Anh ta là Lâm Minh, anh cả của Lâm Y. Lông mày Lâm Y cao chặt lại, đáp anh cả, lời đồn nói thực lực Hắc Long khó ai bị nổi, y thuật lại càng có một không hai trên đời. Cho dù anh ta không còn là Hắc Long nữa nhưng anh ta cũng đã mua đức thành phố mới thời đại khoa, đã vậy còn là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, những thứ này cộng lại, dù có qua lại với anh ta cũng có lợi cho gia tộc đúng chứ. Em thì hiểu cái quái gì. Lâm Minh liếc nhìn Lâm Y, nói em không ở Kinh Đô đã lâu, không biết được tình thế ở Kinh Đô, chính quyền bây giờ phân ra làm mấy phái, mấy phái này đều không vừa mắt Hắc Long, bởi vì anh ra quá không coi ai ra gì, giờ anh ta ngã ngựa tội bọn họ đều cười trên nỗi đau của người khác, bước cùng anh ta chính là làm địch với mấy bẻ phái chính quyền đó. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Lâm Y vang lên. Cô ta liếc nhìn thì trên ID người gọi hiện đường sở sở. Là người đã cứu Hắc Long 10 năm trước, đường sở sở cô ấy cũng là vợ của hắc long hơn nữa em cũng rất phân vân tại sao giang thần lại dùng một gương mặt khác xuất hiện trước mắt mọi người gặp hay không là chuyện của em anh đến để truyền lời cho em thôi hơn nữa bây giờ mấy gia tộc ở kinh đông đã hợp lại với nhau định xây dựng lên một thành phố mới ở ngoại ô giang trung nói xong lâm minh đứng dậy rời đi lâm y cũng nhận điện thoại là sở sở đấy à sao thế có chuyện gì vậy đường sở sở gọi lúc lâu cuối cùng cũng gọi được rồi lâm y tôi đang ở ngoài công ty dược phẩm trường sinh tôi có chuyện cần gặp cô bảo vệ không cho tôi gặp cô lâm y ngẫm một lát lại nói cô đợi chút tôi lập tức phái người xuống đón cô lâm y cúp máy đường sở sở nhẫn nại đợi ở ngoài công ty dược phẩm trường sinh chẳng mấy thư ký của lâm y đã xuất hiện đích thân dẫn đường sở sở đi vào tuy lâm y phái người xuống đón nhưng Trước kia đường sở sở đến, người của dược phẩm Trường Sinh đều không ngăn cô lại, giờ bắt đầu cản rồi. Cô cũng biết, chắc chắn là ngọn núi cô dựa sụp rồi nên dược phẩm Trường Sinh bắt đầu tách xa cô ra. Rất nhanh cô đã đến văn phòng làm việc của Lâm Y, gặp được Lâm Y. Lâm Y ngồi trên ghế văn phòng, phân loại tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên, tôi bận lắm, có chuyện gì thì nói đi, không có thì về cho. Thái độ của Lâm Y khác hoàn toàn so với trước đây. Đường sở sở đi tới, nói tổng, tổng giám đống lâm, là thế này, trước đây tôi đã ký rất nhiều đơn hàng với quý công ty, nhưng hiện tại công ty tôi gặp một số vấn đề không thể sản xuất và gia công bình thường được, lần này tôi đến đây để hủy hợp đồng. Hả? Lúc này lâm y mới đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn đường sở sở, nói, về việc chấm dứt hợp đồng, thì cô nên đến bộ phận pháp lý của trường sinh. Trên mặt đường sở sở toát lên sự xấu hổ, khẽ cắn môi, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra ok cô quay người rời đi cô đã đến bộ phận pháp lý để tìm cách chấm dứt hợp đồng nhưng mà giám đốc không có ở đó cô chỉ đành rời đi tiếp đó cô lại đến thiên quân tình hình cũng hệt như dược phẩm trường sinh diệp hùng của thiên quân không hề chào đón cô thái độ so ra còn ác liệt hơn cả lâm y gì mà chấm dứt hợp đồng chỉ có chiếu theo đúng hợp đồng cần bồi thường bao nhiêu thì trả bấy nhiêu mà thôi đường sở sở chạy đến trường sinh và thiên quân đến gặp phải quả đóng cửa ngăn khách. Trước giờ sự nghiệp của cô luôn thuận buồm xuôi gió, mà giờ lại gặp vấn đề nan giải. Lúc này cô mới nhận ra mình kém cỏi đến nhường nào. Mất đi chỗ dựa lớn là hắc Long thì cô chẳng là cái thá gì hết. Cô mang theo mỏi mệt, về tới nhà. Giang thần đã về từ lâu. Thấy đường sở sở mặt ủ mày trao, dầu dĩ không vui, thì đi qua nắn vai cô, vợ à, em vất vả rồi. Chồng này, có phải em vô dụng lắm không? Không phải vậy đâu, vợ anh là người giỏi giang nhất trên đời. Đường Sở Sở uất ức khóc ra. Vợ, em sao thế, đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh, anh giải quyết giúp em. Trước giờ luôn có Hắc Long luôn ở sau giúp đỡ em, người trong thiên hạ đều biết là ai giúp em, em lại không hề hay biết, giờ Hắc Long rời khỏi cương vị rồi, không còn trong một trong năm đại soái nữa, những nhân vật lớn không nể mặt Hắc Long nữa em gặp phải khó khăn lớn nhất đời mình rồi. Đường sở sở một năm một người nói ra chuyện mình gặp phải hôm nay. Từ thương hội tứ hải ló ra đến khi cô đến trường sinh, thiên quân. Nói rồi, cô bổ nhào vào lòng giang thần, khóc ra tiếng. Giang thần ôm bả vai cô an ủi, không sao, hết thảy đều đã qua rồi, đời người đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đều phải trải qua vô vàn lần thăng trầm. Chồng này, giờ em phải làm sao? không có hắc long chống lưng giúp em, em chẳng là cái thá gì hết, mất đi chỗ dựa là hắc long em chẳng là gì cả. Vợ, giờ chỉ có một cơ hội. Hở, đường sở sở rời khỏi lồng ngực giang thần, nước mắt lưng chồng nhìn anh, hỏi cơ hội gì. Giang thần đáp, thì là vào sự kiện y học 5 năm tổ chức một lần này, em áp đảo tất cả mọi người trong hội nghị y khoa, làm dạng danh thế kỷ là có thể đợi thời trở lại, hơn nữa trong thẻ của em cũng có 2 tỷ. Có số tiền kia, đủ để quật khởi lần nữa. Nhưng mà, Đường Sở Sở không có chút lòng tin nào, đáp đây là sự kiện lớn của Giang Trung, mà Giang Trung lại là thủ đô của dược liệu, bác sĩ đông y nhiều vô số kể, bác sĩ đông y giỏi trong đó cũng không ít, em đến cơ bản cũng không nắm được thì sao mà thua keo này bày keo khác, hơn nữa giờ cách hội nghị y khoa chỉ còn có 8 ngày. Anh tin tưởng em, em chắc chắn sẽ làm được. Giang Thần cổ vũ Đường Sở Sở, nói kế tiếp em không cần phải làm gì hết, cứ yên tâm ở nhà học thuộc lòng nắm vững những kiến thức cơ bản nhất, sau cùng anh sẽ dành ra 3 ngày để dạy cho em một số phương pháp làm người đời kinh sợ, đảm bảo em có thể đánh bại tất cả mọi người trong hội nghị y khoa. Nhưng mà, em đã ký hợp đồng với thiên quân và dược phẩm trường sinh, công ty còn một đống việc trả đâu vào đâu chờ em xử lý. Giao cho anh, anh Á, đường sở sở nhìn giang thần. Chờ thở dài nói, giờ bọn họ đến hắc Long còn chẳng nề mặt, còn cố ý làm khó dễ em, anh sao mà được, ai, để mai em lại đến dược phẩm trường sinh vậy, từng việc một, nếu như có thể chấm dứt hợp đồng thì bồi thường bao nhiêu cũng được. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ chưa đi, chiều dậy tiếp tục xem y thuật anh đưa. Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi về phía phòng ngủ. Đường Sở Sở quả thật có hơi lao lực quá độ. Cô cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Cô nằm xuống. Giang Thần luôn ngồi bên chăm cô. Mãi đến lúc Đường Sở Sở ngủ rồi thì anh mới đứng dậy rời khỏi phòng. Sau đó ra ngoài. Thiên Quân, Trường Sinh, tôi không còn là Hắc Long một trong ngũ đại soái nữa thì gây rắc rối cho vợ tôi à? Sắc mặt Giang Thần trầm xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hắc. Qua nhà Sở Sở đón tôi, chúng ta đến dược phẩm Trường Sinh và tập đoàn Thiên Quân một chuyến. Chương 190, đánh vào tập đoàn Trường Sinh. Sau khi Giang Thần gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, anh liền ngồi xổm ở bên đường ngoài tiểu khu và chờ đợi. Chờ khoảng nửa giờ, Tiểu Hắc mới lái xe xuất hiện, hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Giang Thần đang ở bên đường, cất tiếng gọi anh Giang, lên xe đi. Giang Thần bước tới, ngồi vào ghế lại phụ phụ, phát hiện Văn Tâm đang ngồi ở hàng ghế sau. Anh cũng không nói gì nhiều. Tiểu Hắc hỏi, anh Giang, tôi đã thấy tin tức rồi. Bốn gia tộc lớn đang tìm đến cái chết hay sao vậy? Dám làm phiền công ty của chị dâu, hay là tôi gọi điện thoại đến Nam Hoang gọi vài anh em sang đây nhé? quên đi không cần đâu giang thần hơi xua tay tiểu hắc nói anh giang mặc dù anh đã từ chức nhưng anh em ở nam hoang đều vẫn công nhận anh chỉ cần anh nói một lời không biết có bao nhiêu người sẽ đến nhờ cậy anh đấy hơn nữa tình hình hiện tại rất bất ổn chúng ta đơn thân độc mã không đủ sức lực thì làm sao đánh nhau với người khác được tiểu hắc bắt đầu phân tích lợi và hại trong chuyện này anh ta là người ngoài cuộc anh ta nhìn thấy rất rõ ràng Mặc dù thành phố mới Thời Đại Khoa đã được thu mua lại, tập đoàn Thời Đại Khoa đã được thành lập, nhưng trong tài khoản của công ty lại không có bao nhiêu tiền. Tiếp theo nếu muốn phát triển Thời Đại Khoa, chúng ta cần phải đốt tiền. Trong thẻ của tôi vẫn còn hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Nó hoàn toàn không đủ. Các thế lực lớn đều có thế lực ngầm, nếu chúng ta không bồi dưỡng một ít người của mình thì làm sao mà được. Anh Giang, anh ra lệnh đi, tôi sẽ bí mật trở về Nam Hoang kiếm thêm một hai trăm tỷ cũng không thành vấn đề, sau đó sẽ bí mật điều một vài anh em sang đây. Giang thần liếc nhìn tiểu hắc. Tiểu hắc phân tích cũng khá hay. Những chuyện tiếp theo anh phải đối mặt là những thương hội thực sự. Thương hội Tứ Hải, thương minh năm tỉnh, thương hội Vĩnh Hằng và một số gia tộc lớn ở Kinh Đô gì gì đó, bất kể là cái nào, cũng đều có đủ tài sản và thế lực ngầm của riêng mình. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, bây giờ thực sự phải tiếp tục đốt tiền vào thời đại khoa thôi, cậu quay về tìm cách kiếm một ít tiền đi. Mặc dù tôi không còn là hắc Long nữa, nhưng cậu vẫn là một tướng quan, kiếm chút tiền cũng không phải là việc gì khó, đồng thời ngấm điều khoảng vài trăm người tới đây, cần những người có năng lực có thể một trọi trăm đấy, nhưng cũng đừng để người ngoài chú ý tới. Vâng, tiểu hắc gật đầu. Từ chiến trường chuyển đến thương trường, đây cũng là một thử thách cực kỳ lớn. Nhưng nó lại khiến máu huyết của người ta dâng trào. Chẳng bao lâu, họ đã đến bên ngoài tòa cao ốc Trường Sinh. Tiểu Hắc quay người lại và dặn dò, "Cô nhóc, cô cứ ngồi yên trong xe đừng đi lung tung." Ừm, Ôn Tâm gật đầu một cái mạnh. Giang Thần và Tiểu Hắc cùng nhau xuống xe. Hai người châm thuốc, đi về phía tòa cao ốc Trường Sinh. "Dừng lại, làm gì đấy?" Còn chưa đến gần, một vài bảo vệ đã đến và dùng dùi cui điện chỉ vào Giang Thần và Tiểu Hắc. Giang Thần cười nhẹ, đi nói với lâm y rằng có giang thần đến thăm giang thần hắc long giang thần hay người chồng vô dụng giang thần của đường sở sở cái tên giang thần đã trở nên nổi tiếng khắp giang trung rồi bởi vì hắc long tên là giang thần con rể của nhà đường cũng là giang thần một nhân viên bảo vệ cười nói còn phải hỏi nữa à vừa nhìn đã biết là tên vô dụng giang thần rồi giang thần vô dụng còn muốn gặp chủ tịch sao cho dù có là Giang thần thuốc là Hắc Long tới cũng phải ngoan ngoãn hẹn trước. Các nhân viên bảo vệ không hề nể mặt Giang thần một chút xíu nào. Đừng nói là anh, cho dù có là một Giang thần khác đến thì đã sao? Vẻ mặt Giang thần lãnh đạm nói, đúng không đấy? Tốt hơn hết là anh nên gọi điện thoại hỏi Lâm Y, nếu không xảy ra hậu quả gì, hai người sẽ gánh vác không nổi đâu. Ây gia, đe dọa tôi à? Hôm nay ông đây không cho anh vào, anh có thể làm gì tôi? Những nhân viên bảo vệ nhìn Giang Thần và Tiểu Hắc như thể họ đang nhìn những kẻ ngốc, khuôn mặt hiện lên vẻ đùa cọt. Sắc mặt Giang Thần xa sầm lại, cổ họng nhúc nhích đánh. Ngay khi anh vừa nói ra từ này, Tiểu Hắc đã lập tức ra tay. Các nhân viên bảo vệ ngay lập tức bị vật ngã, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng ra la đau đớn. Có, có người gây sự, đề nghị hỗ trợ. Nhân viên bảo vệ dưới đất lập tức lấy bộ đàm ra và kêu trị viện tới. A. À, ngay khi vừa nói ra lời cầu cứu anh ta đã bị dẫm mạnh vào ngực giang thần và tiểu hắc dẫm lên những nhân viên bảo vệ trên mặt đất và bước vào tòa cao ốc trường sinh vừa lúc này hàng chục nhân viên bảo vệ khác ập đến chỉ trong vòng chưa đầy một phút hàng chục nhân viên bảo vệ đều đã ngã xuống đất tầng trên cùng phòng làm việc của lâm y một cô thư ký quyến rũ và gợi cảm vội vã chạy đến vẻ mặt hoảng loạn tổng tổng giám đốc lâm có chuyện chẳng lành rồi có người tên là Giang Thần từ bên ngoài đánh vào đây, đã đánh bị thương hơn 100 nhân viên bảo vệ. Cái gì? Sắc mặt Lâm Y hơi thay đổi, cô ta đột ngột đứng lên. Ầm, um, cửa văn phòng bị đạp mở tung. Giang Thần và Tiểu Hắc bước vào. Nhìn thấy hai người bọn họ, vẻ mặt Lâm Y đông cứng lại. Giang Thần bước vào, ngồi xuống sofa, lấy một điếu thuốc ra, Tiểu Hắc lập tức châm lửa cho anh. Sắc mặt Giang Thần u ám, Lâm Y Gan của cô lớn lắm đấy, dám gây chuyện với vợ của tôi à." Lâm Y sợ đến mức trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Nhớ tới việc Giang Thần đã không còn là Hắc Long nữa, sự căng thẳng trong lòng mới tiêu tan đi kha khá. Cô ta khoanh tay trước ngực, trịch thượng nhìn Giang Thần, lạnh lùng nói, "Giang Thần, anh muốn làm gì? Đây là tập đoàn Trường Sinh, đến tập đoàn Trường Sinh làm loạn, anh muốn ngồi tù sao?" Giang Thần đứng bật dậy ngay trên người anh phát ra một luồng khí thế đáng sợ khí thế này đã áp chế lâm y cơ thể cô ta hơi lui về phía sau anh anh đã không còn là hắc long nữa anh không có đặc quyền ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì nữa bây giờ đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy hà báo cảnh sát à giang thần bật cười cho dù tôi không còn là hắc long nhưng cô cho rằng cảnh sát dám bắt tôi sao Cô có biết bên cạnh tôi là ai không? Anh ấy chính là tướng quân của Nam Hoang, trên vai có một ngôi sao đấy. Nghe vậy, Lâm Y khẽ lui về phía sau mấy bước. Cô ta nhìn chằm chằm Giang Thần, lạnh lùng nói, anh muốn thế nào? Giang Thần nói, ngày mai vợ của tôi sẽ tới dược phẩm Trường Sinh để chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, cô đừng làm khó dễ, bằng không. Anh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây kim màu bạc. Phụt, cây kim màu bạc trong tay bay ra. Lâm Y chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng xé gió. Giang Thần đã xoay người rời đi rồi. Lúc anh quay người đi, một sợi tóc từ chân tóc bên tai Lâm Y rơi xuống. Cô ta sợ hãi đến mức tái mặt. Mãi cho đến khi Giang Thần rời đi, cô ta mới phản ứng lại, nhìn thấy phần tóc của mình bị rơi trên mặt đất không khỏi hít sâu một hơi khi. Được, thực lực thật kinh khủng, lời đồn là thật, Hắc Long có sức mạnh vô song, một kim bạc thôi đã có thể lấy mạng của người ta lồng ngực của lâm y nhấp nhô lên xuống thực lực của hắc long quá mạnh quá đáng sợ nếu giang thần muốn giết cô ta thì bây giờ cô ta đã chết rồi sau khi giang thần rời đi một người đàn ông bước vào lâm y phản ứng lại kêu to anh anh cả người này chính là lâm minh lâm minh đi tới liếc mắt nhìn xuống đất một cái nhìn thấy trên mặt đất có mấy sợi tóc đen dài anh ta ngồi xổm xuống nhặt lên cầm trong tay Cẩn thận nhìn nó, sắc mặt của anh ta dần trở nên nghiêm trọng. Lực cổ tay thật đáng sợ, ra tay nhanh, chính xác, độc ác, một cây kim bạc nhỏ bé mà lại còn đáng sợ hơn cả súng. "Anh cả, em phải làm sao bây giờ?" Lâm Y lau những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Lâm Minh nói, "Cứ làm theo lời anh ta nói, tuy rằng hiện tại anh ta không còn là Hắc Long nữa, nhưng thực lực vẫn rất đáng sợ. Những người khác cũng không thể đắc tội anh ta." chúng ta cũng không thể chọc giận tên nhóc này được nữa. Tiếp theo em ở Giang Trung, phải kiên nhẫn, không được làm gì, không được hành động hấp tấp, cũng không được tùy tiện tham gia vào bất kỳ thương hội nào, nếu em có chuyện gì không quyết định được thì phải báo cáo ngay cho gia tộc biết. Vâng, Lâm Y gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 191, cần chuẩn bị trước. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Lâm Y về tập đoàn Trường Sinh, Giang Thần và Tiểu Hắc rời đi, họ đi đến tập đoàn thiên quân rất nhanh đã đến dưới lầu của tòa nhà tập đoàn thiên quân tiểu hắc vẫn là người lái xe hai người cùng nhau xuống xe sóng vai nhau đi về phía tòa nhà tập đoàn thiên quân cả hai không bị bảo vệ chặn lại sau khi vào tòa nhà họ đi về phía thang máy đi thang máy lên tầng cao nhất vừa ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ đang tụ lại một chỗ nói cười rôm rả khi bảo vệ nhìn thấy có người đến bọn họ lập tức chạy đến xem. Một người trong số đó rút rùi cui điện để ở hông ra, chỉ vào giang thần và tiểu hắc vừa đi ra khỏi thang máy, lạnh lùng quát các người làm gì vậy. Không biết đây là tầng riêng của chủ tịch sao, cút xuống ngay lập tức. Tiểu hắc mạnh mẽ xông lên phía trước, anh ta đột nhiên nắm lấy rùi cui điện trong tay bảo vệ, thuận tay đoạt đi, còn đập một cái vào ót của người bảo vệ. Anh, bảo vệ hét lên. Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, anh ta đã lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người ngã quỵ xuống đất. Có người gây rối, nhanh. Các nhân viên bảo vệ khác lập tức xông lên. Tiểu Hắc trông như một hung thần muốn giết người, chỉ vài cú đánh đã cho khiến đám bảo vệ nằm la liệt trên mặt đất. Hai người vừa đánh vừa đi về phía văn phòng chủ tịch. Rầm. Trực tiếp phá cửa xông vào. Ghế sofa trong văn phòng. Diệp Hùng đang quấn lấy nữ thư ký gợi cảm, vừa ôm hôn vừa cởi quần áo trong nháy mắt cửa phòng bị đá văng ra. Diệp Hùng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Thần và Tiểu Hắc bước vào, sắc mặt ông ta tối sầm xuống vô cùng đáng sợ, nhanh chóng mặc lại quần áo, lạnh lùng nhìn Giang Thần quát, Giang Thần, cậu đang làm gì vậy, cậu muốn chết phải không? Nếu như Giang Thần không rời khỏi vị trí, thì khi Diệp Hùng nhìn thấy anh, ông ta chắc chắn sẽ vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ Giang Thần không phải Hắc Long, cũng không phải là một trong ngũ đại soái cùng lắm anh cũng chỉ là chủ tịch của tập đoàn giang long tập đoàn giang long không có nhiều tài sản như thiên quân người như vậy thì làm sao ông ta có thể để vào mắt được cơ chứ nhớ lại trước kia ông ta bị giang thần gọi đến gọi đi trong lòng diệp hùng đều có chút bất mãn ông ta lạnh lùng nói bây giờ cậu quỳ xuống cho tôi tôi có thể suy nghĩ lại mà buông tha cho cậu giang thần bước đến ngồi xuống sofa Nữ thư ký gợi cảm trên ghế sofa nhanh chóng thu dọn lại quần áo sộc sạch rồi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc. Giang thần nhìn Diệp Hùng, trên mặt anh mang theo ý cười, Diệp Hùng, tôi tạm thời từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái vậy nên ông không để tôi vào mắt nữa sao? Ha ha ha! Diệp Hùng cười to, tôi là người nhà họ Diệp ở Kinh Đô, tại sao tôi phải để cậu vào trong mắt? Ông ta nhìn Giang thần như đang nhìn một kẻ ngốc. Không phải Hắc Long, cũng không phải ngũ đại soái còn dám đến làm loạn ở đây, chẳng lẽ cậu không biết bây giờ cậu đang bị cả ngàn người hướng vào sao? Cậu không biết rằng các nhân vật lớn ở kinh đô này đều muốn cậu chết sao? Lập tức quỳ xuống đi. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi. Mau đến văn phòng của tôi. Ông ta cúp điện thoại, nhìn sang Giang Thần với vẻ mặt oán hận. Khi thằng nhóc con này vẫn còn là hắc Long, đã gây cho ông ta không ít rắc rối bây giờ không còn là hắc long nữa mà lại dám xông vào đây làm loạn rất nhanh sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra bảy tám người đàn ông mạnh mẽ bước vào những người này cao 2 mét nặng hai ba trăm cân cơ bắp cường tráng cánh tay còn to hơn eo của giang thần dưới cánh tay ẩn chứa dày đặc sức mạnh bộc phát bảy tám tên đàn ông cường tráng đứng trong văn phòng khí thế chấn động khiến cho người ta sợ hãi diệp hùng khoanh hai tay trước ngực cười nói giang thần Tôi nghe nói cậu có sức mạnh vô song. Hôm nay tôi muốn xem cậu làm sao ra khỏi văn phòng của tôi." Giang Thần liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc lập tức hiểu ý. Anh ta đột ngột bật dậy. Ngay khi Tiểu Hắc đứng dậy, 7, 8 người đàn ông to lớn rút súng ra ngay lập tức chĩa súng vào Giang Thần và Tiểu Hắc. Khi nhìn thấy điều này, Tiểu Hắc vẫn đứng yên tại chỗ và không có bất kỳ hành động hấp tấp nào. Ha ha ha. Diệp Hùng cười to trên mặt ông ta mang theo vẻ đắc ý. Cho dù cậu có bản lĩnh tốt như thế nào, cậu có thể làm gì được chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi, nếu không. Giang thần cười nhạt một tiếng rồi nói, nếu không thì sao? Vẻ mặt không chút sợ hãi của Giang thần khiến Diệp Hùng rất khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói, nếu không thì, chết. Ngay khi chữ chết vừa nói ra, Giang thần lập tức chuyển động. Anh giơ tay lên, một ít kim bạc bay ra mấy người đàn ông vạm vỡ kia còn chưa kịp phản ứng đã ngã quỵ xuống đất trên người không còn chút sức lực không gượng dậy nổi cái gì sắc mặt diệp hùng hơi thay đổi từ lâu ông ta đã nghe nói về sức mạnh vô song của hắc long nhưng điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết tất cả những người nhìn thấy hắc long ra tay đều là người chết ông ta không ngờ thực lực của giang thần lại đáng sợ như vậy giang thần đứng lên thân thể diệp hùng lùi lại một chút trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Diệp Hùng, lá gan của ông cũng lớn thật. Diệp Hùng cảm nhận được sát khí, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một nụ cười, Giang, Giang thần, tôi chỉ đang đùa với cậu mà thôi, nghe nói cậu có sức mạnh vô song, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay rốt cục cũng được nhìn thấy tận mắt, thư ký, thư ký, mau mang trả đến đây. Nói xong, ông ta bước tới, tự mình đón tiếp Giang Thần và Tiểu Hắc, như thể ông ta đang hầu hạ một nhân vật lớn vậy. Giang Thần ngồi xuống, vẻ mặt của anh không chút để ý, Diệp Hùng, ngày mai vợ của tôi sẽ đến thiên quân chấm dứt hợp đồng, ông không được làm khó dễ, biết không? Vâng, 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 tuyệt đối sẽ không làm khó dễ chuyện gì. Diệp Hùng không dám nói lời nào, ông ta lập tức gật đầu. Giang thần đứng lên. Ngay khi anh đứng dậy, Diệp Hùng bị dọa đến mức cả người run lên. Giang thần liếc ông ta một cái, sau đó anh xoay người rời đi. Tiểu Hắc theo sát phía sau anh. Diệp Hùng ngồi liệt trên ghế sofa sau khi hai người rời đi. Ông ta cầm lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán. Trên mặt ông ta có chút u ám, Giang thần, cậu đã không còn là Hắc Long, cậu ngung cuồng cái gì chứ? Cậu cứ chờ đấy, không bao lâu nữa cậu sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Diệp Hùng là một thành viên quan trọng của nhà họ Diệp ở Kinh Đô. Ông ta cũng hiểu biết về tình hình hiện giờ của kinh đô. Chính quyền chia thành nhiều phe phái, người không được hoan nghênh nhất trong các phe này chính là Giang Thần. Bởi vì khi Giang Thần còn là Hắc Long, anh đã từng gây rắc rối cho bọn họ và làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Bây giờ Giang Thần không còn là Hắc Long nữa, những người này đều muốn mau chóng loại trừ anh. "Người đâu?" Ông ta hét lên. Lập tức có người bước vào văn phòng diệp hùng chỉ vào những người đàn ông lực lưỡng nằm trên mặt đất kia ra lệnh đưa đi bệnh viện tiểu hắc lái xe trở lại phòng khám phàm nhân giang thần im lặng tiểu hắc cũng không nói gì thật lâu sau tiểu hắc mới mở miệng nói anh giang bây giờ những người này không cho anh chút mặt mũi nào nữa giang thần mỉm cười điều này có thể hiểu được dù gì thì tôi cũng đã từ chức rồi hơn nữa khi còn làm việc tôi đã đắc tội không ít người không nói đến giang trung chỉ nói đến chính quyền, có lẽ tôi đều đã đắc tội với hầu hết các người bên trong chính quyền. Khi tôi đã từng là Hắc Long, là thống soái của trăm vạn quân Hắc Long, phụ trách quyền lực của quân đội, những người này không dám nói lời nào. Hiện giờ tôi đã từ chức, đám người đó đều bắt đầu nổi lên. Tiểu Hắc nói, Lâm Y, Diệp Hùng không cho anh mặt mũi nữa, có lẽ quỷ kiến sầu cũng thế, bước đi tiếp theo của chúng ta ở giang trung sẽ có chút khó khăn. Đúng vậy. Giang Thần cũng thở dài một tiếng khi còn là hắc long những người anh đã đắc tội đều là các quan chức cấp cao trong chính quyền sau khi đến giang trung những người anh đã đắc tội cũng đều là những người có tiền nào là bốn gia tộc lớn nào là thương hội vĩnh hằng liên minh năm tỉnh và tất cả những nhân vật lớn ở giang trung bây giờ anh đã từ chức những người này đều nhảy ra để báo thù anh thở dài một tiếng sau đó căn dặn tiểu hắc cậu nên nhanh chóng trở về nam hoang ngay lập tức nhưng đừng lộ diện cậu âm thầm tìm phó tướng quỷ lịch, mang một ngàn người xuất sắc đến Giang Trung. Nhớ kỹ nhất định phải hành động bí mật, đừng để bị phát hiện, còn nữa, cậu âm thầm lấy một ít tiền, cơn bão đang đến, tôi phải chuẩn bị trước thật tốt, nếu không trước khi câu được cá lớn, tôi đã bị chết đuối rồi. chương 192, thua đến tán ra bại sản. Giang thần đi ra ngoài đến khi trở về mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Đường sở sở ngủ trưa vẫn chưa thức dậy. Giang thần bước vào nhà, anh ngồi ở phòng khách hút thuốc anh nhìn đồng hồ phát hiện buổi trưa đường sở sở cũng đã ngủ rất lâu anh lập tức đứng dậy đi vào phòng đường sở sở đang nằm trên giường mặc một bộ quần áo mỏng manh có lẽ vì nóng mà cổ áo của cô bị mở rộng ra áo lót cũng bị tuột xuống để lộ ra một mảng lớn da trắng như tuyết suýt chút nữa giang thần đã phun máu mũi anh nhẹ nhàng kéo đường sở sở vợ dậy đi học bài đi đường sở sở mơ mơ màng màng mở mắt ra đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt quen thuộc, cô vẫn còn đang buồn ngủ, xoay người đứng dậy sửa sang lại quần áo sộc sạch, phát hiện áo lót sắt rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Giang thần cười hì hì vài tiếng. Đường sở sở ngẩng đầu, chừng mắt nhìn Giang thần một cái có, có chuyện gì mà buồn cười vậy. Giang thần thành thật khen ngợi, vợ à, dáng người của em thật sự rất tốt, vừa rồi anh suýt chút nữa là không kìm chế được mà xử em luôn tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp của đường sở sở lại càng đỏ bừng. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm và che đi sự xấu hổ của mình. Cô rửa mặt một lúc cho tỉnh táo lại. Trở lại phòng, nhìn mấy quyển sách nhập môn trung y trên bàn, cô lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trông à, đại hội y học chỉ còn cách có mấy ngày, mấy ngày này em có thể học được cái gì chứ? Đường sở sở có chút lo lắng. Học trước một chút vẫn tốt hơn, còn hơn là cái gì cũng không biết. Ôi, Đường Sở Sở thở dài. Cô thật sự không có tự tin. Chỉ cần học vài ngày là có thể vượt qua những ông già trung y đã hành nghề hàng chục năm sao? Điều này làm sao có thể xảy ra được? Hơn nữa, gần đây cô thật sự không có tâm trạng muốn học vì ở công ty có quá nhiều chuyện rắc rối. "Chồng à, em, em không học nữa, anh giỏi như vậy, anh tham gia cuộc thi y học đi, anh đi giành giải nhất về cho em là được rồi." Ánh mắt Đường Sở Sở đầy mong chờ nhìn Giang Thần. Giang Thần nhíu mày, "Nếu anh muốn giành được vị trí thứ nhất thì anh vất vả dậy Đường Sở Sở như vậy làm gì?" "Được rồi." Nhìn thấy bộ dạng đầy mong đợi của Đường Sở Sở, anh không muốn từ chối. Đường Sở Sở mừng rỡ kêu lên, "Vậy thì em không cần phải học nữa, nhìn những điểm kinh mạch huyệt đạo này em đã cảm thấy choáng váng." Giang Thần cười nói, "Giành vị trí thứ nhất thì có phần thưởng gì?" Đường Sở Sở đỏ mặt, "Anh, anh muốn phần thưởng gì?" Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Giang Thần, "Em, trước kia em đã nói rồi đó." "Được rồi, không có vấn đề gì." Giang Thần nở nụ cười, "Bây giờ có phải em nên thưởng trước cho anh không?" Đường Sở Sở ngẩng đầu nhìn anh, sau đó như một con gà con hôn lên má Giang Thần như mổ hạt thóc. "Không, không tính, Giang Thần chỉ vào miệng của mình, "Ở đây cơ." Đường Sở Sở lườm anh một cái, cô đứng lên xoay người đi ra ngoài bỏ mặc giang thần đứng một mình ở đó giang thần sờ sờ khuôn mặt được hôn của mình anh nở nụ cười anh đi theo cô ra khỏi phòng chỉ có hai người họ ở nhà đường sở sở vẫn còn lo lắng chuyện ở công ty cho nên cô không được tập trung chồng em đến công ty xem một chút được giang thần gật đầu thương hội tứ hải đã đàn áp công ty của đường sở sở nhưng tạm thời anh vẫn chưa ra tay bởi vì bây giờ vẫn chưa đến lúc hơn nữa trong lòng anh cũng đã vạch sẵn một kế hoạch một kế hoạch để giúp đường sở sở và hỗ trợ đường sở sở nổi lên đầu tiên phải giành được danh hiệu thần y và đạt được danh tiếng sau đó mở lại công ty không phải chỉ mở một công ty chế biến bình thường mà là một công ty tự nghiên cứu và tự sản xuất thuốc thậm chí còn làm cho các công ty khác nhận đơn đặt hàng của thế kỷ đường sở sở đi đến công ty giang thần cũng không có việc gì làm trực tiếp vào phòng đi ngủ Cùng lúc đó, ở Giang Trung, trong một sòng bạc ngầm, Đường Tùng mặc áo tay ngắn, đeo đồng hồ Rolex, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộp, vừa khoác tay một cô gái gợi cảm, vừa đặt cược. "Ôi, thật không may mắn." Đường Tùng thở dài. Bất chi bất giác, cậu ta đã thua mấy trăm vạn. Cậu ta đứng dậy và định rời đi. "Này, anh Đường." Cô gái gợi cảm lập tức kéo Đường Tùng lại, cả người cô ta gần như bò cả lên người cậu ta bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ vào người cậu ta, khuyên nhủ anh đường, chơi thêm vài ván nữa đi. Không thể nào thua hoài như vậy được, em nghĩ là bây giờ vận may không được tốt, lát nữa chắc chắn sẽ tốt hơn. Quên đi, không chơi nữa. Đường Tùng vẫn chưa mất đi lý trí. Cậu ta phải đi. Nếu cứ tiếp tục, có bao nhiêu tiền cũng thua hết. Ha ha, tôi thắng rồi, một lần thắng ba ngàn vạn. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền đến. Một người đàn ông cười rộ lên, tôi thắng rồi, lần này tôi đã lấy lại được tất cả, tôi sẽ đến hộp đêm để chơi một người mẫu hàng đầu. Anh ta cười lớn rồi bỏ đi. Đường Tùng nhìn thấy như vậy cũng có chút động lòng, trong lòng cậu ta thầm nghĩ, sao mà xui xẻo mãi được, thử thêm vài ván xem sao. Anh Đường, chúng ta vào phòng VIP đi, mấy ông chủ lớn đều ở bên trong đó, chơi mấy trò lớn cho kích thích, em biết anh Đường không thiếu gì tiền người đẹp nói xong còn nhéo một chỗ trên người đường tùng nói nhỏ vào tai cậu ta vào phòng riêng đi em sẽ dùng miệng cả người đường tùng run lên được đi thôi dưới sự chỉ dẫn của những người đẹp đường tùng đi vào phòng riêng trong phòng riêng này có bảy tám người những người này đang chơi đấu bò hiện nay trò này đã trở nên phổ biến hơn khi đường tùng đến mọi người trong phòng riêng đều mỉm cười người đẹp kéo đường tùng qua cười nói các ông chủ, thêm một người. Một người đàn ông đứng lên, liếc nhìn đường tùng một cái với ánh mắt khinh thường, chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn. Không có một ngàn vạn chip thì không được tham gia. Anh đường, đi đổi một ngàn vạn chip đi. Đường tùng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu ta cũng quyết định thử vận may với một ngàn vạn chip. Nếu cậu ta thua mất một ngàn vạn này, cậu ta sẽ dừng lại. Nhưng cũng chưa chắc đã thua. Cậu ta đi đổi chip gia nhập bàn cược phòng riêng có bật điều hòa thoang thoảng mùi thơm hương thơm này có thể kích thích thần kinh não bộ của con người và làm cho con người mất đi lý trí những người trong phòng riêng đều ở cùng một nhóm đường tùng vào sòng bạc ngầm bắt đầu đánh cược thua mất mấy trăm vạn lọt vào mắt xanh của ông chủ cho nên vòng này được sắp đặt để khiến cho đường tùng thua đến táng ra bại sản đường tùng bắt đầu đánh cược người đẹp gợi cảm ngồi xổm trước mặt cậu ta cậu ta một bên hưởng thụ một bên đánh cược. Rất nhanh đã thua hết một ngàn vạn. Hai ngàn vạn chip khác. Cậu ta thua đến mức nóng này. Lại đổi chip. Tuy nhiên, hai ngàn vạn chip không đáng là bao nhiêu, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã thua sạch. Trong phòng có mùi thơm kích thích, cộng với bầu không khí trong sòng bạc, đường tùng đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Cậu ta liên tục đổi chip, liên tục thua, trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ số tiền được đường sở sở chuyển cho đã mất sạch. Người đẹp gợi cảm nép vào vòng tay của đường tùng, anh đường, mau đổi vận may đi, sòng bạc ngầm này có thể vay tiền. Nhóc con, có tiền thì chơi, nếu không có tiền thì cút đi. Nếu cậu không có tiền, chỉ cần quay về lấy tiền rồi quay lại gỡ vốn là được. Vài người khác hùa theo, kích thích đường tùng. Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp mở cửa bước vào, nhìn đường tùng cười nói, thưa cậu, cậu muốn vay tiền sao? Vay, tôi muốn vay một ngàn vạn, Đường Tùng vừa muốn kiếm lời, vừa muốn lấy lại toàn bộ số tiền thua lỗ. Được rồi, đây là giấy nợ, vui lòng ký tên và ấn dấu vân tay của cậu. Đường Tùng cũng không thèm nhìn, lập tức ký tên rồi ấn dấu tay. Cậu ta đã có được một ngàn vạn chip. Tuy nhiên, vận may của cậu ta thật tệ, một ngàn vạn chip lại nhanh chóng thua sạch. Lại vai tiếp, lại thua. Bất giác cậu ta đã thua 7-8 triệu. Sau khi thua nhiều như vậy, trong phòng riêng cũng không còn người nữa bọn họ lần lượt rời đi lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại có đường tùng và người đẹp gợi cảm kia đường tùng nằm liệt trên ghế cậu ta không biết mình đã thua mất bao nhiêu cậu ta chỉ biết rằng mình đã mất hết tiền trong thẻ và đã vay mượn thêm rất nhiều giờ phút này cuối cùng cậu ta cũng sáng mắt ra ngơ ngác ngồi đó dầm cửa phòng riêng bị đá văng ra tên đàn ông mập mạp cho mượn tiền xông vào cùng cả chục người đang nắm chặt dao. Tên đàn ông mập mạp chém một dao lên bàn. Đường Tùng bị dọa đến mức cả người run lên. Đường Tùng, cậu vay 8 triệu, hiện giờ chỉ cần trả 2 triệu tiền lãi, nếu chậm một ngày, sẽ phải trả thêm 2 triệu, bây giờ cậu có trả hay không? Cái gì, 8 triệu sao? Đường Tùng hoảng hốt kêu lên, sao có thể như vậy, sao có thể vay nhiều như vậy được? Người đàn ông trung niên mập mạp ném ra một đống giấy nợ, lạnh lùng nói, giấy trắng mực đen đây, nếu dám cho cậu vay tiền, tôi đã kiểm tra cậu rõ ràng. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, thả cậu về, mau chóng mang tiền đến trả, nhớ kỹ, lãi một ngày là 2 triệu. Đường Tùng nằm liệt trên ghế như một con chó sắp chết. Xong rồi, xong rồi, thua 5 triệu còn chưa nói, còn vay thêm 8 triệu. Mặt cậu ta xám xịt như một đống cho tàn, Chương 193, tiểu hắc xảy ra chuyện. 8 triệu, tiền lãi mỗi ngày là 2 triệu. Làm sao cậu ta có thể trả nổi số tiền này? Sắc mặt Đường Tùng xám xịt như xác chết, cả người không có chút sức lực, cậu ta cảm thấy trời đất u ám, muốn chết đi cho xong. Anh Đường, mau về xin tiền đi, đây là anh Mã, thủ đoạn rất độc ác, nếu anh không trả tiền, đừng nói chỉ mình anh, ngay cả những người nhà họ Đường cũng sẽ xong đời cô gái gợi cảm và quyến rũ mở miệng nói tên cô ta là lưu lộ và là người của sòng bạc ngầm này chuyên có trách nhiệm phục vụ những nhân vật lớn trong sòng bạc nghe đến đây đường tùng không nhịn được khẽ dùng mình một cái cậu ta đứng dậy và muốn rời đi tuy nhiên cơ thể đường tùng không còn chút sức lực nào căn bản là cậu ta không thể bước được một bước nào cả cậu ta không biết mình về nhà bằng cách nào về đến nhà cậu ta nằm liệt trên giường không muốn động đậy thậm chí còn không có ăn cơm tối. Có vài lần, cậu ta mở cửa sổ và muốn từ cửa sổ nhảy xuống dưới. Tuy nhiên, cậu ta không dám. Sau bữa tối, phòng đường Sở Sở. Đường Sở Sở đang nói chuyện với Giang Thần về việc của công ty. Nói cái gì mà trang thiết bị trước đây của công ty đều đã được chuyển đi, sau đại hội y học cô sẽ tìm địa điểm để xây dựng lại nhà máy mới, trong thẻ cô vẫn còn một số tiền, số tiền này là đủ dùng rồi. Ừm. Giang Thần cũng không nói gì. Thương hội Tứ Hải là hướng về anh. Đường Sở Sở chỉ bị liên lụy mà thôi. Anh sẽ nhớ kỹ mối hận này. Về sau, thương hội Tứ Hải của bốn gia tộc lớn sẽ phải trả giá đắt. Và một phòng khác, Đường Tùng muốn thẳng thắn nói rõ với cả nhà, nhưng cậu ta không dám. Bởi vì cậu ta không chỉ thua hết 5 triệu mà Đường Sở Sở đưa, mà còn vay nặng lãi thêm 8 triệu. Cậu ta thực sự không dám nói. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Giang Thần vẫn còn đang ngủ. Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh. Anh mơ mơ màng màng sờ điện thoại bên giường, trực tiếp từ chối. Ngay sau đó, điện thoại lại tiếp tục vang lên dồn dập. Lúc này Giang Thần mới mở mắt ra, anh lăn qua lộn lại đứng dậy, cầm điện thoại trên tủ ở đầu giường lên, phát hiện là cuộc gọi đến từ một thành phố nào đó ở biên giới Nam Hoang, anh lập tức bấm nút nghe máy. Hắc Long, nếu muốn Hắc Phong sống sót, trước khi trời tối lập tức chạy đến Nam Hoang, nếu không thì chờ đến nhận xác." Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Giang Thần lập tức tỉnh ngủ. "Anh là ai?" "Tút tút tút." Đối phương đã cúp máy. Giang Thần nhanh chóng gọi cho Tiểu Hắc. "Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách không thể thực hiện được." Điện thoại đã bị tắt và không thể kết nối được. Lúc này Giang Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn, Tiểu Hắc đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, Nam Hoang là căn cứ của anh, có trăm vạn quân Hắc Long trấn giữ ở đó, Tiểu Hắc là đàn em thân tín của anh, là người có quyền điều động quân đội, ở trên địa bàn của anh, sao Tiểu Hắc có thể xảy ra chuyện được cơ chứ? "Trông à, có chuyện gì vậy?" Đường Sở Sở mơ mơ màng màng đứng lên, cô nhìn thấy vẻ mặt u ám của Giang Thần đang ngồi ở bên giường. Vẻ u ám trên mặt Giang Thần lập tức biến mất. Anh xoay người khẽ cười với Đường Sở Sở, nói, "Không có chuyện gì." Chỉ là công ty gọi đến, cử anh đi công tác. Vợ à, anh sợ là phải đi đến nơi khác công tác rồi. Ừm. Đường Sở Sở cũng không nghi ngờ gì nữa, cô nói công tác là chuyện quan trọng, ăn thêm nhiều điểm tâm vào, anh có tiền không, em sẽ chuyển cho anh một ít tiền. Khi đến nơi khác, ăn uống ngủ nghỉ việc gì cũng tốn rất nhiều tiền. Giang Thần cười nói, anh không phải đi chơi, anh đi công tác nên công ty sẽ chi hết đường sở sở cảnh cáo, khi ở bên ngoài không được lộn xộn, không được bị bệnh trở về. Vẻ mặt giang thần có chút xấu hổ nói, sẽ không đâu. Anh đứng dậy, đi về phía tủ quần áo và mở tủ. Giang thần tìm một hồi lâu, anh vẫn không tìm thấy thứ mình đã để vào trong tủ, không khỏi xoay người lại hỏi, vợ à, em có biết trong tủ của anh có sợi dây thép làm bằng kim bạc để ở đâu không vậy? Đường sở sở đã dậy rồi. Cô tỏ vẻ khó hiểu, lập tức nhớ ra, chỉ vào ban công nói, em thấy dây này rất chắc nên dùng để phơi quần áo. Nó ở ngoài ban công. Giang Thần lúng túng một lúc. Dùng để phơi quần áo sao? Đoạt mệnh 81 châm lại bị dùng để phơi quần áo. Đoạt mệnh 81 châm là vũ khí của anh. Đây là vũ khí mà anh có được khi lấy y thuật bí ẩn 10 năm trước, đây là 81 cây kim bạc đặc biệt, những cây kim bạc này thật sự rất đặc biệt, có thể tạo thành một sợi dây thép đặc biệt. Giang thần đi tới ban công. Có một sợi dây thép được treo trên ban công, và một vài quần áo lót được treo trên đó. Cơ trên mặt Giang thần có chút co giật. Lấy đồ lót ra, gỡ đoạt mệnh 81 châm xuống. Sợi dây thép bao gồm những chiếc kim bạc này giống như có sinh mệnh, lập tức bám vào cánh tay Giang thần, quấn lấy cánh tay của anh. Đường sở sở bước ra. Đúng rồi, anh chỉ đi công tác, mang dây thép đi làm gì. Em phát hiện sợi dây thép này thật sự rất đặc biệt. Giang Thần mỉm cười, không nói lời nào. "Vợ à, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đến công ty báo cáo trước." Nói xong, anh bước vào phòng, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu đen mặc vào. Đường Sở Sở chỉ nhắc nhở, "Đi đường phải cẩn thận." "Anh biết rồi." Giang Thần xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là một gương mặt đầy u ám anh lấy điện thoại ra và liên lạc ngay với Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, lập tức chuẩn bị máy bay chuyên dụng cho tôi. Tôi phải đến Nam Hoang một chuyến. Tiêu Giao Vương vừa định hỏi anh muốn đến Nam Hoang để làm gì, nhưng Giang Thần đã cúp điện thoại rồi. Không bao lâu sau, quân khu Giang Trung, ở một vùng đất trống. Một chiếc máy bay trực thăng đã xuất hiện ở đây. Phía trước trực thăng là một người thanh niên trẻ mặc áo khoác đen và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi. Tiêu Giao Vương hỏi, cậu đến Nam Hoang làm gì vậy? Hiện giờ cậu đã từ chức, không phải Hắc Long, cũng không có tư cách điều động quân Hắc Long. Tiêu Giao Vương cảm nhận được trên người Giang Thần tỏa ra một luồng sát khí. Ông ta không khỏi nhíu mày, làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi nói, một chút chuyện nhỏ thôi. Cậu có cần tôi giúp gì không? Tiêu Giao Vương hỏi. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ cái nhìn của Giang Thần, ông ta có thể phán đoán đây chắc chắn không phải chuyện tầm thường, mà là một chuyện lớn và rất khó khăn. Giang Thần cũng không nói nhiều lời. Anh vung tay áo lên, cất bước bước lên trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương cũng cau mày. Đang yên đang lành, đến Nam Hoang làm gì vậy? Ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho Tiểu Hắc. Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách không thể thực hiện được. Hả? Tiêu giao vương cau mày, ông ta lẩm bẩm, sao lại thế này, sao cậu ta lại tắt điện thoại? Vào lúc này ông ta cảm thấy có chuyện chẳng lành. Giang thần đến Nam Hoang, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, nhất định ở Nam Hoang sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng. Chỉ là ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ông ta cũng không quá lo lắng. Ngay cả khi Giang thần đã từ chức, nhưng quân hắc long vẫn luôn trung thành với anh hơn nữa anh có địa vị nhất định ở nam hoang cho dù từ trước rồi thì khi đi tới nam hoang cũng không ai dám làm gì anh với lại thực lực của bản thân anh cũng vô cùng đáng sợ giang thần ngồi trực thăng đến nam hoang vẻ mặt của giang thần trên trực thăng vô cùng u ám anh lấy điện thoại ra và gọi một lần nữa số anh gọi là số người gọi cho anh vào lúc sáng ngay sau đó cuộc gọi đã được kết nối Tôi đang trên đường đến đó, anh là ai, anh đã làm gì tiểu Hắc rồi? Khi đến ngoài Ô Thiên Sơn, tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh là ai, nếu như tiểu Hắc thiếu mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho anh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tút tút tút. Đối phương đã cúp máy. Chương 194, qua biên giới. Giang Thần ngồi trên máy bay, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ lúc này nhiệt độ trong khoang máy bay dường như giảm xuống vài độ rất nhanh máy bay đã xuất hiện ở nam hoang giang thần vừa mới xuống máy bay thì có điện thoại gọi tới đây là một dãy số hoàn toàn xa lạ hắc long một mình anh đi tới ngoại ô thiên sơn không được dẫn theo bất kỳ ai cả một khi phát hiện ra có người đi theo anh vậy thì đợi nhặt xác cho hắc phong bên kia vừa nói xong thì cúp máy điện thoại giang thần nhíu mày anh mới vừa xuống máy bay thì có điện thoại gọi tới. Chẳng lẽ hành tung của anh đều bị kẻ thù nắm trong lòng bàn tay hay sao? Rốt cuộc thì là ai đang nhầm vào anh? Nơi đây là trụ sở chính của quân khu Nam Hoang. Giang Thần vừa mới xuống máy bay thì có một đám người vào tới. Dẫn đầu chính là một người mặc quân phục, đứng ở trước mặt Giang Thần, đứng thẳng tắp, giơ tay phải lên, đặt ngón tay lên giữa lông mày. "Chủ soái, cuối cùng anh cũng quay lại." Người chiến sĩ với một ngôi sao trên vai đi tới, trên mặt mang đầy phấn khích. Anh ta là một thủ lĩnh dưới trướng của Giang Thần, tên là Quỷ Lịch. Quỷ Lịch năm nay 40 tuổi, mặt chữ điền, trên mặt có một vết sẹo, nhìn sơ có phần dữ tợn. Giang Thần khẽ gật đầu, "Ừ, bảo các anh em giải tán đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe Việt Dã, bơm thêm cho đầy xăng, rồi chuẩn bị thêm hai thùng xăng đặt ở trong hộp dự phòng, tôi muốn qua biên giới." Quỷ Lịch nhướng mày, chủ soái qua biên giới, làm gì vậy? Giang thần không hề nhiều lời. Hành tung của anh cũng đã bị kẻ thù nắm trong lòng bàn tay, anh không thể nào dẫn theo cả đội theo. Một khi dẫn đội đi theo, vậy thì tính mạng của tiểu hắc sẽ đáng lo ngại. Anh biết rõ rằng đến ngoại ô thiên sơn rất nguy hiểm, hiện tại ngoại ô thiên sơn chính là đầm rồng hang hổ, anh đi thì chắc chắn cũng có khả năng không thể sống sót trở về. Nhưng, cho dù đầm rồng hang hổ, anh cũng muốn xông vào một lần quỷ lịch có thuộc hạ chuẩn bị áo chống đạn được quỷ lịch rất nhanh đã chuẩn bị xong rất nhanh đã chuẩn bị tốt giang thần mặc áo chống đạn vào đổ đầy xăng thùng xăng dự phòng cho xe việt giã cũng đã chuẩn bị xong xuôi quỷ lịch mở miệng nói chủ soái anh đi ngoài ô thiên sơn làm gì vậy thuộc hạ đi cùng với anh với lại mang thêm mấy vạn quân lính đi theo cùng anh giang thần khẽ dừng tay nói không cần tôi đi một mình Sáng sớm ngày mai tôi không quay về thì dẫn quân đến ngoại ô Thiên Sơn, san bằng ngoại ô Thiên Sơn. Nói xong, anh lên xe, khởi động xe, lái xe rời khỏi quân khu. Ngoại ô Thiên Sơn là biên giới Nam Hoang. Chính xác mà nói, nơi này đã không còn thuộc về phạm vi của Trung Quốc nữa, đây là một nơi mà không có ai quản lý, bất kỳ nước nào cũng đều không thể quản lý chuyện ở nơi này. Nơi này cũng chưa rất nhiều biên giới của các nước nhỏ. Ngoại ô Thiên Sơn, đỉnh Thiên Sơn. Nơi đây có một căn nhà bằng gỗ. Trong phòng có một người đàn ông bị trói, anh ta là Tiểu Hắc, cũng là phó thống soái của hàng trăm vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang, ở Nam Hoang dưới một người, trên vạn người. Cả người Tiểu Hắc toàn là máu, nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ, không biết còn sống hay đã chết. Bên ngoài phòng đều là lính đánh thuê mặc bộ đồ dần di, những người lính đánh thuê này đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Ở cách đó không xa, thậm chí còn có máy bay chiến đấu, còn có xe tăng, đại bác, vũ khí loại có lực sát thương vô cùng kinh khủng. Báo, một người chiến sĩ mặc đồ màu dần di, trên mặt đầy vết lốm đốm vào tới, quỳ một gối, nói, Hắc Long đã đến Nam Hoang, đã đi tới trước Thiên Sơn. Một người đàn ông đi ra khỏi căn nhà gỗ. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ, nhìn không rõ tướng mạo, không biết là nam hay là nữ. Ít hầu anh ta khẽ chuyển động, truyền đến âm thanh khàn khàn, là một mình anh ta tới sao? Đúng, chỉ có một mình Hắc Long. Được rồi, giọng nói khàn khàn truyền đến. Ngay sau đó, trên đỉnh núi, truyền đến một chàng cười lớn. Hắc Long, ngoại ô Thiên Sơn chính là nơi chôn cất mày, lần này 28 cao thủ của các nước tề tụ ở ngoại ô Thiên Sơn, cho dù mày có ba đầu sáu tay, cũng chẳng thể thoát khỏi. Giang thần không biết Giang ở ngoại ô Thiên Sơn, có các cao thủ đến từ 28 nước hội tụ hắc long quá mạnh không thể thủ tiêu anh các nước muốn tồn tại cũng khó khăn cùng lúc đó giang thần lái xe đi về phía ngoại ô thiên sơn rất nhanh đã tới vùng biên giới rồi đứng lại phía sau truyền đến tiếng còi một chiếc xe quân sự chạy đến toàn bộ quân lính vũ trang bước xuống xe họng súng tối đen nhắm vào chiếc xe việt giã của giang thần giang thần phanh lại két lốp xe và mặt đất ma sát với nhau bụi bặm nổi lên cuồn cuộn khắp trời mở cửa xuống xe chuyện đề cử chờ ngày gió đông ấm áp cúi chào toàn bộ quân lính vũ trang ngay lập tức đứng thẳng nâng tay khom mình chủ soái âm thanh đồng đều vang dội các đồng chí vất vả rồi giang thần khẽ phất tay đi tới lấy thuốc lá ra đưa cho mấy người sĩ quan đứng đầu vỗ bả vai bọn họ nói quanh năm canh giữ biên giới vất vả rồi chủ soái rốt cuộc anh cũng trở lại, ở bên ngoài đều đồn là anh tạm thời rời khỏi cương bị công tác, nhưng, ở trong lòng của quân Hắc Long chúng tôi, anh vĩnh viễn là chủ soái, vĩnh viễn là Hắc Long. Một người sĩ quan đứng đầu trên mặt mang đầy kích động. Giang thần cười cười. Chủ soái, anh đi đâu vậy? Giang thần nhìn về phía xa xăm, ý cười trên mặt dần dần ngưng trọng, thay vào đó chính là vẻ mặt âm u, nói tôi muốn qua biên giới, tôi muốn đến ngoại ô thiên sơn. Chủ soái, sau khi quân hắc Long rút quân khỏi ngoại ô Thiên Sơn, ở khu vực đó rất hỗn loạn, thuộc hạ phái người đi theo hộ tống ngài. Giang thần khẽ phất tay, nói, không cần, tôi tự mình đi được. Nói xong, anh xoay người, lên xe. Chiếc xe Việt giã khởi động, lốp xe và mặt đất ma sát, bụi bặm cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Một đám quân lính nhìn anh rời đi. Một người quân lính hỏi, đội trưởng, chủ soái qua biên giới, đến ngoài ô Thiên Sơn để làm gì nhỉ? tôi cũng nghe nói, gần đây ngoại ô Thiên Sơn cũng không được ổn định lắm. Đội trưởng khẽ lắc đầu, nói, không biết, sức mạnh của chủ soái có một không hai, núi đao biển lửa đều đã đi qua, chỉ là một cái ngoại ô Thiên Sơn thì là cái gì, quên đi, tiếp tục gác. Được, tiểu đội canh gác nhanh chóng rời đi. Giang thần lái xe, nhanh chóng qua biên giới. Sau khi qua biên giới, anh đi một đường về phía trước, rất nhanh đã tới ngoại ô Thiên Sơn gần với biên giới Nam Hoang. Phía trước là một vùng núi non nhấp nhô không ngừng. Giữa những dãy núi truyền đến không ít tiếng gầm gừ của những loài dã thú không biết tên. Giang Thần chạy xe đến lùm cỏ ven đường, ngắt một vài nhánh cây che phủ cho chiếc xe, sau đó đường đường chính chính đi ra, lấy điện thoại di động ra, gọi cho dãy số 8 con số ban đầu đã gọi cho anh. Rất nhanh điện thoại đã nối được. Tôi đã đến ngoại ô Thiên Sơn rồi, anh đang ở đâu? Hắc Long, muốn cứu Tiểu Hắc, mời lên núi. Tiểu Hắc ở trên đỉnh núi Thiên Sơn. Đầu dây bên kia nói xong, thì treo điện thoại. Giang Thần liếc mắt nhìn dạng núi phía trước một cái, lấy một điếu thuốc lá ra hút, hít sâu một ngụm, khói tràn ra từ trong mũi. Bước đi, đế dày ra và mặt đất ma sát với nhau, truyền đất âm thanh lộc cộc lộc cộc. Đỉnh núi Thiên Sơn, nơi đây hội tụ không ít lính đánh thuê. Người cầm đầu chính là người đàn ông mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ. Anh ta ngồi ở trước căn nhà gỗ trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Trinh sát dọc đường báo lại, Hắc Long đã xuất hiện ở ngoài ô Thiên Sơn rồi, hiện tại đã đi vào khu vực Thiên Sơn, nội trong 3 giờ nữa là có thể đến được đây. Giết chết bất luận tội. Ít hầu của người đàn ông đeo mặt nả khẽ nhúc nhích, âm thanh khàn khàn truyền đến. Phân phó xuống dưới, một khi Hắc Long vừa tiến vào phạm vi bắn, giết chết mà không cần phải nói gì cả, nhưng bảo anh em bên dưới cẩn thận một chút, đừng để bại lộ, Hắc Long cũng không phải là ngừa bình thường, thủ đoạn của anh ta, các người khó có thể tưởng tượng nổi. Được, chương 195, Thiên La Địa Võng. Giang thần cất xe thật kỹ, sau đó men theo đại lộ mà đi, đã nhanh chóng đi tới đường lên núi. Anh ngó nhìn phía trước, rồi lại lấy điện thoại di động ra. Anh nhìn màn hình di động, bỗng trầm tư một lúc. Hình như hành động của anh vẫn luôn bị kẻ địch nắm giữ, mà trên người anh không có thiết bị theo dõi nào, vậy có thể khẳng định là điện thoại của anh đã bị theo dõi. Anh Tháo chạy vào con đường nhỏ bên trong khu rừng. Chui vào trong rừng núi sâu thẳm, Giang Thần tìm được một con thỏ rừng, sau đó cột điện thoại vào người của con thỏ rồi vỗ cho nó chạy đi. Thỏ rừng thoát cái đã chui tít vào trong rừng, biến mất không còn chút tâm hơi. Mà Giang Thần lại tạt vào bên trong cánh rừng rậm rạp, nhanh chóng chạy hướng lên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn, Hắc Long tới đâu rồi? Báo cáo, điện thoại di động của Hắc Long đang quanh quẩn trong núi, hình như càng lúc càng cách xa Thiên Sơn. Không hổ là Hắc Long, vẫn thật rất cẩn thận. Bây giờ nhất định Hắc Long đang tới gần nơi này rồi, dặn dò đề phòng nghiêm ngặt, bắt đầu dùng máy bay không người lái quan sát xít sao Thiên Sơn, cần phải tìm cho ra Hắc Long. Vâng, đúng lúc này, ở bên trong phòng xuất hiện một người đàn ông da đen. Người đàn ông da đen đó cao 2 mét, dáng dấp thô to, cánh tay còn sắp to hơn cả vòng eo của một người trưởng thành. Anh ta bắn tiếng chung như gió, nói. Anh cũng cẩn thận quá rồi đó, nơi đây hội tụ 28 kẻ mạnh của các nước, họ ở quốc gia của mình đều vô cùng có tiếng tăm, chỉ sợ là hắc Long không dám tới thôi. Nếu như anh ta dám xuất hiện ở đây, vậy đây chính là mồ chôn thây của anh ta, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát chết được. Một người đàn ông đeo mặt nạ nhìn người đàn ông da đen kia, nói là anh không biết hắc long khủng bố như nào thôi, anh có biết anh tao anh tạc trong trận chiến đó đã hạ gục bao nhiêu người không? Ở ngay ngoài ô thiên sơn, một mình anh ta vọt vào trong quân doanh của quân địch giết thây chất đầy đồng, còn quẳng lại thủ cấp của chủ soái phía quân địch nữa. Ha ha! Một tiếng cười khanh khách vang vọng. Ở phía một gốc cây cách đó không xa xuất hiện một cô gái có mái tóc dài đen mặc bộ giáp đen. Cô ta nhảy người lên một cái, từ trên độ cao 7, 8 mét của thân cây mà chuyển sắc tiếp đất, mỉm cười duyên dáng nói: "Đã nghe qua danh tiếng lấy lừng của Hắc Long là anh ta rồi, hôm nay có thể giao đấu với anh ta thực sự là vinh hạnh. Quỷ Vương, anh có thể bảo với người bên ngoài cẩn thận một chút, đừng bất cần giết chết anh ta được không? Như vậy thì nhàm chán lắm." Người đàn ông mặc áo đen đeo mặt tên gọi là Quỷ Vương, cũng là người đề xuất triệu tập 28 cao thủ người nước ngoài này. Anh ta nhìn cô gái mặc giáp đen nhắc nhở, hoa anh đào, đừng có khinh thường, thực lực của hắc Long hơn hẳn sức tưởng tượng của cô. Quỳnh, Quỳnh, phía trước truyền tới một tiếng nổ vang rền. Mọi người nghe tiếng đều nhìn lại. Một người đàn ông cao chừng 1m5 sải bước tiến tới. Mặc dù chiều cao của anh ta khá khiêm tốn, nhưng mà bước chân lại rất mạnh mẽ, mỗi một bước chân đều truyền tới âm vang ầm ầm, giống như là một vật nặng ngàn cân đang nghiền ép trên mặt đất. Hắc Long dám xuất hiện, khổ hành tôn tôi đây chắc chắn sẽ khiến anh ta mất mạng ở chỗ này. Đúng, cùng lúc đó, từ một hướng khác cũng truyền tới một âm thanh như chặt đinh chém sắt. Quỷ vương nhìn thấy mấy kẻ mạnh ngông cuồng tự đại này, vẻ mặt giấu bên dưới lớp mặt nạ lại càng thêm nghiêm túc. Những người này đều là kẻ mạnh tới từ nước ngoài, thực lực quả là không thôi chê được. Chỉ là bọn họ vốn dĩ không biết Hắc Long mạnh mẽ như nào, chưa từng nhìn thấy được bản lĩnh của Hắc Long. Hy vọng đừng lật thuyền trong mương trong lòng anh ta thầm thở dài. Cùng lúc đó, Giang Thần đã tiến sâu vào trong núi, anh giống hệt một con khỉ vô cùng linh hoạt, không ngừng xuyên qua từng nhánh rừng rậm, những cây cổ thụ cao mấy mét mà anh lại di chuyển nhanh đến độ tưởng chừng có thể bay qua vậy. Vách đá treo leo với anh mà nói lại giống như một mặt phẳng. Giờ phút này, anh thấy được trên bầu trời là máy bay không người lái. Giang Thần nhanh chóng dựa sát vào vách núi, cũng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi máy bay không ngừng lái bay qua một đoạn khá xa, anh mới bắt đầu hành động. Ở phía đối diện núi Thiên Sơn là một ngọn núi vách đá treo leo. Giang thần xuyên qua núi rồi dừng, đi tới đỉnh núi của ngọn núi đối diện Thiên Sơn. Anh ở Nam Hoang 10 năm, vốn dĩ hiểu rất rõ địa hình của vùng ngoại ô Thiên Sơn. Anh biết muốn cứu tiểu Hắc ra thì không thể hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ trước sau. Anh biết giờ phút này, trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn là hang hùm miệng cọp, anh nấp ở dưới một gốc cây trên vách núi lấy ống nhòm ra quan sát thật kỹ tình hình trên đỉnh thiên sơn nhìn thấy có rất nhiều lính đánh thuê ăn mặc vũ trang cả máy bay chiến đấu và xe tăng còn có pháo hạng nặng đều là những vũ khí có lực sát thương cực lớn nhìn thấy tình hình trước mắt anh khẽ nhíu mày tình hình phòng vệ trên đỉnh thiên sơn nghiêm ngặt như thế muốn cứu tiểu hắc ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay thì e là khó như lên trời rồi mà một khi anh xuất hiện nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến. Anh không sợ chiến đấu. Anh chỉ sợ là trong lúc chiến đấu, kẻ địch lại dùng tiểu hắc mà uy hiếp anh. Sau khi quan sát tình hình phía đối diện, Giang thần lặng lẽ rời khỏi vách núi, chậm rãi tới gần đỉnh Thiên Sơn. Không lâu sau đó, anh đã nhìn thấy trước mặt có một đam lính đánh thuê ăn mặc vũ trang. Anh quan sát kỹ bốn phía, nhận ra chỗ này có vài điểm mập mờ, còn tiềm tàng rất nhiều tay đánh lén đường đi lên núi có không ít người đang ẩn nấp chỗ này đã bày sẵn thiên la địa võng một khi tới thì chỉ có con đường chết không đi thì tiểu hắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng tiểu hắc đã theo anh nhiều năm anh làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu hắc chết ở thiên sơn được sau khi quan sát địa hình xong xuôi giang thần yên lặng không một tiếng động mà rời đi không lâu sau đó anh lại xuất hiện ở trước một cây cổ thụ to mà trong bụi cỏ ở dưới gốc cây lại có một tay đánh lén đang nấp giang thần duỗi tay ra sau lưng lấy ra hai cái ngân châm anh giơ tay vung lên vút hai cái kim châm lao vút ra tên đánh lén ở trong bụi cỏ dưới tàng cây cũng đã mất đi chi giác đến cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng sau khi giải quyết xong một trạm gác giang thần lặng lẽ rời đi anh không dám vì tiện đi tới mà là đi vài bước thì lại quan sát vài bước lợi dụng địa hình trong rừng núi mà không ngừng ẩn nấp tìm những tay đánh lén đang nấp sau đó lại giết mà không có lấy một tiếng động. Cứ thế diễn ra, số lượng kẻ đánh lén đã chết trong tay anh đã vượt qua 50 người. Giờ phút này, vị trí của anh cách đỉnh Thiên Sơn còn chưa tới 1.000 mét. Phía trước đã không còn rừng cây nữa, mà ở trên đỉnh ngọn núi anh cũng không còn cách nào tiếp tục ẩn nấp nữa. Một khi xuất hiện sẽ lập tức bị phơi bày, mà lính đánh thuê ở đây sẽ ngay lập tức bắn anh nát thành tổ ong vỏ vẽ. Giang thần không dễ dàng tới gần được vẫn luôn chờ cơ hội thời gian trôi qua từng giây từng phút chờ đến dòng giã ba tiếng đồng hồ anh cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội anh nhìn thấy một tên lính đánh thuê lạc đội giang thần từ trên cao hạ người xuống hai chân quắp lấy đầu người kia thoáng dùng sức trong chớp mắt đầu của tên lính đánh thuê này bị vặn gãy còn không kịp kêu thành tiếng đã ngã xuống trên mặt đất giang thần nhanh chóng đỡ lấy tên lính đánh thuê đó không cho người kia có cơ hội phát ra bất kỳ âm thanh nào anh nhanh chóng cởi quần áo của tên lính đánh thuê đó cầm lấy vũ khí của người kia cũng tiện thể lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước mà bôi lên trên mặt của mình sau khi hoàn thành xong hết những chuyện này anh quang minh chính đại mà đi ra ngoài trở lại tập hợp cùng với đội lính đánh thuê đi theo phía sau hàng ngũ trên đỉnh ngọn núi ở đây có rất nhiều kẻ mạnh đang hội tụ quỷ vương nhìn mặt trời đang lùi dần về phía tây chẳng mấy chốc nữa sẽ sập tối anh ta biết rõ thực lực của hắc long rất mức khủng bố một khi trời tối muốn tìm ra hắc long sẽ rất khó anh ta biết hiện tại giang thần nhất định đã ở gần đây rồi mang người ra đây anh ta ra lệnh rất nhanh sau đó mấy người lính đánh thuê đi vào trong nhà gỗ dắt tiểu hắc trên người chẳng chịt vết thương chỉ còn hơi thở thoi thóp ra ngoài quỷ vương đứng lên đạp từng cái lên người tiểu hắc tiếp theo lấy loa ra lớn tiếng quát hắc long tao biết mày đã xuất hiện rồi lập tức ra đây đi, nếu không Hắc Phong sẽ bỏ mạng vì mày. Giữa núi rừng là tiếng loa vang vọng, qua thật lâu vẫn còn nghe vang. Nói xong, quỷ vương lại dặn dò, dặn với tất cả mọi người, toàn bộ áp sát về phía thiên sơn. Quỷ vương, chạm gác ngầm số 1 không có phản hồi lại. Chạm gác ngầm số 2 cũng không có tin tức. Từng đợt âm thanh truyền vào bên tai của người đàn ông. Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của anh ta biến hóa khôn lường. Anh ta biết, những trạm gác ngầm này đã bị Hắc Long lặng lẽ giải quyết hết cả rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 196, cao thủ của 28 nước. Giang thần đã sớm trà trộn bên trong đám lính đánh thuê. Trong lúc này, anh không có hành động lỗ mãng mà thiếu suy nghĩ trước sau, chỉ là đang âm thầm quan sát. Hiện tại, Quỷ Vương đã hạ lệnh cho tất cả mọi người đều rút lên núi. Giang thần cũng đi theo vài tên lính đánh thuê, xuất hiện ở trên núi. Sau khi tất cả mọi người đều tập hợp lại, Giang thần thoáng nhìn qua một lượt đã đoán được rốt cuộc có bao nhiêu người xuất hiện ở đỉnh núi. Lính đánh thuê có hơn 500 người. Hơn 500 người này đều là mặc đồ vũ trang. Ngoài ra còn có chừng 50 người da đen và người da trắng cùng gộp lại. Anh nhìn thấy tiểu hắc bị dẫm đạp trên đất, xung quanh bốn phía đều có 7, 8 người đều đang chĩa súng vào đầu của tiểu hắc một khi anh ra tay ngay lúc này, đầu của tiểu hắc sẽ bị bắn thành ong vỏ vẽ. Cho dù anh có lòng tin rằng mình có thể đánh gục được tất cả người ở đây, cũng không thể hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ. Bởi vì mục đích anh tới đây không phải để giết người, mà là cứu người. Quỷ vương nhìn mọi người tập trung. Bỗng, an ta nghĩ tới chuyện gì đó bèn hét lên, tất cả mọi người, lập tức lùi về sau. Nói xong, anh ta kéo tiểu hắc đang nằm thoi thóp trên đất lên, chĩa súng vào đầu người kia, sau đó nhìn đám lính đánh thuê vừa lùi xuống phía xa. "Hắc Long, tao biết mày đã trà trộn vào đó rồi, nếu không muốn nó chết thì lập tức xuất hiện cho tao. Nếu không, tao lập tức bắn chết nó." Nghe thế, 28 cao thủ các nước đều đồng loạt đề phòng, nhìn chằm chằm vào đám lính đánh thuê. Giang Thần nấp trong đám lính đánh thuê, cũng vô cùng nghiêm nghị. "Người đeo mặt nạ đó rốt cuộc là ai, dường như rất hiểu anh." Hắc Long nếu đã tới rồi vậy thì xuất hiện đi. Tôi muốn xem thử, anh có lợi hại như trong lời đồn đãi hay không. Hôm nay, tôi muốn chứng minh năng lực giết rồng. Cao thủ của 28 nước xôn xao mở miệng nói. Quỷ vương siết chặt tiểu hắc đang thoi thóp, dùng súng đẩy chán của người kia, quát lên, tao đếm tới ba, không xuất hiện thì tao sẽ lập tức giết nó. Một, tiếng, một, hô lên, anh ta nhìn chằm chằm vào mấy trăm người trước mặt hai, hai mắt lại không ngừng giáo giác tìm kiếm. Nhưng mà đám lính đánh thuê này đều không có lộn xộn. Giang thần nấp trong bóng tối, trong tay xuất hiện một cái ngân châm. Nhẹ nhàng ra tay, một tên lính đánh thuê đứng phía trước cảm nhận được cơn đau nhức từ sau lưng truyền tới, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiếng kêu truyền tới đều khiến tất cả mọi người giặt ra. Rất nhiều người ở phía trước đã trực tiếp nổ súng. Người phát ra tiếng kêu khi nãy lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cơ thể ngã khuỵu xuống đất trong một vũng máu. Tất cả mọi người đều dương súng chĩa vào tên lính đánh thuê đã ngã trên đất. Quỷ vương thấy cảnh tượng này bèn dặn dò, đi, qua đó thăm dò thử một chút. Vâng, đám thủ vệ cẩn thận nhích từng chút một tới gần. Mà giang thần nấp trong đám người cũng chăm chú nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương rất nhanh nhạy, đứng ở phía sau tiểu hắc, mà xung quanh anh ta còn có 28 cao thủ nước ngoài, mặc dù Giang thần chưa từng nhìn thấy đám người này nhưng trên người bọn họ đều tỏa ra một hơi thở rất đáng sợ. Cho nên có thể nhận định được, những người này đều là cao thủ, cao thủ chân chính. Giang thần duỗi tay vào bên hông, lần nữa rút ra mấy cây ngân châm. Tay chuyển động một phát, mấy cây ngân châm bay ra ngoài. Mấy tên lính đánh thuê lại lần nữa bị chúng ngân châm, gào to lên một tiếng. Á! À, Á! À men theo tiếng kêu truyền tới, giang thần nhanh chóng ra tay. Phàm là những kẻ đã trúng ngân châm thì đều kêu lên. Từng tiếng kêu thất thanh lại truyền tới từ những chỗ khác nhau. Dưới lớp mặt nạ, quỷ vương đã đổ mồ hôi đầm đìa. Anh ta biết hắc long ẩn nấp ở trong mấy trăm người này, lập tức ra lệnh, giết cho tao, giết toàn bộ, không cần luận tội. Từ phía xa có tiếng xe bọc thép. Trên xe bọc thép có súng máy. Tuân theo lệnh của quỷ vương, súng máy lập tức quét về phía này. Bùm bùm, trong chớp mắt cũng có rất nhiều lính đánh thuê trúng đạn, ngã xuống vũng máu. Trong khoảnh khắc quỷ vương hạ lệnh, giang thần cũng đã di chuyển rồi. Anh thoát một cái đã lao vút về phía của quỷ vương. Nhanh, nhanh ngăn lại cho tao. Nhìn thấy một bóng người vọt về phía mình, quỷ vương lập tức la lê. Hắc Long đứng lại. Quỷ vương dùng súng chĩa vào tiểu hắc, bóng chĩa mũi súng lên trên người tiểu hắc mà nổ một phát, Quát đứng lại, nếu không tao bắn chết nó. Khoảng cách giữa Giang Thần và Quỷ Vương lúc này là chừng 10 bước. Giờ phút này, anh dừng lại. Khoảnh khắc anh vừa ngừng lại, đã có hơn trăm mũi súng chĩa về phía anh. Ha ha, Quỷ Vương bật cười lớn. Hắc Long thì sao chứ, vẫn không phải là nằm trong tay tao sao? Giang Thần nhìn Quỷ Vương đeo mặt nạ, vẻ mặt mang theo một tia u ám, nói, "Được rồi, tao đã xuất hiện, thả cậu ta ra." Hắc Long, mày cho rằng có thể sao? Hôm nay nơi này chính là mồ chôn thây của mày. Giang Thần bày vẻ mặt hờ hững, nói tao từ trước rồi, cậu ta vẫn còn chưa đâu, bây giờ vẫn là tướng quân Nam Hoang, nếu giết cậu ấy thì đồng nghĩa với việc khiêu chiến với Trung Quốc. Mày có thể chịu đựng được sự trả thù của Trung Quốc, có thể chịu đựng được sự căm phẫn của trăm ngàn quân đoàn Hắc Long không? Tao dám khẳng định với mày, cậu ta chết thì trăm ngàn quân đoàn Hắc Long sẽ phá ngoại ô mà xông ra. Rất nhiều các quốc gia nhỏ ở biên giới sẽ máu chảy thành sông. Mày chịu đựng được sự trả thù này thì kẻ sau lưng mày cũng không chịu được. Người tuổi bây muốn giết là tao, thả cậu ta ra. Giang Thần gần rõ từng chữ một. Nghe thế, vẻ mặt bên dưới lớp mặt nạ của Quỷ Vương cũng thoáng trở nên lo ngại. Giang Thần nói có lý. Anh ta không dám tự mình chủ trương. Anh ta một tay cầm súng chĩa vào đầu của Tiểu Hắc, một tay kia lấy điện thoại di động ra ấn nút gọi một dãy số vẫn là muốn hỏi ý của kẻ đứng phía sau kia một chút. Giang thần gắt gao quan sát. Tiểu hắc thoi thóp, mặt biến thành một màu xám như cho. Với tư cách một bác sĩ tuyệt đỉnh, Giang thần chỉ cần liếc nhìn đã nắm được tình trạng của tiểu hắc. Cậu ta bị thương rất nặng, còn không chữa trị thì khó mà giữ được mạng. Ông chủ, hắc long đã xuất hiện rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì nó sẽ lập tức biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà còn hắc phong, giết hay là giữ giang thần nhìn chăm chú tên đeo mặt nạ vào ngay lúc này anh hành động tiện tay vung lên một cái từng cây ngân châm bay vút ra như những tia lết hơn trăm người ở xung quanh thoáng chốc đều bị ngân châm đâm chúng lập tức đổ dạp xuống đất quỷ vương vẫn còn đang nghe điện thoại ngay lập tức đã thấy một ngân châm bắn mạnh tới đâm chúng vào cổ tay của anh ta á à, súng trong tay rơi xuống giang thần nhanh chóng xông ra bên ngoài kéo tiểu hắc lên sau đó tung một cước đạp về phía Quỷ Vương. Cơ thể Quỷ Vương giống như một cái đệm cao su, lập tức bị đạp bay xa mấy mét. Giang Thần kéo Tiểu Hắc lên. Nhưng mà, xung quanh xuất hiện 28 người. 28 người này vây lại, phá hỏng đường đi của anh. Tiểu Hắc, Giang Thần ngó lơ bọn họ, đặt Tiểu Hắc nằm thẳng dưới đất, khẽ vỗ vỗ mặt của người kia. Nhưng mà Tiểu Hắc vốn dĩ không có tỉnh dậy. Cho dù còn lại một hơi thở, nhưng mà đã ngất đi rồi. Giết nó cho tôi. Từ phía xa truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Quỷ vương lồng cồm bò dậy trên đất. Anh ta đi tới chỗ giang thần bị vây kín, bật cười lớn, hắc long, mày tưởng mày có thể an toàn mà rời khỏi thiên sơn sao? Ở thiên sơn này hội tụ cao thủ của 28 nước, mỗi một người đều là kẻ mạnh có tiếng tăm lừng lẫy. hôm nay chỗ này chính là mồ chôn của mày. Giang thần không chút biến sắc đứng lên, nhìn 28 người xung quanh. Quỷ vương, anh lùi sang một bên, hắc long cứ giao cho tôi, tôi muốn chứng minh tài giết, rồng. Quỷ vương, anh lui ra. Chỗ này không có chuyện của anh. Kẻ mạnh tới từ 28 nước xôn xao mở miệng nói. Bọn họ đều là cao thủ chân chính đến từ các nước, từ lúc xuất đạo tới này chưa từng bại trận. Bọn họ có kiêu ngạo, có tự phụ. Hắc Long rất có tiếng tăm trên thế giới, nếu như có thể giết được anh thì sẽ vang danh lẫy lừng khắp trốn đã sớm nghe được hắc long lợi hại rồi, nhưng vẫn không có cơ hội giao đấu, hôm nay cuối cùng cũng có rồi. Làm gì thế, chỗ này tôi làm chủ, giết nó cho tôi. Quỷ vương giết gào, thoáng cầm súng. Bằng, giang thần trúng đạn. Nhưng mà, đường đạn không bắn vào ngay chỗ hiểm. Cho dù là thế nhưng ngực anh cũng thoáng đã chảy máu rồi. Anh đứng một bên, giống hệt nhánh cây dương liễu, hiên ngang thẳng đứng cho dù bị trúng một phát đạn cũng không có ngã khuỵu. Quỷ vương, anh muốn chết à? Một người da đen đứng lên vung tay tát quỷ vương. Sức lực khá lớn, khuôn mặt của quỷ vương lập tức sưng vù, có thể loạn choạng, ngay sau đó mới ngã xuống đất. Giết hết những người khác cho tôi, sau đó chúng ta có thể an tâm mà đấu một trận với Hắc Long. Hắc Long, đừng nói là không cho anh cơ hội. Anh là bác sĩ nổi danh, cho anh nửa tiếng để chữa trị vết thương, nửa tiếng sau sẽ đấu một trận nếu như anh có thể đánh thắng cao thủ 28 nước này là chúng tôi, vậy sẽ cho anh một con đường sống mà rời khỏi thiên sơn. Nếu như anh thua, vậy nơi đây chính là mồ chôn của anh. chương 197, đánh chết cao thủ 28 nước. Toàn bộ cao thủ tới từ 28 nước, hiện giờ đều không muốn Giang Thần bị nổ súng bắn chết. Bọn họ đều muốn đánh chết Giang Thần, để trở thành kẻ mạnh đứng số một thế giới. Quỷ vương bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, anh ta bò dậy khỏi mặt đất, gầm lên, bọn mày có biết mình đang làm cái gì không, chỉ dựa vào vài chiêu võ vần mèo của chúng mày mà dám nghĩ sẽ giết được Hắc Long sao? Rõ thật là vớ vẩn, giờ thì lập tức giết nó cho tao. Giang thần ngồi xổm xuống, nhìn tiểu Hắc đang nằm trên đất, anh dùng tay bắt mạch cho anh ta. Sắc mặt tiểu Hắc ngày càng xấu đi. Nhanh chóng điểm huyệt một vài chỗ trên người tiểu Hắc, sau đó lấy ra kim châm. Tay cầm năm chiếc kim châm, anh khua tay một cái, năm chiếc kim châm lập tức cắm xuống năm huyệt quan trọng nhất trên người tiểu hắc. Tình trạng tiểu hắc vô cùng nguy cấp. Phải nhanh chóng giải quyết xong ẩu đả rồi đưa tiểu hắc rời khỏi đây, tìm chỗ nào đó trị thương. Bằng không thì e là tiểu hắc sẽ không qua khỏi. Lúc này, quỷ vương lại móc súng ra. Mày thử động đậy xem. Cao thủ 28 nước đều đồng loạt lôi súng ra hướng về phía quỷ vương. Mà giang thần bấy giờ cũng đã đứng dậy. Ngay lập tức, quanh cánh tay anh xuất hiện 31 cây kim nghịch thiên. Hình thành nên một sợi dây thép lao về phía ngực đối phương, kim châm không trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể mà nó kéo đầu đạn ra ngoài. Anh nhìn mọi người ở đây, ánh mắt hiện lên sát ý ảm đạm. Mọi người có mặt lúc bấy giờ đều cảm nhận được sát ý ngập tràn. Quỷ vương sợ rồi, thật sự sợ rồi. Anh ta gầm lên, nhanh, nhanh giết nó đi. Cao thủ 28 nước nhìn vẻ mặt thâm trầm của Giang Thần, không những không sợ hãi mà còn vô cùng hứng thú. Giang thần cầm một sợi dây thép trong tay, sau đó trực tiếp nhấn sợi dây thép xuống, trong nháy mắt nó đã tan ra ra, biến thành từng chiếc kim châm rơi xuống lòng bàn tay anh. Tiện tay vung lên, kim châm cứ thế bay ra. Á, á, á. Bốn phía đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có không ít lính đánh thuê thi nhau ngã xuống đất. Sau khi kim châm bay ra, nó lại một lần nữa quay vòng lại hội tụ trong lòng bàn tay Giang Thần, biến thành một sợi dây thép. Lúc này, trên đỉnh núi Thiên Sơn chỉ còn lại cao thủ của 28 nước và Quỷ Vương. Quỷ Vương run rẩy, cuối cùng cao thủ 28 nước cũng lộ ra vẻ sợ hãi. "Đây, đây là thủ đoạn gì vậy?" Bốn phía vẫn còn mấy trăm tên lính đánh thuê, vậy mà nháy mắt đều đã ngã xuống mặt đất cả rồi. Bọn họ không hiểu rốt cuộc Giang Thần giết người bằng cách nào sắc mặt giang thần âm u, anh nhìn cao thủ 28 nước, đừng nói tôi không cho các người cơ hội, cùng sông lên đi, bằng không thì ngay cả một chút cơ may cũng không có đâu. Cao thủ 28 nước lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Đều nhất trí đồng ý. Lúc này, một tên da đen cao to dẫn đầu ra tay trước. Anh ta siết chặt nắm tay, xài bước thật rộng rồi bay về phía giang thần. Lấy đà rồi bay lên giữa không trung, bay tới độ cao 3 mét thì rơi xuống đất. rầm. Mặt đất như rung chuyển, lại bước rộng ra một lần nữa, sau đó bay lên trên không. Vài giây sau, anh ta đã xuất hiện trước mặt Giang Thần. Một cú đấm hung hăng hướng thẳng tới đầu của Giang Thần. Lực đánh vô cùng đáng sợ, khí thế bức người. Cú đánh này ít nhất cũng phải nặng tới cả ngàn cân. Cho dù là vách tường kiên cố cũng sẽ lập tức bị đánh cho đổ sụp. Nó mạnh đến nỗi tưởng chừng như một con voi cũng có thể chết ngay lập tức khi hứng chịu cú đánh này. Giang Thần đứng nguyên tại chỗ, ngay khi cú đấm kia vụt tới, anh nắm chặt bàn tay rồi vung lên đón lấy. Hai cú đấm đều đâm sầm vào nhau. Tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. A! À, người da đen kêu thảm một tiếng, cả người bắn ra ngoài. Giang Thần thừa thắng đuổi theo, anh đạp chân xuống đất rồi bay thẳng lên giữa không trung, lúc cách mặt đất khoảng mấy mét bèn trực tiếp đạp vào người da đen kia. Người da đen đang từ trên không lập tức rơi xuống, ngã cái hoạch lên mặt đất. Ngực anh ta đã bị lõm xuống. Bàn tay còn như chảy máu. Anh ta trợn mắt lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mạnh, mạnh quá. Còn chưa nói xong thì đã tắt thở. Giang Thần không nhìn người da đen đã chết kia mà lúc này sự chú ý của anh chuyển sang 27 cao thủ còn lại. Sắc mặt những người này đều sợ hãi kinh hoàng. Sớm đã nghe nói Hắc Long rất mạnh, nhưng lại không ngờ lại lợi hại tới mức đáng sợ thế này. Người da đen kia tên Titan anh ta chính là cao thủ đứng thứ nhất mông cổ mông cổ được mệnh danh là dân tộc chiến đấu cho nên cao thủ ở đây tuyệt đối cũng không phải vô danh tiểu tốt quỷ vương nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc cả người anh ta nhặt một khẩu súng liên thanh rơi trên mặt đất lên sau đó lập tức bắn loạn xả về phía giang thần hắc long đi chết đi đi chết đi tốc độ của giang thần rất nhanh anh lăn một vòng trên mặt đất tiện thể túm lấy xác của titan làm bia đỡ đạn tay anh dung lên một cái một cây kim châm bay ra, cắm chuẩn xác vào người Quỷ Vương. Ngay lập tức cả người Quỷ Vương không còn chút sức lực nào, anh ta nằm tê liệt trên mặt đất. Giang Thần không giết Quỷ Vương, bởi vì anh biết Quỷ Vương không phải trùng đứng đằng sau tất cả. Muốn biết kẻ nào là người chủ tính ra chuyện này thì phải hỏi Quỷ Vương. Khống chế được Quỷ Vương, anh nhìn 27 người đứng xung quanh. Mặc dù 27 người này đều bị chấn động bởi thực lực của Giang Thần nhưng dù sao bọn họ cũng là cao thủ đại diện cho các nước, đều là những người học võ chân chính, chẳng lẽ đến giờ này rồi còn bị mất bình tĩnh ư? Cùng sông lên, ngay lập tức, 27 người đồng loạt di chuyển. Bọn họ cùng lúc tấn công về phía Giang Thần. Đỉnh núi Thiên Sơn, một trận chiến nảy lửa đang nổ ra. Một mình Giang Thần đấu lại cao thủ 27 nước, Bọn họ đều không phải hạng người tầm thường mà chính là cao thủ chân chính, sự hiểu biết của bọn họ về võ thuật vô cùng thâm sâu. Trên đỉnh núi, bóng người vụt qua, từng đường quyền xé gió không ngừng xuất hiện. Giang Thần thở phì phò, anh không ngừng ra chiêu để đấu lại đòn tấn công của 27 người, cả người anh đều là mục tiêu tấn công của bọn họ, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, anh đã bị thương, khắp người đau đớn, nhưng như thế không làm anh nhụt chí mà lại càng khiến ý chí chiến đấu trong anh mãnh liệt hơn cơ thể bay đi, một chân đạp xuống lập tức bay lên. Đầu của ai đó lập tức bị đạp trúng, ngay lập tức cả người đổ dầm xuống đất. Bóng người xoay lại giữa không chung, chính xác đáp xuống đất rồi lại giống như một cái lò xo, so. lại một lần nữa, anh phi thẳng lên giữa không chung. Trong lúc anh đứng dậy thì bỗng nhiên có một nhát đao chém tới, bụi đất cuốn lên mù mịt. Giang thần bay cao đến mấy mét, còn chưa đứng vững, anh đã như một con báo vọt tới đối diện đối phương, trực tiếp đánh bay anh ta ra ngoài. Trận chiến vẫn đang diễn ra. Rất nhiều cao thủ lần lượt ngã xuống. Rất lâu sau đó, trên đỉnh núi Thiên Sơn, mặt đất đầy giấy thi thể của 28 người. Chỉ còn lại một người vẫn đứng thẳng. Người này không mặc đồ rằn di phân cấp, mặt còn dính chút thuốc màu, quần áo trên người anh đều đã nhuốm máu đỏ, có máu của kẻ thù, cũng có cả máu của anh. Cao thủ 28 nước, toàn bộ đều đã bỏ mạng trên núi. Giang thần bước từng bước về phía quỷ vương. Quỷ vương nằm im trên đất, không có mảy mảy cử động. Phần đầu dày ra ma sát với mặt đất, phát ra tiếng tạch tạch. Mỗi bước đi tới gần của giang thần khiến quỷ vương càng thêm sợ hãi. Anh ta đã sắp đặt ra một kế hoạch không chút sơ hở, giang thần nhất định phải chết, chắc chắn sẽ chết. Chính là vì cao thủ của 28 nước đều muốn tự tay giết chết giang thần, để vang danh thiên hạ. Thế cho nên mới nhất thời không giết được giang thần, để anh có cơ hội trở tay. Giang thần đi tới, túm lấy quỷ vương, thẳng tay giật mặt nạ trên mặt anh ta xuống. Quỷ vương là một người đàn ông trung niên, chắc khoảng 30 tuổi, nhưng giang thần chưa từng gặp qua anh ta. Ánh mắt anh u ám, anh lạnh giọng quát, là ai xúi dục mày. Anh gầm lên bên tai quỷ vương, giống như sấm sét rền vang trên trời. Quỷ vương bị quát cho sợ ngây người. Tai anh ta ù đi. Bốp, tiếng bạt tai vang lên quỷ vương bị tát cho ngã sóng xoài ra đất má sưng lên khóe miệng chảy ra một ít máu tươi còn có vài chiếc răng rơi ra ngoài dính máu cho mày một cơ hội cuối cùng nói giang thần lại túm lấy quỷ vương quỷ vương sợ tới mức run như cầy sấy tôi tôi không biết là là do y vương dặn tôi thế dưới lần danh sống chết cuối cùng quỷ vương cũng khai ra hết y vương là ai tôi tôi cũng không biết chỉ biết anh ta gọi là y vương được mệnh danh là Y Vương có bàn tay vàng, Hắc, Hắc Long, đừng, đừng giết tôi, cậu mà giết tôi thì cậu nhất định sẽ không ra khỏi ngoại ô thiên sơn được đâu, giữ lại tôi đi, tôi dẫn cậu ra, liên quân 28 nước sắp tới đây rồi, giữ lại tôi đi, tôi sẽ nói giúp cho cậu. Hửm, Giang thần cao mày, đột nhiên lúc này anh lại nghe thấy tiếng động truyền tới từ đằng xa, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Trên không trung cách đó khá xa, có một chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới đây sắc mặt anh khẽ biến. Giang thần đánh một trường vào ngực quỷ vương, sau đó lập tức chạy tới chỗ tiểu hắc, kéo theo tiểu hắc rồi cả hai nhanh chóng hòa vào rừng cây rậm rạp điệp trùng. chương 198, 100.000 quân truy sát. Hắc Long là tổng soái của Nam Hoang, quản lý cả một đại quân hàng triệu người, đồng thời cũng là chiến thần bảo hộ của Trung Quốc. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, đó là cơ hội tốt để đánh giết. Cục diện lần này là đang muốn nhắm vào Hắc Long bên cạnh rất nhiều lính đánh thuê quốc tế, còn có các liên minh cao thủ của 28 quốc gia. Cuối cùng còn có sát thủ giản. Đó là liên quân của 28 quốc gia. Có 28 quốc gia nhỏ ở biên giới Nam Hoang, mỗi quốc gia đều phái hơn 3.000 người để thành lập một đội quân 100.000 người, mục đích là tiêu diệt Hắc Long chỉ trong một lần duy nhất. Và cuối cùng chính là sát thủ giản. Chỉ có các cao thủ thất bại của 28 quốc gia mới được cử đi. Bây giờ đối với tất cả cao thủ của 28 quốc gia thì đây chính là trận tử chiến, đại quân 100.000 người của 28 quốc gia đã lên đường. Hắc Long nhìn thấy chiếc máy bay chiến đấu, nên cùng với Tiểu Hắc nhanh chóng đi sâu vào trong khu rừng hoang. Bây giờ anh biết rằng chỉ có đi sâu vào trong núi mới có thể sống sót. Một khi lộ diện, anh ta sẽ bị máy bay chiến đấu bắn phá tàn nhẫn, mặc dù thực lực của anh vô song nhưng đối mặt với những máy bay chiến đấu đáng sợ này anh hoàn toàn không có sức chống trả. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc trực thăng có khắc hình đầu lâu trên thân đã hạ cánh trên đỉnh núi Thiên Sơn. Một người đàn ông mặc áo khoác từ trên trực thăng bước xuống, nhìn thi thể của người la liệt trên mặt đất, vẻ mặt có hơi đông cứng, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Không hổ là Hắc Long, các cường giả của 28 quốc gia tập hợp lại cùng không phải đối thủ của anh." Ngay lập tức, anh ta lấy máy bộ đàm ra và ra lệnh, "Hắc Long đã rời đi, lập tức phong tỏa ngọn núi lại ngay." Mau truy tìm cho tôi, nhất định phải giết chết anh ta tại đỉnh Thiên Sơn, để anh ta không thể nào sống sót rời khỏi nơi này. Vâng. Sau khi liên quân của nhiều nước nhận được lệnh, bọn họ đã bắt đầu lục soát ngọn núi. Máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu triển khai tìm kiếm trên bề mặt của ngọn núi này. Cùng lúc đó, đại quân liên quân cũng đã bắt đầu tiến vào đỉnh Thiên Sơn, một đội nhỏ 10 người bắt đầu tìm kiếm trên núi. Ánh hoàng hôn ở phía tây Sắc trời dần tối. Thiên Sơn, trong khu rừng rậm rạp, Giang Thần đang ẩn náu trong một hang động tự nhiên. Anh biết rằng bây giờ có một đội quân ở bên ngoài, một khi anh xuất hiện, chắc chắn sẽ chết. Nếu chỉ có một mình, anh chắc chắn có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ anh còn mang theo một tiểu hắc đang bị thương nặng và hôn mê, muốn thoát ra khỏi vòng vây khó như lên trời. Bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể cầm cự. Bởi vì khi rời đi anh đã nói rằng nếu sáng mai không quay lại, quỷ lịch sẽ điều động quân Hắc Long ra và san bằng ngoại ô Thiên Sơn. Trong một hang động tối tăm, Tiểu Hắc đang nằm trên một tảng đá. Giang Trần ngồi ở một bên, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong hang đá tối tăm đó có một đốm sáng yếu ớt. Sau khi hút xong điếu thuốc, Giang Trần kéo cổ tay Tiểu Hắc lên, đặt ngón tay lên mạch anh ta. Mạch của Tiểu Hắc rất yếu, có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của anh đông cứng. E rằng tiểu Hắc không thể cầm cự tới lúc trời sáng được. Hừ, hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương của tiểu Hắc. Sau khi tiểu Hắc bị bắt, anh ta đã phải chịu sự tra tấn mà người thường khó có thể chịu đựng được, xương toàn thân của anh ta đã bị gãy hết, cơ tay và gân chân của anh ta đều đứt hết. Hơn nữa phần đầu của anh ta còn phải chịu một đòn nặng. Cơ thể cũng bị bắn. Cơ thể anh ta đã rất tồi tệ rồi. Giang Trần lấy ra kim bạc ra. Sử dụng phương pháp chữa bệnh đã thất truyền từ lâu, anh đã dùng kim bạc để bảo vệ tim mạch của anh ta và kéo dài sự sống cho anh ta. Tuy nhiên, phương pháp này không chữa trị được tận gốc. Bây giờ tất cả những gì anh có thể làm là kéo dài sự sống cho Tiểu Hắc. Nếu muốn cứu Tiểu Hắc hoàn toàn, phải cần nhiều phương pháp điều trị cộng với dùng thuốc. Nhưng bây giờ anh lại đang lâm vào tình cảnh éo le, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào hoàn toàn không thể mạnh dạn kéo dài sự sống cho tiểu hắc tiểu hắc tôi sẽ báo thù cho anh vẻ mặt giang trần nặng nề nắm chặt tay lại bất kể ai là kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến tôi tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho kẻ đó anh ở đây nghỉ ngơi cho tốt tôi sẽ đi ra ngoài dẫn dụ kẻ địch đi anh phải kiên trì tiếp tục đấy chỉ cần trời vừa rạng sáng quân tiếp viện sẽ đến đến lúc đó tôi sẽ đưa anh về giang trần lại ôm lấy tiểu hắc đi về phía nơi sâu nhất của hang động cuối cùng tìm được một nơi bí mật để giấu anh ta ở đó. Sau đó lau sạch mọi dấu vết và hơi thở. Bởi vì anh biết quân địch nhất định sẽ có quân khiển, một khi quân khiển đuổi theo, tiểu Hắc sẽ xong đời, sau khi xóa sạch hơi thở, quân khiển mới không thể ngửi ra được. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh nhanh chóng rời đi. Rời khỏi hang động đó và lén chuồn vào khu rừng rậm. Anh đã ở Nam Hoang 10 năm, hiểu rất rõ địa hình của ngoại ô Thiên Sơn. Điều anh phải làm bây giờ là dụ kẻ địch đi hết, nếu không kẻ địch sẽ tìm được Tiểu Hắc, Tiểu Hắc sẽ khó mà chạy thoát được. Trong khu rừng rậm, đèn pin liên tục được thắp sáng. Giang Trần vừa ẩn nấp vừa tiến vào. Đi được khoảng chừng vài chục cây số, anh chủ động lao lên, diệt gọn một tiểu đội, lấy một khẩu súng, một ít đạn và một túi quân trang. Đội thứ 5 của nước X đã bị phục kích, tất cả thành viên của tiểu đội đều đã tử trận. Đỉnh núi Thiên Sơn đây là phòng tổng chỉ huy. Sau khi nhận được tình báo, tổng chỉ huy của 28 nước lập tức hạ lệnh, xác định vị trí ngay lập tức, tất cả thành viên, nhanh chóng chạy đến khu của đội thứ 5 nước X, bắt đầu triển khai bao vây toàn bộ khu vực, cho dù có là một con muỗi cũng không bỏ qua. Chỉ huy trưởng, tiểu đội của nước X bị phục kích ở khu 100. Lập tức đến khu 100 ngay và bao vây khu 100 lại. Binh lính các nước nhận được lệnh nhanh chóng di chuyển đến khu 100 còn về phần giang thần sau khi phục kích được một tiểu đội cướp được một số tài nguyên anh đã đặt mìn ở một hướng và tiến về hướng khác rất nhanh sau đó anh nhìn thấy ở đằng xa có ánh đèn trên bầu trời còn có một chiếc trực thăng trên trực thăng có đèn pha cực mạnh không ngừng chiếu sáng khu vực bên dưới giang trần nằm trên mặt đất trong bụi cỏ không nhúc nhích mãi cho đến khi chiếc trực thăng rời đi anh mới đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi đó không lâu sau giang trần nhìn thấy có vài tiểu đội tới gần anh đang đứng trên một cái cây lớn ẩn mình giữa những cành cây rậm rạp anh lấy một quả lựu đạn ra tiểu đội ở phía dưới từ từ tiếp cận không ngừng tìm kiếm xung quanh bùm đúng lúc này tiếng nổ vang lên cả tiểu đội lập tức bị nổ chết giang trần giật nảy người nhảy sang một cái cây lớn khác trong khoảng thời gian này anh không ngừng nổ súng phản kích một đội khác ở phía dưới cũng đi đời sau khi giải quyết những tiểu đội này, anh lại đứng dậy. Báo cáo, tiểu đội 34, tiểu đội 89 và tiểu đội 150 của nước G bị phục kích. Tọa độ là khu 100, khu vực 45. Tin báo được truyền đến phòng chỉ huy Thiên Sơn. Tổng chỉ huy lập tức hạ lệnh, những người ở gần nhanh chóng tới, bao vây khu vực đó lại cho tôi. Nếu như để tiểu hắc chạy thoát, các ngươi đều phải chết. Sau khi nhận được lệnh, các tiểu đội ở gần đó nhanh chóng di chuyển về phía địa điểm chiến đấu. Giang Trần lại ta tay, thu hút được một đại đội. Vào lúc này, trên bầu trời có ít nhất 10 chiếc trực thăng đang tiến hành tìm kiếm khu vực này. Giang Trần biết rằng mình nhất định phải đột phá khỏi vòng vây này và rời đi càng sớm càng tốt, nếu không đại quân sẽ đến bao vây toàn bộ khu vực này lại, đến lúc đó cho dù anh muốn đi cũng không thể rời đi được nữa. Anh trốn trong những cành cây rậm rạp, khi ánh sáng từ chiếc trực thăng rời đi, anh nhảy từ cây lớn này sang cây lớn khác cách 5-6 mét như một con khỉ. Không ngừng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh lao ra khỏi vòng vây này. Có vách đá, Giang Trần đang trốn dưới một tảng đá. Trên bầu trời xa xa, hàng chục chiếc trực thăng đang lần lượt bay qua, ánh sáng chói lòa quét qua cả khu vực này. Giang Trần không hề động đậy. Anh đang nghĩ, suy nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây. Anh cảm thấy muốn đột phá vòng vây khó như lên trời, hơn nữa anh cũng không thể ẩn nấp, chỉ có thể liên tục thay đổi vị trí, dẫn đại quân đi vòng quanh. Nếu không, một khi bị đại quân bao vây lại, vậy thì trước mắt chỉ còn cái chết đang chờ đợi anh. Chương 199, suy nghĩ táo bạo. Anh đội một chiếc mũ cỏ được bện từ thực vật trên đầu. Cho dù anh đi ngang qua người, chỉ cần anh không phát ra âm thanh thì cũng rất khó để phát hiện ra anh. Phía trước, dưới vách đá lóe lên rất nhiều ánh sáng đèn pin. Đây là đội quân tìm kiếm trên núi. Với việc bại lộ tung tích của anh, khu vực này càng lúc càng có nhiều người, hiện tại bên dưới có ít nhất 3.000 người. Nhìn thấy điểm sáng ở bên dưới, Giang Trần cười nhạt. Anh lặng lẽ đứng dậy. Lấy thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn ra và cho vào khe nứt khá to trên tảng đá. Sau đó, anh chuẩn bị đánh úp. Nằm bò xuống tảng đá. Bụp. Viên đạn bay ra ngoài. Bên dưới có một người bị bắn chết, ngã xuống đất. Địch tập kích, địch tập kích. Một người ngã xuống đất, những người khác ngay lập tức hoảng loạn. Phía trước, trên vách đá đó. Báo cáo tổng bộ, đã phát hiện thấy bóng dáng của Hắc Long, xin hỗ trợ, xin hỗ trợ, ở khu 100, đường 182. Khi Giang Trần xuất hiện, phía dưới có vô số đèn pin sáng lên, vô số điểm sáng chiếu về phía vách núi ở phía trước. Và sau khi Giang Trần nổ súng, anh cầm súng nhảy vọt lên lập tức nhảy lên vài mét kéo một tảng đá rồi lại nhảy lên chỉ trong nháy mắt anh đã xuất hiện trên đỉnh vách đá tạch 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 trên bầu trời một chiếc trực thăng xuất hiện bùm bùm khẩu súng trên trực thăng nhằm vào khu vực vách đá mà bắn tuy nhiên giang thần đã nhanh chóng rời đi rồi sau khi anh rời đi không lâu hàng nghìn người đã xuất hiện trước vách đá và bắt đầu leo núi tuy nhiên Giang thần đã trôn sẵn thuốc nổ trên vách đá từ sớm. Những người leo lên đã vô tình chạm vào nó. Bùm, nổ bùm ngay tức khắc. Vách đá sụp đổ, đá tảng lăn xuống. Không ít người bên dưới bị đập trúng máu thịt lẫn lộn ngay lập tức. Tránh ra, mau tránh ra, có bom. Đại quân nhanh chóng tản ra. Thiên Sơn, phòng chỉ huy. Chỉ huy trưởng mặc áo khoác đen giận dữ chửi bới, đồ vô dụng, thật là vô dụng, Điều động 100.000 đại quân đi đã biết bao nhiêu lâu rồi mà chỉ có một người cũng không bắt được. Hạ Lệnh, xuống khởi động máy bay ném bom cho tôi, san bằng dãy núi Thiên Sơn thành bình địa cho tôi. Chỉ huy trưởng, không thể được. Một người lính đã kịp thời khuyên nhủ, đây không phải trò chơi trẻ con, một khi khởi động máy bay ném bom, nhất định sẽ khiến quân Hắc Long chú ý, quân Hắc Long sẽ di chuyển tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ kích động chiến tranh, các nước sẽ không thể chịu đựng được sự trả thù của quân Hắc Long đâu. Đúng vậy, không thể được. Chỉ huy trưởng, chúng ta đã sắp xếp rồi. Mọi khu vực đều đã gài các chốt canh ở vị trí kín đáo để liên tục làm giảm bớt địa bàn hoạt động của Hắc Long. Trước bình minh, anh ta sẽ bị rơi vào vòng vây, đến lúc đó nhất định sẽ không thể chạy thoát được. Các tướng quân trong phòng chỉ huy liên tục thuyết phục. Chỉ huy trưởng tên là Mạc Phù. Ông ta là một tướng quan của Việt Nam. Khoảng một năm trước, tại ngoại ô Thiên Sơn, em trai của ông ta đã bị Hắc Long giết chết anh ta có nằm mơ cũng muốn được trả thù. Bây giờ có cơ hội này, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Hắc Long chạy thoát. Tướng quân, trời đã tối rồi, Hắc Long có thể ẩn nấp rất tốt. Một khi trời sáng, anh ta sẽ không có chỗ trốn nữa, đến lúc đó sẽ là giờ chết của anh ta. Lúc này Mạc Phù mới bình tâm lại. Về phần thiết kế của Giang Trần, sau khi giết chết một đám người, anh nhanh chóng rời đi. Anh không ngừng chạy trốn trong núi. Nhưng dần dần, anh nhận thấy khu vực này ngày càng có nhiều người và mỗi nơi trọng yếu nào cũng có chốt canh ở vị trí kín đáo. Gần như đạt đến cảnh giới ba bước lại thấy một chạm gác, năm bước lại thấy một đồn canh rồi. Anh đang dần rơi vào vòng vây. Một khi bị bao vây, quân địch sẽ không ngừng làm hẹp khu vực hoạt động của anh và anh sẽ chạy trời không khỏi nắng. Giang thần đang ẩn nấp trong một cái cây lớn. Anh nhìn tình hình xung quanh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc anh không vì chuyện này mà mất đi lý trí, anh vẫn đang không ngừng phân tích tình hình, nghĩ cách là thế nào để đột phá. Chỉ cần anh lại có thể xông ra khỏi vòng vây này, vậy thì anh sẽ có đủ điều kiện để trì hoãn đến dạng sáng, một khi bình minh, quân Hắc Long sẽ tấn công, đám người này chết không có chỗ chôn. Sau một lúc suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, không có cách nào để tiếp tục ẩn nấp được nữa, chỉ có thể xông ra mà thôi anh ta ẩn nấp và bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Không bao lâu sau đó một tiểu đội xuất hiện. Tuy nhiên, cách tiểu đội này 100 mét cũng có một tiểu đội khác. Hơn nữa ở phía xa cũng còn rất nhiều. Anh nhất định phải chiến đấu cực kỳ nhanh. Cơ thể lướt đi, rồi nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bùm bùm, còn chưa kịp đáp xuống mặt đất, tiếng súng đã vang rền. Tiểu đội đã bị xóa sổ ngay lập tức. Giang Trần nhanh chóng lao tới, bắt đầu thu thập tài nguyên súng, đạn dược, lựu đạn, túi đồ. Bên đó, nhanh lên, hắc long, theo đó là tiếng súng vang lên. Quân địch xung quanh ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng chạy đến. Ngay sau đó, một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Các khẩu súng máy trên máy bay chiến đấu liên tục nhắm bắn về khu vực này. Sau khi Giang Trần lấy tài nguyên, anh nhanh chóng tránh ra, thân thủ của anh nhanh nhẹn, xuyên qua màn đêm, nhảy một bước mất mét, từ cây lớn này sang cây lớn kia. Anh ta đang trốn trên cây cao hơn 30 mét. Một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Giang Trần chăm chú theo dõi kỹ càng. Nếu không loại bỏ máy bay chiến đấu, anh không thể đột phá khỏi vòng vây. Một chiếc máy bay chiến đấu bay tới, chỉ còn cách chỗ anh 30 mét. Giang Thần lấy một quả lựu đạn ra. Ném mạnh lên không trung. Khoảnh khắc quăng nó đi, cơ thể anh chuyển động, nhảy sang một cây to khác đồng thời bắn lên bầu trời đoàn quả lựu đạn vừa đến gần máy bay chiến đấu đã bị trúng đạn ngay lập tức bùm quả lựu đạn nổ tung máy bay chiến đấu bị trúng lựu đạn nên bốc cháy ngay lập tức nó giống như một con diều bị đứt dây nhanh chóng rơi xuống đất đáp xuống mặt đất và phát nổ ngay lập tức một số người ở dưới đất cũng bị ảnh hưởng vào thời điểm máy bay chiến đấu rơi xuống khu vực giang trần đã ở bị bom đạn rơi xuống có không ít cây lớn bị nổ tung đến bật cả gốc. Nhưng Giang Thần đã rời đi rồi từ lâu rồi. Anh xuất hiện ở vị trí cách xa hàng nghìn mét. Anh lại ẩn nấp, anh trốn trong một cái cây lớn, liên tục thở hổn hển. Phải tập trung tinh thần cao độ và phải nhảy với cường độ cao trong thời gian dài nên cơ thể anh không chịu nổi. Bây giờ năng lượng trong cơ thể anh gần như đã cạn kiệt rồi, phải ăn gì đó để bổ sung thể lực, nếu không thì ít lâu nữa anh sẽ không còn thể lực để chiến đấu. Vào thời điểm quan trọng này, anh lại thèm thuốc lá. Anh muốn hút thuốc. Anh nhìn thấy một hốc cây, cơ thể anh như một con rắn, thuận theo thân cây nhanh chóng tiến xuống dưới, chui vào trong hốc cây. Lấy ra một điếu thuốc ra và châm lửa. Hít một hơi thật sâu. Mọi mệt nhọc tan đều biến theo làn khói sộc vào mũi. Anh lấy ba lô sau lưng ra, lấy một ít lương khô và nước khoáng ra. Không lâu sau, bên ngoài có động tính. Giang Thần nhìn qua khe hở trong hốc cây thì thấy một số binh sĩ được trang bị đầy đủ đang chiến đấu trong khu vực này. Anh lấy quả mìn ra, lặng lẽ chôn nó xuống đất rồi biến mất vào màn đêm. Vài phút sau, bùm, khu vực này nổ tung khiến nhiều người thiệt mạng ngay tại chỗ. Giang Trần không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Bây giờ đại quân 10.000 người về cơ bản đều đã tập hợp về khu vực này, khu vực hoạt động của Giang Trần càng lúc càng nhỏ lại. Giang Trần nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ chỉ mới là 2 giờ sáng, còn mấy tiếng nữa mới tới lúc bình minh, còn phạm vi hoạt động của anh thì lại càng ngày càng nhỏ, đã đến mức khó có thể di chuyển rồi. Phòng Chỉ Huy ở đâu nhỉ? Giang Trần suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ về vị trí của phòng Chỉ Huy. Nếu diệt được phòng Chỉ Huy, vậy thì đại quân truy sát anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Thiên Sơn. Giang Trần nghĩ tới một nơi. Đó là đỉnh núi Thiên Sơn anh từ chỗ đó rời đi, nơi đầu tiên xa quân địch xuất hiện chắc chắn là đỉnh núi Thiên Sơn, một. Nơi thành lập phòng chỉ huy rất có thể là trên đỉnh núi Thiên Sơn. Lúc này, Giang Trần lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó là tìm cách để quay ngược lại, đi đến Thiên Sơn, đến phòng chỉ huy, tiêu diệt phòng chỉ huy. chương 200, đấu đá trong phòng chỉ huy. Nếu cứ như thế này, không thể nghĩ ra biện pháp, Giang Thần căn bản không thể chịu đựng được nữa. Anh không dám chắc cho lắm, nhưng có lẽ phòng chỉ huy ở trên đỉnh núi Thiên Sơn này. Nhưng đỉnh núi Thiên Sơn này quả thực là một địa điểm đẹp. Nếu là anh, anh cũng sẽ chọn nơi này để xây dựng một phòng chỉ huy tạm thời trên đỉnh núi Thiên Sơn. Vì thế nơi đây khắp bốn phương đều được bao bọc bởi vách đá, lại là địa điểm cao, chí mạng, vừa dễ phòng thủ, vừa khó bị tấn công. Sau khi nảy sinh ra ý tưởng, Giang Thần bắt đầu lập kế hoạch. Anh nhắm từ từ mắt lại, con đường anh đi hiện lên trong đầu anh, sau đó suy đoán ra chỗ anh đang đoe ninh là ở đâu, phương hướng đi lên đỉnh thiên sơn quan. Dựa vào trí nhớ để tính toán, tuy rằng có thể nó không được chính xác lắm, nhưng ít ra cũng phải đúng 8 chìn phần 10. Cái khó bây giờ là làm sao để đột nhập ra khỏi vòng bao vây của đội quân. Bây giờ anh không thể im lặng rời đi. Với cả một khi anh ấy xuất hiện, thứ đang chờ anh ở phía trước là một cuộc chiến đẫm máu. Vì vậy, đây chưa phải lúc để lộ diện. Trên bầu trời ngày càng có nhiều máy bay chiến đấu xuất hiện, ánh sáng từ trên cao liên tục quét qua, chiếu rọi cả khu vực khiến nọ tựa như thể đang ban ngày. Giang thần biết mình không còn bao lâu nữa. Khu vực anh đang ẩn náu đã bị phong tỏa, mặc dù vậy nhưng anh vẫn chưa định ra được một kế hoạch hợp lý nào cả, chờ đợi anh ở ngoài kia là hàng vạn quân binh, một khi bị đội quân bao vây tấn công, dù có ba đầu sáu tay cũng phải cam chịu bông ánh sáng trên trực thăng đột một biến mất, và nhân cơ hội này anh nhanh chóng nhảy khỏi cây. Ngay sau khi ra khỏi cây, ánh sáng lại tiếp tục chiếu sáng. Anh nhanh chóng nằm xuống, núp ở chỗ bụi cỏ, không dám để lộ ra tiếng động hay bất kỳ hành động nào. Anh nằm ở đấy cho đến khi ánh đèn trực thăng lại biến mất. Cứ thoát ẩn thoát hiện, anh bò từ từ về hướng của phía đám đội quân. Phía trước có rất nhiều người những người lính đều được trang bị vũ trang đầy đủ này nhìn chằm chằm vào ánh sáng của trực thăng trên trời, họ phát động cuộc truy lùng, càn quét khắp nơi này và không ngừng tiến lên để làm hẹp vòng vây. Nhờ ánh sáng mờ ảo của đèn từ trực thăng chiếu lướt qua lướt lại mà anh có thể đoán rằng có tầm ít nhất là một ngàn người. Giải quyết một ngàn người không phải vấn đề khó đối với anh, cái khó là máy bay trực thăng bay liên tục bay trên bầu trời, lướt qua lướt lại khắp mọi nơi, nếu giờ anh xong ra chiến đầu, vị trí của anh lập tức sẽ bị lộ diện, và anh sẽ không thể thoát khỏi những quả bom được thả từ trên trời xuống. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời. Có ít nhất 10 máy bay trực thăng trên vào lúc này. Thật là khó khăn. Giang Thần khẽ cau mày, thủ sẵn trong tay một chiếc súng bắn tỉa được đeo trên lưng, anh lặng lẽ ẩn nấp, từ từ nhẹ nhàng đến chỗ một vách đá, rồi ẩn mình trong đám cỏ gần vách đá đó. Chuẩn bị ngắm chuẩn đánh lén. Tầm bắn của súng bắn tỉa này là một cây em giam thần ẩn nấp và nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Chiếc trực thăng bay không nhanh. Anh đã tính toán kỹ càng về sức gió, lực cản và tốc độ trực thăng đang bay. Máy bay trực thăng càng ngày càng gần anh. Anh bắn dữ dội. Viên đạn lao nhanh đến. Nó làm vỡ kính của máy bay trực thăng, trực tiếp giết chết người lái máy bay bên trong, khiến máy bay bị mất điều khiển, không tự chủ được, rơi từ trên trời xuống đất. Bùm. Máy bay trực thăng rơi xuống đất và phát nổ ngay lập tức, một số cỏ khô xung quanh nó cũng bốc cháy theo. Ngọn lửa chiếu sáng cả khoảng tối phía xa. Giang Thần trốn ở trên vách núi, nhìn thấy cảnh này cười nhạt, tiếp tục rình rập, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cơ hội lại gõ cửa tìm đến anh. Một phát súng khác đã được bắn ra, giết chết phi công của một chiếc trực thăng nữa, khiến chiếc trực thăng ngoài tầm kiểm soát vụ nổ vừa rồi cùng sự biến động kỳ lạ ở đây đã thu hút sự chú ý của những người lính gần đó. Bọn họ đều biết chắc rằng Hắc Long đang ở khu vực này, đều xông tới, chỉ trong 10 phút đã có mấy vạn người tụ tập đến. Nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy, Giang Thần không hỏi nhíu mày. Anh không dám ở lại lâu nữa, với khẩu súng bắn tỉa trên lưng, anh nhanh chóng đi xuyên qua núi rừng. Lúc này, tại trên đỉnh Thiên Sơn Quang, Mạc Phú nghe cấp dưới của mình báo cáo thông tin xong, lập tức nổi một trận nuôi đình, anh ta quát lớn, đúng là một đám phế vật, bọn ăn hại, rõ ràng quân ta có mấy ngàn người, vậy mà không những không bắt được mà còn bị hắn ta bắn mấy chiếc trực thăng. Mạc tướng quân, anh ta là hắc Long, thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng ngài cũng không cần quá lo lắng, hiện tại anh ta dùng địa hình vào ban đêm ở đây để ẩn náu, một khi bình minh lên, anh ta sẽ không có chỗ nào để trốn. Rồi bắt buộc phải lộ diện, lúc đó ta bắt hay giết hắn ra làm sao cũng được. Ngoặc kép, có thể lắm, lần này 28 quốc gia đều điều động 100 vạn quân. Ta không tin lần này Hắc Long có thể trốn thoát thuận lợi. Ngài nói đúng, hắn sẽ sớm bị giết thôi. Chỉ cần đợi bình minh lên. Các tướng quân của 28 quốc gia đều tập hợp trong phòng chỉ huy. Những người này toàn là những kẻ đã từng là bại trận dưới tay của Giang Thần, bọn họ đều đã từng trải qua nên biết rất rõ thực lực của Giang Thần. Vì vậy, họ không việc gì phải hoảng sợ. Chỉ cần trời sáng giang thần sẽ chết không có chỗ trôn vào lúc này tại một địa điểm khác giang thần đã bí mật lẻn vào giải quyết một số lính canh gác và thu nhập được thêm một khẩu bazuka anh đang đứng trên một cái cây lớn với khẩu súng bazuka trên vai giơ tay nhắm thẳng vào một chiếc trực thăng trên bầu trời bùm tiếng tên lửa phóng ra vang động trời một đòn nhắm chính xác hoàn hảo hết chỗ chết chiếc trực thăng rơi xuống giang thần không ngừng tìm kiếm cơ hội chỉ trong một giờ đồng hồ, anh đã tiêu diệt hơn 30 chiếc trực thăng. Vào lúc này, trên bầu trời chỉ có lác đác vài cái. Không có ánh sáng mạnh trên bầu trời chiếu xuống, anh di chuyển dễ dàng hơn, không ngừng tàn phá và tiếp cận tới đỉnh thiên sơn quan. Đã hơn 5 giờ sáng. Giang thần đã đến gần đỉnh núi Thiên Sơn. Trên đỉnh núi là nơi của bộ chỉ huy. Ở đây cũng có quân canh giữ, nhưng không nhiều, chỉ vài trăm người. Quân đội lúc này đa phần đều ở hết dưới núi, bọn họ đang giả soát từng nơi tìm kiếm Giang Thần. Giang Thần lấy ra một khẩu súng máy có trang bị giảm thanh, trực tiếp bước tới, không ngừng tàn sát. Số người trên đỉnh núi mỗi lúc một ít, từng người, từng người một bị bắn cho hạ gục. Vào lúc này, ở bên trong một căn nhà gỗ, các tướng lĩnh của 28 quốc gia đều tập trung hết tại đây. Mạc tướng quan, chúng ta đã mất tung tích, dấu vết của Hắc Long đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy anh ta lộ diện rốt cuộc hắc long chui rúc ở xó xỉnh nào vậy nhiều tướng lĩnh đang thảo luận về nơi hắc long trốn tôi có thể dám chắc là hắn chưa rời khỏi đỉnh thiên sơn quan này đâu anh ta khá cảnh giác tìm chỗ ẩn núp phù hợp ngồi chờ mặt trời mọc vừa lúc đó phòng chỉ huy đột ngột mất điện chuyện gì đã xảy ra mạc phù trong nháy mắt bóng kêu lên quát lớn nhanh ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì Vừa lúc đó, cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông bước vào, anh ta mặc quân phục sạc sơn, mặt dính đầy thuốc màu, trên tay cầm súng máy. Đã phải để mấy người đợi lâu. Ngữ khí đầy lạnh lùng, giọng nói mang theo sát khí dữ tợn vang lên. Hắc, Hắc Long. Trong căn phòng tối om, dần có tiếng va chạm của chân ghế. Cũng có những câu thốt lên vì sợ hãi. Hắc Long đã đến, đến đỉnh núi Thiên Sơn, và hiện tại đang ở phòng chỉ huy. Chẳng phải anh ta đã bị bao vây, anh ta làm sao có thể phá giải chúng? Giang Thần vươn tay luồn qua sau lưng, cầm một cái kim sắc màu bạc, hung hăng vung tay lên. Kim bạc bỗng bật ra. Tất cả những người trong phòng đều bị khống chế, nằm liệt trên mặt đất, thậm chí họ không còn sức để di chuyển. Sau khi khống chế được những người này, Giang Thần bước ra ngoài, bật lại công tắc máy phát điện, đèn trong phòng chỉ huy lập tức bật sáng. Anh chậm rãi bước vào. Trong phòng hơn hai người đang nằm gục dưới nền. Những người này vẻ mặt hoảng sợ, muốn nhúc nhích, nhưng đều vô lực. Giang thần bước vào, mang theo ghế ngồi xuống, cầm điếu xì gà trên bàn lên, châm lửa, hút thuốc, nhìn các tướng sĩ trong phòng. ah nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này. Giang thần bật cười. Các vị thực dũng cảm, trước đây bị đánh mà giờ vẫn chưa biết sợ sao. Tiếng cười vang lên. Những vị tướng mặt bóng xám lại như cho họ biết rằng lần này họ đã thua. Thật sự thảm hại. Chủ nhân của 28 quốc gia bao vây đòi bắt Hắc Long và tất cả chủ nhân của các quốc gia đều bị giết. Một đạo quân 100.000 người đuổi giết Hắc Long, bị anh giết rất nhiều, cuối cùng phá vỡ đội hình vòng vây, trực tiếp đi đến phòng chỉ huy. Có thể nói cái chết đang cạn kề trước mắt bọn họ. Giang thần hút một điếu thuốc, nhìn tướng quân các nước nằm trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, đừng trách tôi không cho các vị một con đường sống, nói, ai kể chủ mưu đằng sau tất cả, ai là người nhắm vào tôi. Ngoặc kép, Hắc Long, muốn giết thì giết đi, tại sao nói nhiều. Mạc Phù lạnh lùng nói. Giang thần nhìn chằm chằm vào anh ta. Mạc Phù, trước kia sư huynh của cậu làm sai, anh ta đã lên kế hoạch mai phục quân Hắc Long, khiến cho vô số huynh đệ dưới trướng của tôi chết thảm. Không ngờ rằng cậu cũng phạm phải sai lầm như vậy. Giang thần bước tới, túm lấy Mạc Phù đang nằm trên mặt đất cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu? Hắc, Hắc Long, làm ơn hãy hạ thủ Lưu Tình. Hiện tại, biên giới đang rất yên ổn rồi, anh cũng không còn là tổng tư lệnh của quân đoàn Hắc Long nữa. Nếu anh giết tướng Mạc Tướng Quân, sẽ gây ra hỗn loạn. Vậy sao? Giang Thần cười nhẹ, sắc mặt lập tức chìm xuống, trực tiếp dùng sức bóp lấy cổ Mạc Phù. Mạc Phù nghiêng đầu, chết không kịp kêu gào. Cũng giống như ném rác, anh ném Mạc Phù xuống đất nhìn các tướng lãnh của các quốc gia sợ hãi và toát mồ hôi anh nói với vẻ lãnh đạm dù tôi đã từ chức nhưng tôi cũng không phải loại người để mấy lũ chó mèo các người khi dễ vì mấy người đã xuất binh nên các người cũng chuẩn bị nhận thua cuộc đi hỏi lần cuối ai là kẻ đứng sau chuyện này giang thần gầm lên như sấm rền vang vọng trong nhà gỗ màng nhĩ của các tướng quân chấn động tê dại thần sắc không khỏi lo sợ hoang mang audio điện tử võ tấn bền Hết chương 200.